chương 60, ta thích ngươi. Này rừng cây rậm rạp nhìn lên rất âm trầm, đêm qua ai cũng không dám đi vào, có thể đi cho tới chưa lộ trình lại là nguy hiểm gì đều không có gặp được. Liền một cái có thể sẽ đối với mọi người tạo thành uy hiếp dã chư, trả lại một đầu đâm chết trên tàng cây. Nhâm tiểu túc trên đường muốn quan sát nhìn xem có hay không cỡ lớn mãnh thú phân và nước tiểu, lại không thu hoạch được gì. Bất quá nhâm tiểu túc không có buông lòng cảnh giác, bởi vì hắn đến bây giờ đều vẫn không rõ, những cái kia thịt cá xương cá, cùng với từ hạ thi thể rốt cuộc là như thế nào tiêu thất. Mọi người đang trong rừng cây tìm đến một ít khối đất trống, sau đó lục tìm rất nhiều bó củi ý định lúc này cắm trại, đêm qua tất cả mọi người một đêm không ngủ, hôm nay phải điểm tâm sáng nghỉ ngơi, bằng không thì ai cũng gánh không được. Hứa hiển sở ở một bên cầm quân đao phân giải thịt heo, huyết tinh tràn ngập tại giấy tráng phim đất trống trong, nhâm tiểu túc nhắc nhở, ăn không hết đồ vật ngàn vạn không muốn vọng muốn giữ lại ngày mai tiếp tục ăn, hoang dã bên trong nguy hiểm phần lớn đều là bị mùi máu tươi hấp dẫn qua. Nói qua, nhâm tiểu túc chìa chìa dưới chân, chỗ đó đã có kết bè kết đội hắc mã nghĩ đến nơi, những cái này con kiến từng đều có chỉ bụng lớn nhỏ, nhìn lên dị thường kinh khủng, ban ngày thời điểm ngươi hoạt động thời điểm chúng không sẽ công kích ngươi, chúng chỉ là tìm tìm thực vật cùng mùi máu tươi khởi nguồn mà thôi, nhưng đến tối, ngươi ngủ ở mùi máu tươi trong phạm vi, ngươi chính là chúng đồ ăn. Chỉ cần cắn ngươi một ngủ, chúng bài tiết xuất ra axit formic liền có thể để cho ngươi thống khổ, hứa hiển sở gật gật đầu minh bạch cảm ơn nhắc nhở đến từ hứa hiển sở cảm tạ cộng một nhâm tiểu túc sững sờ một chút này hứa hiển sở còn rất thành khẩn a giữa trưa tất cả mọi người bưng lấy nướng chín thịt heo quá nhanh cắn ăn thật sự là đói không được ngay tại nhâm tiểu túc ăn thịt thời điểm lạc hinh vũ lại ngồi vào nhâm tiểu túc bên người lạc hinh vũ vẻ mặt khờ khảo ngây ngô nói ta cảm giác ngươi có thể tại hoang dã trải qua có tư có vị nhìn lên rất lãng mạn a nhâm tiểu túc lắc đầu nói này là sinh tồn một chút cũng không lãng mạn tại hoang dã nhâm tiểu túc chưa từng nghe đã đến lãng mạn loại này từ ngữ hoang dã thượng những chuyện kia cũng tuyệt đối không có khả năng cùng lãng mạn loại này từ ngữ kéo cùng một chỗ có đôi khi nhâm tiểu túc cảm giác chính mình thân là lưu dân cùng hàng rào trong những người kia tư duy giữa có một mảnh to lớn cái hào rộng lạc hinh vũ không để ý đến nhâm tiểu túc phản bác mà là đột nhiên đối với nhâm tiểu túc nói người biết không người rất có mị lực nhâm tiểu túc nhíu mày đây là tại hứa hiển sở chỗ đó nếm mùi thất bại cho nên tìm đến mình hắn giả trang không nghe thấy chỉ là lạc hinh vũ lại ngồi ở bên cạnh hắn không đi trên thực tế lạc hinh vũ có bản thân ý định đi theo nhâm tiểu túc ở chỗ này tối thiểu sẽ không bị đói những người khác khả năng không có chú ý nhưng lạc hinh vũ là sớm liền phát hiện nhâm tiểu túc tuyệt đối không phải là người bình thường thiếu niên làm sao có thể mang theo một cái bình thường trưởng thành nam tính chạy thoát thân e rằng hứa hiển sở chính mình bản thể đều không có năng lực như thế a à. Cho nên, Lạc Hinh Vũ nghĩ thiếu niên nam tính tại thanh xuân ngây thơ kỳ dễ dàng nhất xúc động, này bất kể là thị trấn trong còn là hàng rào trong, e rằng đều là đồng dạng A. Nàng chỉ cần hơi lấy lòng một chút, gọi là nhâm tiểu túc thiếu niên nhất định có thể cho là mình xông pha khói lửa, kỳ thật, thật làm cho nhâm tiểu túc chiếm chiếm tiện nghi nàng cũng không quá chú ý. Loại chuyện này tại hàng rào trong phát sinh còn thiếu sao? Một chút cũng không ít, nói trắng ra, nàng hiện tại chính là khuyết thiếu cảm giác an toàn, nghĩ tìm một cái có thể lợi dụng người. Kỳ thật Lạc Hinh Vũ cũng có thể hướng Hứa Hiển Sở lấy lòng, thế nhưng trước đó trong hành trình, Lạc Hinh Vũ không chỉ một lần đi tìm Hứa Hiển Sở nói chuyện phiếm, lại đều mũi dính đầy cho. Tại Lạc Hinh Vũ trong ấn tượng, Hứa Hiển Sở là một tâm trí tương đối kiên định người trưởng thành, hắn biết mình muốn cái gì, một khi phát sinh nguy hiểm, Hứa Hiển Sở rất có thể bất cứ lúc nào cũng là buông tha cho chính mình. Về phần Lưu Bộ cũng không cần nói, đó là một phế vật. Hơn nữa nàng nhìn ra Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận khả năng kết thành ngắn ngủi đồng minh quan hệ kéo lên nhâm tiểu túc chẳng khác nào kéo lên dương tiểu cận. Rất nhiều người cho rằng dương tiểu cận là nàng trợ lý, nhưng kỳ thật dương tiểu cận cùng nàng căn bản không có thuê quan hệ, ngược lại là dương tiểu cận cho lưu bộ một khoản tiền, nói muốn tiện đường đi số 112 hàng rào. Lạc Hinh Vũ không rõ ràng lắm Dương Tiểu Cận thân phận, chỉ nghe Lưu Bộ nói Dương Tiểu Cận là muốn đi số 112 hàng rào tìm kiếm thân thích phổ thông tiểu cô nương. Bất quá tiến nhập hoang dã về sau Lạc Hinh Vũ cũng chậm chậm phát hiện Dương Tiểu Cận đang dần dần thoát ly khống chế, hơn nữa đương dương tiểu cận lấy ra thương tới chỉ vào nhâm tiểu túc thời điểm, nàng liền biết điều này sao có thể là một phổ thông tiểu cô nương. Hiện giờ lạc hình vụ ý nghĩ chính là gia nhập đồng minh, cùng dương tiểu cận, nhâm tiểu túc kết thành tiểu đoàn thể. Tại nàng nhìn tới nhâm tiểu túc như vậy chưa thấy qua các mặt của xã hội lưu dân, làm sao có thể ngăn cản được nàng hấp dẫn. Kỳ thật, lạc hình vũ cùng lưu bộ đối mặt lưu dân thì liền có một loại nội tâm ngạo mạn, bọn họ cho rằng lưu dân chính là hàng rào phụ thuộc, không phải người, là vật phẩm, Nhâm Tiểu Túc cân nhắc một chút ngữ khi đối với Lạc Hinh Vũ nói, đại tỷ, cách ta xa một chút. Lạc Hinh Vũ quyết định trực tiếp một chút, nàng cười nói, có thể là lúc trước trên đường từng có một ít hiểu lầm, kỳ thật ta. Nhâm Tiểu Túc xứng sờ một chút, người như thế nào? Lạc Hinh Vũ tới gần Nhâm Tiểu Túc một ít, phảng phất đang nói lặng lẽ lời đồng dạng, thậm chí thân thể đều nhanh áp vào Nhâm Tiểu Túc trên cánh tay, nàng thổ khí như lan nói, ta thích ngươi. Nhâm Tiểu Túc sắc mặt đại biến, người miệng thả sạch sẽ tí đi. Lạc Hinh Vũ, phốc, bên cạnh đang uống bình đựng nước Dương Tiểu Cận một ngụm liền đem trong miệng nước cho phun ra đi, tựa hồ nàng phát hiện mình phản ứng có điểm gì là lạ, nhanh chóng giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Mà Lạc Hinh Vũ như thế nào cũng không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc lại hội là như thế này phản ứng. Người điều này có thể là người bình thường phản ứng sao? Ai miệng không sạch sẽ, đầu óc có bị bệnh không? Thời điểm này Lạc Hinh Vũ bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không làm một sai lầm quyết định. Kỳ thật Lạc Hinh Vũ không biết là, nhầm tiểu túc tại thị trấn thượng gặp qua cái gọi là sắc dụ thấy nhiều, hắn từ có thể đi săn tuổi bắt đầu, muốn đi trên người hắn dán qua nữ nhân không biết có bao nhiêu, đây cũng là nhan lục nguyên ngay từ đầu rất đề phòng tiểu ngọc tỷ nguyên nhân. Cho nên Lạc Hinh Vũ cảm thấy hắn khả năng chưa thấy qua các mặt của xã hội, nhưng kỳ thật nhầm tiểu túc gặp qua các mặt của xã hội nói ra đều sợ hù sợ nàng. Nhầm tiểu túc trong nội tâm cười lạnh, liền Lạc Hinh Vũ loại này nữ, cho không hắn cũng không muốn, lãng phí lương thực Trước kia hắn cảm thấy hàng rào trong hẳn là đều là người thông minh A à. Trung quy học đường Trương Tiên Sinh nói đại bộ phận sách vở đều bảo tồn tại hàng rào trong Cho nên Nhâm Tiểu Túc cảm thấy đọc sách càng nhiều người lẽ ra càng thông minh mới đúng Kết quả lưu bộ cùng Lạc Hinh Vũ hai người kia thật sự là đổi mới hắn nhận thức Đương nhiên, hàng rào trong cũng có người thông minh Tỉ như Vương Tòng Dương cùng hứa hiển sở này hai người quan quân Lạc Hinh Vũ ngữ khí bình tĩnh trở lại Người giúp ta đi ra ngoài, trở lại 113 hàng rào ta cho ngươi tranh thủ ba cái tiến nhập hàng rào danh ngạch. Nhâm tiểu túc đứng dậy liền đi, cùng với họa bánh nướng đâu này. Khiến cho dường như hàng rào bên trong ngươi nói toán đồng dạng. Nhâm tiểu túc lại không ngốc, hắn cảm giác mình nếu hiện tại đối với lạc hình vũ sử dụng kỹ năng học tập đồ phổ, làm không tốt có thể đạt được cao cấp khoác lác bức kỹ năng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện tiên hiệp audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trường 61, chờ mặt so với lật sách còn nhanh lưu dân muốn đi vào tị nạn hàng rào có nhiều khó. Theo Vương Phú Quý theo như lời, Vương Phú Quý cả đời này hơn 40 năm cũng chỉ gặp qua bốn người thành công tiến nhập hàng rào, cũng đều là hàng rào trong một ít đại nhân vật bà con xa. Những người này đi đến hàng rào quang dựa vào chính mình thân thích kết quả lại bị hàng rào cự chi môn, vì vậy chỉ có thể ở thị trấn thượng sinh hoạt, chậm rãi chờ cơ hội. Liền ngay cả một ít đại nhân vật phương xa thân thích muốn vào hàng rào đều khó như vậy, người Lạc Hình Vũ nói cho ba cái danh ngạch liền cho ba cái danh ngạch. Ngươi muốn thật sự có lợi hại như vậy, vậy người cũng không cần có tư nhân binh sĩ nhiệm vụ tài năng đi đến số 112 hàng rào, trực tiếp để cho tư nhân binh sĩ hộ tống ngươi đi qua không tốt sao. Thế đạo này cầm người khác đương kẻ đần người, chính mình chính là cái kẻ ngu. Nhâm tiểu túc cảm thấy lạc hình vũ còn là quá hao tâm tổn trí cơ một chút, hắn mặc dù là lưu dân, nhưng hắn cũng không thiếu khuyết phán đoán. Đổi người khác tới đương người dẫn đường khả năng liền thực tín, nhưng nhâm tiểu túc không tin. Nếu như nhâm tiểu túc đáp ứng nàng điều kiện, đến lúc đó Lạc Hinh Vũ tiến hàng rào trên mình kia tìm người đây. Lạc Hinh Vũ hoàn toàn có thể qua cầu rút ván, hơn nữa nói thật, nhâm tiểu túc đối với Lạc Hinh Vũ cùng lưu bộ hai người thật sự là nửa điểm hào cảm đều không có. Giữa trưa tất cả mọi người ăn xong thịt heo đều rất khát, nhưng bọn hắn bình đựng nước cùng đồ ăn đều đồng dạng lưu ở ra phía trên thẻ, hoặc là nói đại bộ phận bình đựng nước cũng bị hứa hiển sở bọn họ bắn phá nấu như. Hứa hiển sở nhìn về phía nhâm tiểu túc, nơi này nên như thế nào tìm kiếm nguồn nước. Lúc này cung điện tuyên bố nhiệm vụ, nhiệm vụ báo cho biết như thế nào tìm kiếm nguồn nước. Chỉ có thể tìm kiếm sông ngòi, hoặc là thu thập trên lá cây xương sớm, nhâm tiểu túc cũng không có che giấu, bất quá ta không đề nghị các ngươi đi bờ sông, theo ta phán đoán này phụ cận sông ngòi trả lại cự ly có phần xa, nhịn một chút khát bất tử, buổi sáng ngày mai tiếp xương sớm A. Hứa hiển sở gật gật đầu cảm ơn, đến từ hứa hiển sở cảm tạ, cộng một, nhâm tiểu túc đều một hồi lâu, hắn hiếu kỳ trong đầu hỏi, ta ban thưởng đâu này. Kết quả cung điện vẫn còn không có để ý đến hắn, nhâm tiểu túc buồn bực, tình huống như thế nào. Phảng phất là cung điện lần đầu thấy nhâm tiểu túc hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ không muốn lệch ra điểm quan trọng, phán định cơ chế phương diện suốt một chút vấn đề. Cách hơn nửa ngày, cung điện tại nhâm tiểu túc trong đầu nói, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng một. Không lực lượng, nhâm tiểu túc xứng sờ một chút, nhiệm vụ ngược lại là hoàn thành, chỉ bất quá cùng hắn nghĩ không đồng nhất, lại cho còn là lực lượng. Lúc trước nhâm tiểu túc nghĩ đến cung điện có thể hay không rất cân đối cho hắn lực lượng cùng nhanh nhẹn, kết quả hiện tại nhanh nhẹn trả lại 4. Một đâu, lực lượng đều 7, năm, khả năng lại có mấy cái nhiệm vụ, nhâm tiểu túc lực lượng liền có thể đạt tới bình thường người trưởng thành gấp 3 trở lên. Lúc này nhâm tiểu túc trên người còn có hai bình bình đựng nước là hắn dùng nửa cái cá đổi lấy, cái đồ chơi này là giấu không được, chung quy áo khoác túi cũng liền lớn như vậy. Đột nhiên lưu bộ đi tới đối với nhâm tiểu túc nói, một 000 đồng một lọ, bán cho ta. Nhâm Tiểu Túc liếc nhìn hắn một cái, không bán. Hai nghìn nguyên, Lưu Bộ vội vàng nói, hai nghìn được hay không? Ta thực quá khát. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ này Lưu Bộ là thật có phần biêu a. Hắn nhìn lấy Lưu Bộ nói, tại nơi này tiền không có tác dụng gì, thức ăn nước uống giá trị khó có thể đánh giá, muốn uống nước liền chính mình đi bờ sông a. Thời điểm này Lưu Bộ rất muốn nổi giận, nhưng hắn hiện tại sớm đã không còn lúc trước từ hàng rào trong suốt ra vận may diễm, bởi vì hắn cũng minh bạch dọc theo con đường này Nhâm Tiểu Túc tác dụng tuyệt đối so với hắn phần lớn nếu như hai người xuất hiện tranh chấp hoặc là không thể điều hòa mâu thuẫn, dựa theo hứa hiển sở tính cách nhất định sẽ buông tha cho hắn lưu bộ, mà không phải nhâm tiểu túc. Mới ra hàng rào thời điểm lưu bộ cho rằng lưu dân muốn chính là vì hàng rào phục vụ, bọn họ hàng rào trong người vĩnh viễn có thể cao cao tại thượng, bất quá bây giờ hắn đã thanh tỉnh không ít. Nhâm tiểu túc ở một bên cầm lá cây đưa tay lau sạch sẽ, xong việc về sau quyết đoán tiếp tục tìm vương lỗi hỏi hàn ân cần soát cảm tạ tệ. Chỉ là cảm tạ tệ sao có thể vô hạn soát đâu, Vương Lỗi trải qua nhâm tiểu túc hỏi Hàn Ân cần về sau cũng phát hiện nhâm tiểu túc đối với thái độ mình có điểm gì là lạ, thế cho nên về sau mấy lần nói cảm ơn đều không có cảm tạ tệ. Nhâm tiểu túc vừa nhìn không có cảm tạ tệ có thể xoát, quyết đoán buông tha cho Vương Lỗi, thời điểm này hắn cảm tạ tệ đã 84 mai. Buổi chiều Hứa Hiển Sở liếc mắt nhìn sắc trời, cái chỗ này không rất thích hợp cắm trại, phải tìm chẳng phải gò đất phương để ngừa giã thú đột kích, mọi người kiên trì một chút tiếp tục chạy đi a. À. Nhâm tiểu túc ngược lại là đồng ý Hứa Hiển Sở đề nghị cái chỗ này mổ heo thịt nướng về sau đã thành một cái nguy hiểm địa điểm, có chút xà trùng kiến độc thói quen ban đêm qua lại, thời điểm này nhìn lên trả lại không có việc gì, đến tối khả năng liền sẽ trở thành tất cả mọi người tai nạn. Không thấy lúc trước bị vứt bỏ con chuột đã biến thành một cỗ xương trắng sao. Hứa hiển sở đi đến cáng cứu thương bên cạnh đối với nhâm tiểu túc nói, tới một chỗ mang hắn a. Nhâm tiểu túc không vui, ta dựa vào cái gì dơ lên hắn. Hứa hiển sở, vương lỗi, nhâm tiểu túc nhìn về phía lưu bộ nói, người mang, không dơ lên liền chém ngươi lưu bộ lúc ấy thiếu chút đều tan vỡ bệnh tâm thần a đây là một màn này cho trong doanh địa những người khác thấy sướng sờ sướng sờ trong lòng tự nhủ ngươi đứa nhỏ này là có tinh thần phân liệt còn là thế nào trở mặt nhanh như vậy sao buổi sáng không phải là ngươi nói ai với ngươi đoạt ngươi liền chém ai à thời điểm này hứa hiển sở không muốn lãng phí thời gian hắn nói chưa nữ hài mỗi người qua thay phiên mang thương binh các người cũng sẽ có bị thương thời điểm đến lúc đó không muốn chết hiện tại phải hỗ bang hỗ trợ. Nhâm tiểu túc đột nhiên cảm giác được hứa hiển sở còn là rất lý trí, mặc kệ trong đội phát sinh chuyện gì, hắn đều tại tận lực cầm tất cả mọi người kéo về quỹ đạo đi lên. Trên đường có chút bất an phân tư nhân binh sĩ quân nhân bắt đầu hữu ý vô ý tới gần lạc hình vũ, thậm chí đi qua lạc hình vũ bên người thời điểm đều biết dùng cánh tay giả trang vô ý giống như đi đụng lạc hình vũ, bất quá mỗi lần lạc hinh vũ đều sớm phát hiện cũng né tránh sau đó mấy cái tư nhân binh sĩ quân nhân sử dụng rất hèn mọn bị ổi cười rộ lên theo lý thuyết lưu bộ cùng lạc hinh vũ hẳn là quan hệ rất tốt nhưng lưu bộ nhìn thấy một màn này lại thủy chung không dám lên tiếng hắn nào dám đi rước lấy nhục những cái này tư nhân binh sĩ quân nhân a à. lạc hinh vũ trước sau tại hứa hiển sở cùng nhâm tiểu túc chỗ đó nếm mùi thất bại tựa hồ cũng có chút mờ mịt không biết nên làm thế nào mới tốt chỉ có thể bị động tránh né lấy mà những quân nhân kia tựa hồ tại đây có hôm nay không có ngày mai hiểm cảnh trong, đang tại phóng thích ra nội tâm của mình trong dã thú. Bất quá nhâm tiểu túc không muốn quản nhàn sự, đội ngũ tiếp tục đi tới hắn nhớ tới chính mình lại đạt được một chương kỹ năng học tập đồ phổ kia mà, cũng không biết lần này có thể hay không rút ra đến dương tiểu cận cái kia cao cấp chiến đấu kỹ năng. Kết quả là tại nhâm tiểu túc ngẩng đầu tìm kiếm dương tiểu cận thân ảnh, lại thấy dương tiểu cận đang cầm thương chỉ vào một người lính đầu. Dương Tiểu Cận quay đầu đối với Nhâm Tiểu Túc nói, hắn thương về ngươi, bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện tiên hiệp audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 62, giữ lại Tôn Nghiêm, bị Dương Tiểu Cận chỉ vào quân nhân vừa vặn là quấy rối Lạc Hinh Vũ tối nhiều lần cái kia, cho nên Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm Dương Tiểu Cận đây là muốn ra tay trợ giúp Lạc Hinh Vũ a. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc cho rằng Dương Tiểu Cận cũng là một cái việc không liên quan đến mình liền cao cao treo lên người, không nghĩ tới đối phương lại nhìn không được Lạc Hinh Vũ bị quấy rối, có thể là cùng là nữ tính điểm mấu chốt a. Người trước mặt đều quay đầu lại nhìn xem bên này náo nhiệt, bọn họ muốn biết Dương Tiểu Cận có thể hay không cùng tư nhân binh sĩ quân nhân phát sinh kịch liệt xung đột. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía hứa hiển sở, kết quả phát hiện hứa hiển sở lông mày chỉ hơi nhăn lại, lại không có ngăn cản, tựa hồ hứa hiển sở cũng hiểu được những quân nhân này làm có chút quá mức. Mà cái khác quân nhân, đúng là không có một cái dám đứng ra cho gã quân nhân này nói chuyện, đội ngũ này đến cùng đoàn kết không đoàn kết, một mực nhưng. Bất quá nhâm tiểu túc ngược lại là không có ý định theo chân bọn họ khách khí, hắn trực tiếp đi đến gã quân nhân kia bên người rút ra bên hông đối phương súng lục, những quân nhân này chạy trốn thời điểm cảm thấy súng ống quá mức trầm trọng, dứt khoát trực tiếp vứt bỏ súng trường, chỉ chừa súng lục. Gã quân nhân kia lạnh kêu lên, người biết cướp đoạt tư nhân binh sĩ súng ống tội danh có nhiều trọng sao. Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói, người lại uy hiếp ta, khả năng người bây giờ thì phải chết. Nhâm Tiểu Túc nghe quả thật đều muốn vỗ tay, thật là một cái sát phạt quyết đoán cô nương A. À hắn rút ra đối phương súng lục thời điểm, gã quân nhân kia sẽ chết chết dùng tay phải khấu trừ tại bên hông, ý đồ không tiếng động ngăn cản nhâm tiểu túc. Nhưng mà nhâm tiểu túc hiện tại khí lực lớn đến hắn khó có thể tưởng tượng, cứng rắn cho thằng này ngón tay đẩy ra, nếu không phải này quân nhân giữa đường buông tha cho, nhâm tiểu túc có thể đem tay hắn chỉ trực tiếp tách ra đoạn. Đây là thương A, nhâm tiểu túc rốt cuộc tới có thể quang minh chính đại cầm súng. Từ khi hắn đạt được cao cấp súng ống kỹ năng về sau liền một mực không có cơ hội quang minh chính đại sử dụng súng ống bị đoạt thương quân nhân nhìn xem nhâm tiểu túc, người không phải là đã đem thương lấy đi mà, trả lại sờ cái gì đâu này. Băng đạn đâu này, nhâm tiểu túc hỏi, quân người không lời, y phục tác chiến bên trái. Hắn một bên bỏ mặc nhâm tiểu túc xoát người, vừa hướng dương tiểu cận cười lạnh nói, ngươi cho dù khẩu súng cho hắn, hắn một cái lưu dân hội dùng sao. Những người khác cũng cho rằng quân nhân nói không có vấn đề gì, chỉ có dương tiểu cận thấy được nhâm tiểu túc nắm thương tư thế thì hơi có chút nghi hoặc, ở đây trong mọi người Dương Tiểu Cận không thể nghi ngờ là hiểu rõ nhất súng ống, bằng không thì cung điện đối với nàng đánh giá cũng sẽ không là hoàn mỹ. Cho nên những người khác đều cho rằng nhâm tiểu túc cầm súng cũng sẽ không thời gian sử dụng sau, nàng rõ ràng phát giác được nhâm tiểu túc nắm thương tư thế vô cùng tự nhiên cùng thuần thục, thậm chí dưới cánh tay rủ xuống thì bảo trì góc độ đều là thích hợp nhất bất cứ lúc nào cũng là dơ lên thương góc độ. Đây cũng không phải là một cái lưu dân hẳn có kỹ xảo, những người khác nhìn không ra, nhưng Dương Tiểu Cận có thể. Bất quá nàng không có nghi hoặc quá lâu, chỉ là đối với gã quân nhân kia nói cút. Bị đoạt thương chỉ sợ là một người quân nhân lớn nhất sỉ nhục nhất, gã quân nhân kia sắc mặt xanh mét đi qua một bên đi, hứa hiển sở thấy được chuyện này đã giải quyết đã nói nói, tiếp tục đi tới, chúng ta muốn trước khi mặt trời lặn tìm đến phù hợp cắm trại địa. Này hứa hiển sở cũng là không muốn dính vào trong đội bừa bãi lộn xộn sự tình, hắn hiện tại trong đầu chỉ có cảnh sơn, không có đừng. Trên đường, tư nhân binh sĩ cùng lạc hình vũ, dương tiểu cận, nhâm tiểu túc bọn họ hình thành tươi sáng rõ nét phân giới, hai bên đều cách rất xa. Bất quá nhâm tiểu túc đang suy nghĩ một chuyện, nếu như nói Dương Tiểu Cận không nên giúp đỡ Lạc Hinh Vũ một bà, thậm chí phải trợ giúp Lạc Hinh Vũ cùng đi ra, vậy hắn bất đắc dĩ chỉ sợ cũng có buông tha cho ngắn ngủi đồng minh. Liền vào lúc này Lạc Hinh Vũ mở miệng đối với Dương Tiểu Cận nói, cảm ơn ngươi trợ giúp ta, hy vọng kế tiếp trong cuộc sống chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng đi ra khỏi này cảnh sơn. Thế nhưng là nhâm tiểu túc rõ ràng thấy được Dương Tiểu Cận sướng sờ một chút, sau đó dương tiểu cận đối với lạc hinh vũ nói ta không phải là bạch ba ngươi người trước tiên đem ta giao cho ngươi tiền trả lại cho ta lạc hinh vũ bị nghẹn nửa ngày nàng từ chính mình trong bọc lấy ra gần một vạn đưa cho dương tiểu cận người lúc trước cho ta năm ngàn ta hiện tại cho ngươi một vạn xem như cảm tạ dương tiểu cận không lạnh không nhạt ư một tiếng tiện tay liền đem một vạn khối tiền ước lượng tiến trong túi quần nửa điểm cũng không có khách khí Lạc Hinh Vũ thấy Dương Tiểu Cận nhận lấy liền cười rộ lên, vậy dọc theo con đường này ngươi sẽ giúp giúp ta đúng không? Ta uốn nắn một chút, Dương Tiểu Cận đối với Lạc Hinh Vũ nói, ta không nghĩ qua phải giúp ngươi đi ra cảnh sơn, ta chỉ có thể bảo chứng ngươi chết thời điểm trả lại có lưu tôn nghiêm. Lạc Hinh Vũ, nhâm tiểu túc nghe đến đó liền minh bạch Dương Tiểu Cận có ý tứ gì, nàng chỉ là cam đoan Lạc Hinh Vũ sẽ không bị những cái kia tư nhân binh sĩ quân nhân xâm phạm mà thôi, về phần chết còn là sống, nàng cũng không phải quá quan tâm. Kỳ thật Lạc Hinh Vũ cũng thật đáng thương, chủ động từ hàng rào bên trong đi ra, kết quả đến bây giờ liền một cái có thể tín nhiệm người đều không có. Phía trước xuất hiện một cái phân chỗ ngã ba, đây là hai cái đường núi, phân biệt thông hướng hai cái phương hướng. Nơi này cây cối cao quan gần như đem chọn cái thiên không che đậy, mọi người thậm chí phân không rõ ràng lắm Thái Dương đến cùng tại cái gì phương vị, liền cảnh sơn ở đâu biên cũng có chút mơ hồ. Hứa hiển sở quay đầu lại hỏi nhâm tiểu túc nói, chúng ta đi chỗ nào? Lúc này nhâm tiểu túc nghe được trong cung điện có thanh âm vang lên, nhiệm vụ chỉ đường. Nhâm tiểu túc trầm tư một lát nói, bên trái, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng một, không nhanh nhẹn, nhâm tiểu túc cảm thụ được trên người mình cơ bắp lần nữa ngưng thực một ít, hắn rốt cuộc tới xác nhận một chút, lực lượng thêm nhanh nhẹn, chẳng khác nào chân chính cơ bắp cường độ, tăng lực lượng hoặc là nhanh nhẹn đều thì không được. Thời điểm này người kia bị đoạt thương quân nhân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải nói ngươi không có xâm nhập qua nơi này mà, ta nhớ được ngươi nói mình tại hạp gốc trong ẩn núp vài ngày liền xuất hiện đi ngươi làm sao biết đường nhâm tiểu túc bình tĩnh nói ta không biết đường a hứa hiển sở xương tiểu cận tất cả mọi người không lời ngươi không biết đường ngươi cản rỡ chỉ cái gì a bất quá nhâm tiểu túc ngược lại là không có gì áp lực tâm lý cung điện cho nhiệm vụ chính là chỉ đường a cũng không nói chỉ con đường kia a dù sao có biết hay không chỉ liền xong việc hắn xác thực không biết đường nhưng nhiệm vụ dù sao cũng phải hoàn thành đi Hứa hiển sở trần chờ một chút nói, vậy ngươi vì cái gì chỉ bên trái nha? Nhâm tiểu túc nói, tuy ta không biết đường, nhưng ta biết cảnh sơn tại chúng ta trái phía trước A. Đi, hứa hiển sở gật gật đầu, vậy chúng ta liền đi bên trái, ngươi nhìn thấy có thích hợp cắm trại địa phương cho ta nói. Tại hoang dã trong làm quyết định thời điểm, hứa hiển sở hội thói quen trưng cầu nhâm tiểu túc ý kiến, mà sự thật chứng minh, nhâm tiểu túc ý kiến bình thường cũng sẽ không sai. Nhâm tiểu túc dọc theo con đường này nhìn thấy cây tùng sử dụng leo đi lên hái chút quả tùng cùng bão mãn lá thông, những người khác đều có chút nghi hoặc, người hái quả tùng trả lại có thể hiểu được, chung quy cái đồ chơi này có thể ăn. Nhưng người hái lá thông là vì làm gì vậy? Chỉ thấy nhâm tiểu túc đem những cái kia lá thông nhất nhất đẻ ép suốt màu xanh nhạt chất lỏng, sau đó dùng đầu lưỡi đem chất lỏng thẻ lưỡi ra liếm không còn một mảnh, hắn đối với những người khác nói không muốn chết khát, có thể theo ta học. Có ít người trần chờ không biết nên không nên học, kết quả còn là Dương Tiểu Cận cùng hứa hiển sở hai người không nói hai lời liền leo đến lỏng trên cây. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện Tiên Hiệp Audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. mươi 63, tất cả đều mất tích, nói đến bản năng cầu sinh, cái đội ngũ này trong trừ nhâm tiểu túc bên ngoài, cũng chính là hứa hiển sở cùng Dương Tiểu Cận hai người tối không làm làm. Nhâm tiểu túc nói lá thông nặn đi ra chất lỏng có thể uống, hai người bọn họ là tốt rồi không như leo cây thượng tìm thích hợp lách vào lá thông, trong chớp mắt trả lại tách ra rất nhiều quả tùng. Kỳ thật nhâm tiểu túc loại này quanh năm hành tẩu tại hoang dã người mới hiểu được, đại tự nhiên là hùng hồn, nó sẽ không so đo là ai theo hắn nơi này lấy được lấy vật gì, chỉ cần ngươi dụng tâm, liền nhất định có thể dựa vào đại tự nhiên sống sót. Có người dám khái nói, người sống còn không bằng động vật A, kiếp sau nếu biến thành động vật là tốt rồi. Nhâm tiểu túc lườm đối phương nhất nhãn, động vật sống cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy từ tại, ta nghe nói hưu cao cổ loại này lục địa tối cao động vật, tuy vóc dáng cao một chút có thể chống cự kẻ thù bên ngoài, nhưng giao phối lại vô cùng phức tạp, cho nên đang cầu xin ngẫu trước giống được hươu cao cổ liền cần uống nước tiểu để phán đoán mẫu hươu cao cổ có phải hay không tại động dục kỳ. Nếu như lúc ấy xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nước tiểu cũng liền uống chua. Trong đội ngũ những người khác đều hoài nghi nhâm tiểu túc là cố ý muốn buồn nôn bọn họ. Không đúng, này lưu dân tiểu tử nhất định là đang cố ý buồn nôn bọn họ đúng không? Thời điểm này nhâm tiểu túc có súng liền kiên cường rất nhiều, tất cả đội ngũ chỉ còn lại 9 cá nhân, 7 khẩu súng, trong đó ba cầm tại nhâm tiểu túc, dương tiểu cận trong tay. Hơn nữa nhâm tiểu túc cùng dương tiểu cận một cái là cao cấp súng ống kỹ năng, một cái là hoàn mỹ cấp, trừ phi cùng hứa hiển sở cứng đối cứng, bằng không thì bọn họ tiểu đồng minh gặp người nào cũng là toàn thắng. Chờ mọi người hái lá thông cùng quả tùng thời điểm, nhâm tiểu túc nhàn dỗi không chuyện gì nhớ tới chính mình kia trương trả lại vô dụng kỹ năng học tập đồ phổ. Hắn lường Dương Tiểu Cận nhất nhãn quyết đoán trong đầu nói, sử dụng học tập đồ phổ, đã tùy cơ rút ra mục tiêu trung cấp kỹ năng, chế tác tạc đạn. Nhâm tiểu túc sướng sờ một chút, hắn quyết đoán cầm kỹ năng này cho học. Thế nhưng hắn có phần không nghĩ ra, này dương tiểu cận đến cùng tiếp nhận qua cái dạng gì huấn luyện A, kỹ năng vì sao cũng như này bạo lực. Hơn nữa súng ống kỹ xảo, chế tác tạc đạn hai cái này kỹ năng cùng nhảy ra gân thả cùng một chỗ, thoạt nhìn là như thế không khỏe, này đặc biệt thật sự là một người trên người kỹ năng à Nhâm tiểu túc bỗng nhiên hiếu kỳ hắn trong đầu theo miệng hỏi mục tiêu trên người có không có ám sát kỹ năng đã học tập mục tiêu có thể báo cho biết ám sát kỹ năng cao cấp nhâm tiểu túc bỗng nhiên tâm niệm vừa động hỏi mục tiêu trên người có không có hát nhạc thiếu nhi kỹ năng đã học tập mục tiêu có thể báo cho biết hát nhạc thiếu nhi kỹ năng cao cấp nhâm tiểu túc cũng không có lời nói này một đống cái gì bừa bãi lộn xộn kỹ năng a hắn vừa rồi một đoạn thời khắc cảm giác chính mình đúng là điên mới có thể hỏi loại vấn đề này nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là nhân ra thật sự là hội, trả lại là cao cấp nha. Lúc này, một đám người rốt cuộc tới hái hết quả tùng cùng lá thông, nhâm tiểu túc thở dài nói, các ngươi cũng không thể đổi một gốc cây mà, cần phải lách vào một gốc cây hao, các ngươi đều nhanh cầm nhân ra cho hao ngốc. Mọi người nghe lời này ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nhanh hao ngốc a. À. Nhâm tiểu túc suy nghĩ một chút nói, ta dạy cho các ngươi như thế nào tại hoang dã thượng muốn sống, chẳng lẽ các ngươi không nên cảm tạ một chút ta sao? Những người khác đều mộng một chút, sau đó vụn vặt lẻ tẻ có mấy người cùng Nhâm Tiểu Túc nói lời cảm tạ, kết quả Nhâm Tiểu Túc phát hiện, chỉ có Hứa hiển Sở cùng Dương Tiểu Cận nói lời cảm tạ là thành tâm. Cảm tạ tệ 86 mai, Nhâm Tiểu Túc đối với cái thanh kia chưa hiểu khóa vũ khí càng ngày càng khát vọng, vì vậy liền đem chú ý đánh tới bên người đám người kia trên người. Lúc này Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện Lạc Hinh Vũ trong tay trống không, muốn biết rõ liền ngay cả Lưu Bộ đều nâng nhiều cái quả tùng nha. Lạc Hinh Vũ phát hiện Nhâm Tiểu Túc ánh mắt liền vì chẳng lẽ ta leo không đi lên. Lạc Hinh Vũ vị này hàng rào trong Minh Tinh chưa bao lâu bỏ qua cao như vậy thù a, à, cho nên chỉ có nàng trả lại tay không nhân sinh tối cô độc thời điểm là cái gì đâu, liền là người khác đều có nào đó đồ tốt, nhưng người không có. Ví dụ như tất cả mọi người có tiền, người không có. Ví dụ như tất cả mọi người có quả tùng, Lạc Hinh Vũ không có. Lúc này Lạc Hinh Vũ do dự một chút đối với Nhâm Tiểu Túc nói: Ta xuất một vạn khối tiền, người có thể giúp ta hái điểm sao? nhâm tiểu túc nhãn tình sáng lên lập tức đem mình dùng y phục ôm lấy quả tùng cùng lá thông nhét vào lạc hinh vũ trong lòng về sau người chính là ta nhâm tiểu túc huynh đệ lạc hinh vũ sướng sờ nửa ngày cảm ơn đến từ lạc hinh vũ cảm tạ cộng một lúc trước nhâm tiểu túc không bán nước đó là bởi vì chai này đựng nước quá chân quý đã sạch sẽ lại thuận tiện mang theo nhưng quả tùng cùng lá thông không đồng nhất a tiện tay nên hơn nữa lạc hinh vũ trả thù lao nhiều một vạn khối tiền có thể làm gì nha một vạn khối tiền có thể tại thị trấn trải qua thượng hơn hai năm ngày tốt lành, ăn mặc đều không cần buồn. Kỳ thật tự cấp nhâm tiểu túc tiền lúc trước, người vĩnh viễn không biết mình có thể hay không trở thành nhâm tiểu túc huynh đệ, này nhất định luật cũng được xưng là tiết định ngạc huynh đệ. Lạc hình vũ tiếp nhận quả tùng cùng lá thông, nhưng nàng phát hiện nhâm tiểu túc không có lại đi hái tân, thuận tiện kỳ hỏi, người không đi hái quả tùng mà, vậy người buổi tối ăn cái gì? Nhâm tiểu túc cười nói, ta ăn sô-cô-la. Lạc hình vũ... Lúc trước Lạc Hình Vũ trao đổi cho nhâm tiểu túc sô-cô-la hắn trả lại mang tại trên thân thể nha. Vừa vặn, này sô-cô-la mang tại trên thân thể vài ngày xác thực hóa một ít, mặc dù là cuối mùa thu mùa nhưng ước lượng tại trong túi quần cũng có nhiệt độ cơ thể A. Ngay từ đầu Dương Tiểu Cận nói sô-cô-la hội hóa hắn còn không tin, trung quy không có đã ăn nha, hắn vốn là ý định cho nhan lục nguyên mang về, kết quả hiện tại xem ra cũng mang không thành. Chỉ là Lạc Hình Vũ trong nội tâm cảm tạ đột nhiên liền tan thành mây khói, này đặc biệt vẫn là theo nàng kia lừa gạt đi sô cô la đó. Tại trạng vạng tối tiến đến lúc trước, nhâm tiểu túc sốt cuộc tìm được một khối to lớn hang thích hợp cắm trại, này nham thạch hướng ra phía ngoài lồi ra tới như một khối to lớn trần nhà đồng dạng, dưới mặt đá thì hình thành một mảnh bầu trời nhưng nửa mở thả thức nơi ẩn núp, tựa như sơn động. Nhâm tiểu túc đi qua một mảnh đất trống thì liền phát hiện trên không trung có lân phiến hình dáng vân thải, tuy hắn không hiểu đây là cái gì nguyên lý, nhưng hắn hiểu được đây là ngày mưa điểm báo cho nên có như vậy một khối nham thạch che gió tránh mưa, tài năng an ổn nghỉ ngơi. Đợi đến bọn họ tại đây vách đá phía dưới vừa dàn xếp tốt, dầm dầm mưa liền từ thiên khung phía trên rội hạ xuống, hứa hiển sở quay đầu đối với nhâm tiểu túc hỏi trận mưa này thủy năng uống sao. Không thể, nhâm tiểu túc lắc đầu, mưa axit uống gặp người chết, cho dù hiện tại mưa axit chua độ không có lớn như vậy cũng không được. Nhâm tiểu túc trả lại không rõ lắm này mưa axit hình thành nguyên nhân cùng phán định chỉ tiêu, cho nên chỉ có thể thô bạo dùng chua độ tới khái quát mưa axit nguy hại trình độ. Đột nhiên, hang ngoài thụ lâm xuất hiện một ít kỳ quái tiếng vang, chỉ là chớp mắt tiếng vang liền rời xa, thậm chí cũng không có cho nhâm tiểu túc bọn họ phản ứng thời gian. Kết quả liền vào lúc này, hang tận cùng bên trong nhất người bỗng nhiên nói, các ngươi nhìn, nơi này có người khác chữ. Nhâm tiểu túc cùng hứa hiển sở đi vào bên trong đi, rõ ràng thấy được hang trên đỉnh có người siêu siêu vẹo vẹo có khác mấy hàng chữ, chúng ta tại trong rừng cây thấy được kỳ quái bóng đen mất tích, bọn họ tất cả đều mất tích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện Tiên Hiệp Audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 64, Vệ Tinh Khi tất cả người thấy được này hai hàng chữ thời điểm, tất cả trong nham động bầu không khí thoáng cái rớt xuống đến băng điểm. Hôm nay tiến nhập xâm lâm về sau mọi người kỳ thật cũng không có gặp được nguy hiểm gì, trừ một đêm không ngủ dẫn đến vô cùng mệt mỏi bên ngoài, lại cũng không có cái gì kỳ quái sự tình phát sinh. Cái này cho tất cả mọi người một loại ảo giác, phảng phất nơi này nếu so với hạp cốc cùng lúc trước lộ trình đều muốn an toàn giống như, bọn họ thậm chí gần như quên hạp cốc bên ngoài người sống không ai nhập nhắc nhở. Thế nhưng là giờ khắc này, bọn họ tất cả đều nhớ tới. Mất tích từ hạ thi thể, kinh khủng mặt người trùng, còn có kia người sống không ai nhập bốn chữ to. Chúng ta dọc theo con đường này có ai mất tích sao? Hứa hiển sở phản ứng đầu tiên chính là kiểm kê một lần nhân số, kết quả phát hiện xác thực một cái cũng không có ít. Này có phải hay không là ai khác ở chỗ này trò đùa dai a, à? Lưu Bộ nghi ngờ nói, này trong nham động cũng không có cái gì tranh đấu dấu hiệu, hơn nữa chúng ta trên đường liền một cỗ dã thú hoặc là nhân loại thi cốt đều không nhìn thấy. Lưu Bộ những lời này ngược lại bừng tỉnh nhâm tiểu túc, trên thực tế kỳ quái nhất sự tình ngay ở chỗ này, tầm thường trong rừng cây là nhất định sẽ có động vật thi cốt, bất kể là loài chim, loài rắn hoặc là càng lớn hình dã thú, đây là rất thường thấy sự tình. Thế nhưng là rừng rậm này quỷ dị nhất là nhâm tiểu túc xác thực một lần cũng không có nhìn thấy thi cốt chỉ có hắn vừa mới vứt bỏ kia chú chuột lúc này nhâm tiểu túc đều muốn quay đầu lại đi xác nhận một chút cái kia con chuột thi cốt có phải hay không cũng đồng dạng tiêu thất trung quy vứt bỏ thời gian quá ngắn khả năng buổi sáng nhìn thời điểm vẫn chỉ là xương trắng hiện tại đã tiêu thất giống như từ hạ cùng thịt cá xương cá đồng dạng này lớn như vậy xâm lâm lại tàng lấy một cái làm cho người sởn tóc gáy bí mật nổi danh quân nhân hỏi xem bộ dáng là có một đội nhân mã trong vòng một năm lại tới nơi này, nhân số còn không ít đâu, chỉ là chúng ta số 113 hàng rào cũng không có người nào lại tới cảnh Sơn A. Có thể là số 112 hàng rào người muốn tới chúng ta hàng rào A, kết quả phát sinh vấn đề, hứa hiển sở tỉ mỉ hồi ức nói, bất quá chúng ta đều là tầng dưới chót nhất tư nhân binh sĩ, cho nên không có cách nào khác biết được đến cùng ai tới qua. Hứa hiển sở ngược lại là nói không sai, bọn họ tại tư nhân trong bộ đội đều là tối biên giới hóa nhân vật, Tầng trên biết cái gì tin tức làm sao có thể bảo hắn biết nhóm nha. Có người nói nói, có thể hay không chúng ta lần này bị phái tới, cũng là bởi vì này đoàn người ở chỗ này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bị hàng rào cao tầng biết được vì vậy để cho chúng ta tới xem xét. Nếu như này đoàn người mang theo vệ tinh điện thoại, hẳn là có thể truyền đi tin tức cho hàng rào A. Đây là nhâm tiểu túc lần đầu tiên nghe được vệ tinh điện thoại cái từ này hợp thành, lúc trước học đường trương tiên sinh thậm chí đều không có đề cập qua. Hắn chưa bao lâu đang suy nghĩ, hàng rào giữa hẳn là có liên hệ lại không biết hai bên giữa phương thức liên lạc là cái gì hiện tại xem ra hẳn phải là vệ tinh điện thoại a nhâm tiểu túc nhỏ giọng hỏi dương tiểu cận cái gì là vệ tinh điện thoại ta nghe trương tiên sinh nói hàng rào trong là có điện thoại bất quá vệ tinh điện thoại vậy là cái gì dương tiểu cận liếc hắn một cái nói nhân loại tiếp quản mấy viên tai biến lúc trước vệ tinh có thể cho từng cái hàng rào giữa bảo trì thông tin có người căm giận nói nếu như cao tầng biết bọn họ mất tích vậy bọn họ phái chúng ta qua rõ ràng chính là để cho chúng ta đi tìm cái chết. Đây là muốn dùng nhân mạng tới xác nhận tin tức là có thật hay không mà, nếu như chúng ta cũng chết ở chỗ này, đã nói lên nơi này thực gặp nguy hiểm. Khó trách lần này liền vệ tinh điện thoại cũng không có cho chúng ta phân phối, xem bộ dáng là muốn đem tổn thất xuống đến thấp nhất à. Chẳng lẽ chúng ta mệnh trả lại không có vệ tinh điện thoại đáng giá? Hứa Hiền sở liếc hắn một cái, không phải lấy được một chút tin tức tổ tùy ý suy đoán cái gì, người đoán cũng không phù hợp logic. Kỳ thật vị này binh sĩ đang sợ hãi phía dưới nói chuyện đã không quá có đủ logic trật tự, cho nên hứa hiển sở cũng không ủng hộ hắn suy đoán, mà nhâm tiểu túc bên này nhìn kỹ kia hai hàng chữ, hắn là dùng cái gì tại hang trên có khắc xuất ra chữ. Hẳn là giao găm quân đội các loại đồ vật A, người bình thường bên người mang theo đồ vật có thể khác không ra sâu như vậy dấu vết. Hứa hiển sở gật gật đầu, hẳn là số 112 hàng rào bên kia tư nhân binh sĩ A, hắn quay đầu đối với tất cả mọi người nói, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt ban đêm nếu như muốn đi ra ngoài giải quyết sinh lý vấn đề phải ba người trở lên kết bạn đồng hành như vậy an bài là vì phòng ngừa không hiểu mất tích tình huống như vậy xuất hiện cho dù gặp được nguy hiểm cũng sẽ không ba người liền tiếng cầu cứu đều không phát ra được a à. hứa hiển sở tiếp tục nói hơn nữa đêm nay phải có người thay phiên gác đêm như vậy ta thủ đệ nhất ban những người khác sau đó luân thay nữ hải không cần nhâm tiểu túc tán thành an bài bất quá gác đêm ý nghĩa không lớn bởi vì hắn không chỉ muốn phòng bị bên ngoài nguy hiểm còn muốn phòng bị trong đội ngũ bộ nguy hiểm. Trung quy hắn và Dương Tiểu Cận vừa mới đoạt một cái tư nhân binh sĩ súng lục, đối phương nửa đêm đánh lén mình đều là rất có thể sự tình. Kết quả thời điểm này Dương Tiểu Cận đối với Nhâm Tiểu Túc nói, người thủ đầu hôm, ta thủ sau nửa đêm. Hảo, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, bọn họ ngắn ngủi đồng minh còn có một cái tồn tại cơ sở chính là, hai người bọn họ không có ra hại đối phương tất yếu. Ta đi ra ngoài một chuyến, Dương Tiểu Cận nói nhâm tiểu túc trong lòng tự nhủ ngươi cũng không sợ ngoài ý muốn nổi lên à ta cùng ngươi cùng đi Dương tiểu cận bữa hơn nửa ngày thấp kêu lên không cần nhâm tiểu túc có phần buồn bực cô nương này lá gan cũng quá đại a à, trên người rốt cuộc là có cái gì dựa vào bên cạnh lạc hinh vũ đứng dậy nói ta cùng ngươi a à, nói qua nàng quay đầu lườm nhâm tiểu túc nhất nhãn ngươi thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu a à. nhâm tiểu túc nhất thời cảm giác trên mặt nóng rát hắn hiện tại mới kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra Hai cái nữ hài đội mưa đi bên ngoài, thời điểm này hứa hiển sở liếc mắt nhìn, lại không nói gì. Tư nhân binh sĩ bên kia có người nhỏ giọng nói qua ngồi châm chọc, này lưỡng cô nương nếu mất tích, vậy quá đáng tiếc. Bất quá không có qua 5 phút đồng hồ Dương Tiểu Cận cùng Lạc Hinh Vũ liền một lần nữa trở lại trong nham động, phảng phất sự tình gì cũng không có phát sinh qua đồng dạng. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ kia trong rừng cây cái gọi là kỳ quái bóng đen cũng không có để mắt tới bọn họ chi đội ngũ này à? Có hai người tư nhân binh sĩ quân nhân thấy thế liền cũng đứng dậy, chúng ta cũng xuất đi tiểu tiện một chút, nghẹn không được. Mấy người bọn hắn đại lão ra dĩ nhiên là để cho hai cái nữ hài trước thăm qua đường, mình mới dám ra ngoài. Hơn nữa bởi vì sợ hãi, này hai người đều nhanh nghẹn đái ra quần đều, thật sự là không nước tiểu đi. Kỳ thật bọn họ bắt đầu vốn định nước tiểu trong nham động, nhưng đây không phải dương tiểu cận cùng lạc hinh vũ cũng không có chuyện gì sao, vì vậy chỉ có thể cường tráng lên lá gan ra ngoài hứa hiển sở gật đầu nói đi nhanh về nhanh không nên tại bên ngoài hút thuốc chậm trễ thời gian yên tâm yên tâm hai người quân nhân khoác lên y phục liền ra ngoài nhâm tiểu túc vừa ăn sô cô la một bên nhìn xem dương tiểu cận tại trong nham động cầm trên người mưa dấu vết tích cho lau khô hắn hiếu kỳ nói các ngươi không có đụng phải cái gì ngoài ý muốn sao không có dương tiểu cận ngắn gọn hồi đáp trong nham động có người dâng lên đống lửa mọi người cầm quả tùng ném vào đống lửa trong liền bắt đầu lách vào lá thông thẻ lưỡi ra liếm lá thông bên trong chất lỏng giải khát. Quả tùng tại trong lửa phát ra phích lịch mạt lạp tiếng vang, đống lửa nhiệt độ truyền đi đến mỗi người trên người, mọi người cảm giác chính mình như là sống lại một ít giống như. Chỉ là thời điểm này hứa hiển sở bỗng nhiên nhìn về phía hang bên ngoài, hai người bọn họ. Như thế nào còn chưa có trở lại? Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện Tiên Hiệp Audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 65, Giới đoạn phản ứng Kia hai người đến nay chưa về tư nhân binh sĩ quân nhân nhưng khi nhìn dương tiểu cận các nàng không có xảy ra chuyện gì, mình mới dám ra ngoài, hơn nữa là kết bạn đồng hành, có thể nói là làm đủ chuẩn bị. Nhưng bây giờ đều đi qua gần tới 10 phút hai người còn chưa có trở lại. Hứa hiển sở đứng ở hang biên giới đánh giá bên ngoài xâm lâm bởi vì trời mưa quan hệ, cứ việc vừa qua khỏi trạng vạng tối nhưng sắc trời cũng đã triệt để đêm đen. Bọn họ có thể hay không xảy ra chuyện gì, có người hỏi, thế nhưng là liền một điểm động tĩnh đều không có. Có người núp ở hang trong góc nói, cũng không thể hai người đồng thời đều bị tập kích cả thanh âm đều không phát ra được a. À. Theo đạo lý giảng là như thế này, có thể tối khiến người sợ hãi chẳng lẽ không phải điểm này mà, Hứa Hiển Sở nhượng ra đi người phải kết bạn, nhưng bây giờ kết bạn cũng như cũng ngoài ý muốn nổi lên. Hứa Hiển Sở nói, không nên suy nghĩ nhiều, cũng có thể chỉ là chậm trễ chút thời gian, mới 10 phút mà thôi. Trong nham động im ắng, tuy Hứa Hiển Sở như vậy an ủi mọi người, nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua hai người kia thực lại cũng chưa từng xuất hiện qua hứa hiển sở nói các ngươi ai nguyện ý đi với ta tìm một cái bọn họ nhâm tiểu túc xứng sờ một chút này hứa hiển sở dĩ nhiên là cam nguyện mạo hiểm không biết nguy hiểm cùng mưa axit tiến nhập xâm lâm tìm kiếm hắn cấp dưới có thể là cả hang cũng không có người đáp lại hắn ai nguyện ý vào lúc này xuất đi chịu chết có mấy cái tư nhân binh sĩ quân nhân đi tiểu đều là tại hang tận cùng bên trong nhất mang tất cả hang đều có một cỗ nước tiểu mùi khai nhâm tiểu túc bọn họ chỉ có thể ngồi ở hang tối cạnh ngoài thông gió, tuy lạnh, nhưng tối thiểu không cần nghe thấy cái kia vị. Hứa hiền sở thở dài nói, các ngươi không cứu người khác, có thể cũng đừng trách những người khác tại sinh tử thời điểm không cứu ngươi nhóm. Nhâm tiểu túc ngược lại không quan trọng, hắn cũng không có trông cậy vào qua ai hội cứu hắn, liền ngay cả đồng minh dương tiểu cận tại đối mặt nguy hiểm thời điểm e rằng đều sẽ trực tiếp bỏ qua tất cả mọi người. Mọi người không phải người thân hay bạn bè, không lẫn nhau xa hố đã rất tốt bên ngoài tiếng mưa rơi rầm rầm cọ rửa lấy khắp thụ lâm nhâm tiểu túc đối với dương tiểu cận nói ta thủ đầu hôm ngươi nghỉ ngơi trước đi trận mưa này hạ hết ngày mai đường sẽ phi thường khó đi muốn tiêu hao to lớn tinh lực cùng thể lực cẩn thận mấy cái tư nhân binh sĩ quân nhân bọn họ không xấu hảo ý nhâm tiểu túc trước phát hiện từ khi hai người bọn họ đoạt thương này mấy cái tư nhân binh sĩ quân nhân liền thỉnh thoảng tụ cùng một chỗ đó là một tai họa ngầm nhưng nhâm tiểu túc còn chưa nghĩ ra giải quyết như thế nào ừ Dương Tiểu Cận gật gật đầu liền tựa ở hang trên thạch bích nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ là thẳng đến lúc này, Dương Tiểu Cận họng súng vẫn nhắm ngay tất cả mọi người, bao gồm Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc cười cười sẽ không để ý, đổi hắn cũng đồng dạng phải làm như vậy. 11 cá nhân đội ngũ, cái này mặc danh kỳ diệu biến thành 9 cá nhân, Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía trong nham động còn lại cái kia mấy cái tư nhân binh sĩ quân nhân, có người ngồi ở bên trong hút thuốc, kia mùi thuốc lá vẫn xen lẫn để cho Nhâm Tiểu Túc buồn nôn cảm giác. Hắn rất khó tưởng tượng một cái tị nạn hàng rào trong quân nhân đều bắt đầu dùng loại này tinh thần loại dược vật tới kích thích chính mình, cái này hàng rào phòng hộ lực lượng nên là cỡ nào không chịu nổi một kích. Là chỉ có số 113 hàng rào như vậy, còn là đại bộ phận tị nạn hàng rào tư nhân binh sĩ đều như vậy. Những cái này tư nhân binh sĩ quân nhân nguyên bản mang không ít khói lửa, lưu bộ cũng cho bọn hắn chuẩn bị mười mảnh, nhưng mà này chạy trốn trên đường dẫn đến bọn họ mất đi đại bộ phận hiện tại mỗi người trên người chỉ còn lại nửa bao hoặc là một bao, có ít người thì dứt khoát một điếu thuốc đều không có. Đám người kia ngồi ở bên trong thôn vân thổ vụ khiến cho tất cả hang đều trướng khí mù mịt, may mà nhâm tiểu túc, dương tiểu cận cùng lạc hinh vũ đều ngồi ở hang tối cạnh ngoài, ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Chỉ nghe một người lính đối với những người khác nói, cho ta mượn một cây A, à, ta không có khói lửa. Ta cũng không có, đây là cuối cùng một cây, bên cạnh hắn quân nhân hướng bên cạnh di chuyển, kỳ thật hắn trong túi quần còn có nửa bao nhiêu thế này, thế nhưng thời gian trả lại dài như vậy, quỷ mới biết lúc nào mới có thể ra đây. mình cũng không đủ a, à. mượn khói lửa tư nhân binh sĩ quân nhân nhìn về phía những người khác, cho ta mượn một cây, trở lại hàng rào ta trả lại ngươi nhóm một mảnh. đến lúc này, cái gọi là nghiện đã đi lên, hắn không tiếc mở miệng lời hứa cũng chỉ vì hút một điếu thuốc mà thôi. muốn biết rõ này khói lửa tại hàng rào bên trong cũng không rẻ, ai biết còn có thể hay không trở về đâu có người cười nhạo nói đến lúc đó ngươi lấy cái gì trả lại lấy mạng sao nhâm tiểu túc thở dài bọn này tư nhân binh sĩ quân nhân thật đúng là một đám đám ô hợp a còn có hai người đồng đội ở bên ngoài sinh tử chưa biết những người này đều đã bắt đầu vì khói lửa ồn ào nội chiến người kia phạm nghiện quân nhân không có mượn đến khói lửa cũng chỉ có thể ngồi ở trong nham động nhâm tiểu túc tỉ mỉ quan sát đến hắn hắn bắt đầu lạnh run thậm chí trên trán toát ra mồ hôi lạnh tuy những cái này tư nhân binh sĩ hút thuốc nếu so với thị trấn công nhân rút hảo nhưng giới đoạn phản ứng cũng tới càng thêm kịch liệt. Thời điểm này muốn có nguy hiểm gì đột kích, e rằng này vì kẻ nghiện đứng lên cũng không nổi, chớ nói chi là chống cự. Nhâm tiểu túc nhìn về phía còn chưa ngủ lạc hình vũ các ngươi hàng rào trong. Suốt cuộc là cái bộ dáng gì? Đây thật ra là nhâm tiểu túc tò mò nhất cái vấn đề một, hắn một mực rất hướng tới hàng rào trong sinh hoạt, bởi vì thị trấn bên này sinh sản sở hữu sinh hoạt vật tư đều nhặt tốt nhất vận tiến hàng rào bên trong, người bên trong không cần ăn bánh ngô, có thể mỗi ngày rửa mặt, nghe nói còn có thể dùng điện. Nhâm tiểu túc cùng nhan lục nguyên chưa bao lâu đều cho rằng chỗ đó chính là thiên đường A, nhưng hiện tại xem ra, bên trong cũng cũng không có trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Lạc hình vũ thấy nhâm tiểu túc chủ động nói với nàng lời liền rất vui vẻ, nàng dọc theo con đường này muốn dựa vào nhâm tiểu túc địa phương có thể phần lớn là, nàng nhỏ giọng giải thích nói, kỳ thật tư nhân binh sĩ bên này cũng là có người cố ý hướng dẫn bọn họ như vậy, đã từng có một chỗ hàng rào trong tư nhân binh sĩ ồn ào binh biến, cái khác hàng rào người quản lý chậm rãi cùng quân nhân sản sinh hiềm khích, các đại nhân vật đã hy vọng có người bảo vệ mình, vừa hy vọng những cái này quân đội vĩnh viễn trung thành mà lại không có dã tâm. Mà những cái này khói lửa, là tối qua đi dã tâm. Nhâm tiểu túc hỏi, cái đồ chơi này rút nhiều không có chuyện gì sao? Đương nhiên có chuyện, Lạc Hinh Vũ nói, có chút suốt ngũ quân nhân tại hàng rào trông như cái xác không hồn. Còn có người lão bà quay đầu liền cùng người khác chạy. Các ngươi hàng rào trông thật đúng là loạn A, nhâm tiểu túc cảm khái nói. Này tính là gì? Lạc Hinh vũ nói ta gặp qua 60 tuổi lão phụ nuôi dưỡng mười mấy cái tiểu bạch kiểm, châu già gặm cỏ non. Nhâm tiểu túc xứng sờ một chút, 60 tuổi, châu già gặm cỏ non đều không đủ lấy hình dung A. Lạc Hinh vũ cũng xứng sờ một chút, vậy tính là gì? Nhâm tiểu túc trầm tư nói, lão tới tử. Lạc Hinh vũ, lạc Hinh vũ phát hiện, này nhâm tiểu túc não đường về xác thực và những người khác có phần không đồng nhất được không nào, khó trách thị trấn thượng nhân cũng nói hắn đầu óc có bệnh. Rõ ràng không có bệnh lại trời sinh có một loại bệnh tâm thần khí chất, đây rốt cuộc là như thế nào hình thành não đường về A. Liền vào lúc này trong nham động có người kinh hô một tiếng, vật gì? Ướt súng, nói qua một đám người từ trong nham động chạy đến, như là chịu thật lớn kinh hãi, nhâm tiểu túc hướng trong nham động nhìn lại, hắn buồn bực, cái gì cũng không có A. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện tiên hiệp audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 66, một cái thương nhân, nhâm tiểu túc không tin cái quỷ gì quái mà nói, cho nên hắn tại phát hiện bên kia không có vật gì liền càng thêm tỉ mỉ bắt đầu đánh giá. Nhâm tiểu túc minh bạch là vật gì, chỉ thấy hang trên đỉnh có bọt nước một chút thẩm thấu hạ xuống, tí tách một tiếng, rơi xuống đến hang trên mặt đất. Đại khái là bởi vì trời mưa quan hệ, cho nên nước qua trên đỉnh tầng nham thạch một chút thẩm thấu hạ xuống, vừa rồi người kia thất kinh, đơn giản chính là thần kinh quá mức căng thẳng, thế cho nên cầm này giọt nước coi như cái khác quân xanh, ví dụ như quái vật nước miếng. Nhưng nhâm tiểu túc thấy được cái đồ chơi này liền như là đạt được bảo bối giống như đối với những người khác nói, các người có thể trực tiếp ở chỗ này tiếp nước, tầng nham thạch giống như là thiên nhiên loại bỏ khí đồng dạng, có thể đem nước chất loại bỏ so với nước giếng còn muốn sạch sẽ một ít. Đương nhiên, nếu như lo lắng lời còn có thể đốt lên uống nữa. Hứa hiển sở chăm chú hỏi, thực mà, này nước có thể uống. Ừ, Nhâm Tiểu Túc nói, đây đại khái là hoang dã thượng sạch sẽ nhất nguồn nước nhất, có đôi khi cho dù trong con suối xuất ra nước đều chưa hẳn so với an toàn. Hứa hiển sở nghe được Nhâm Tiểu Túc nói như vậy liền cầm lấy chính mình hành quân hũ đi đón nước, lá thông tuy có thể bổ sung thân thể một ít giọt xương, nhưng lượng trung quy trả lại quá ít. Kia đồ chơi chỉ có thể là cam đoan mọi người sẽ không chết khát. Hứa hiển sở cũng không có độc chiếm lấy nguồn nước quá lâu. Hắn cầm hành quân hũ gác ở đống lửa thượng sau đó đối với những người khác nói các ngươi cũng đi tiếp điểm A những người khác cũng không giống như hứa hiển sở lại vẫn mang theo hành quân hũ nấu nước bọn họ chỉ có thể cầm miệng đón lấy càng đừng đề cập đốt lên không đốt khai mở một đám người tại nguồn nước phía dưới xô xô đẩy đẩy người uống trong chốc lát ta uống trong chốc lát tư nhân binh sĩ mấy người hoàn hảo chút mọi người thay phiên lưu bộ liền thảm ai cũng sẽ không khiến lấy hắn chẳng được bao lâu có cái tư nhân binh sĩ quân nhân nổi giận nói cứ như vậy một giọt một giọt đủ ai uống a à, cái kia nhâm tiểu túc trong túi quần còn có hai bình nước một mực dấu đến bây giờ hắn để cho chúng ta thẻ lưỡi ra liếm này thạch bích, thẻ lưỡi ra liếm lá thông, chính mình uống bình đựng nước, ai biết này nước có vấn đề hay không. Mấy cái tư nhân binh sĩ quân nhân sắc mặt khó coi, nhưng nhâm tiểu túc cùng dương tiểu cận trong tay có súng, bọn họ cũng không dám nhận mặt nói cái gì. Nhâm tiểu túc nhìn xem một màn này suy nghĩ, chính mình kia cung điện nếu có thể mang thứ đó cất vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ hảo, như vậy ngày mai chính mình vụng trộm cầm bình đựng nước phóng tới trong cung điện, lại cho những người khác nói mình không cẩn thận cầm nước mất, như vậy ai cũng sẽ không đánh tiếp hắn chủ ý bằng không thì mắt nhìn thấy những người này vì nước đều nhanh điên đồng dạng chưa chừng có người hội đỡ đòn nguy hiểm tới ám toán chính mình lúc này hai bình nước liền một trái một phải ước lượng tại hắn hai bên áo khoác trong túi quần hắn cầm tay vươn vào trong túi quần cầm chặt thủy bình nghĩ lần nữa thử cầm thủy bình thu nạp tiến cung điện kết quả cung điện thanh âm lập tức vang lên không lấy được thu nạp quyền hạn nhâm tiểu túc nghe được thanh âm này liền vô cùng khó chịu người tốt xấu nói một chút như thế nào đạt được quyền hạn a dựa vào cái gì hắc dược cũng có thể thu thả tự nhiên này thủy bình lại không được thế nào thủy bình nó không đồng ý a à. nhâm tiểu túc lui qua một bên lạc hinh vũ nhìn nhâm tiểu túc nhất nhãn người như thế nào không uống nhâm tiểu túc nhìn xem lạc hinh vũ nghi vấn ánh mắt rất rõ ràng đối phương cũng không tin hắn sẽ rộng rãi như vậy nhâm tiểu túc cười cười ta uống bình đựng nước lạc hinh vũ thời điểm này lạc hinh vũ phát hiện nhâm tiểu túc thật là có một loại có thể bất cứ lúc nào cũng là tùy chỗ liền làm giận thiên phú a à nhưng nàng không biết nhâm tiểu túc kỳ thật là xuất phát từ rất thận trọng cân nhắc mới khiến cho suốt nguồn nước đầu tiên tất cả mọi người rất khát một giọt này một giọt nguồn nước khẳng định không đủ hứa hiển sở thân là siêu phàm giả ngược lại là có thể độc chiếm lấy tiếp nửa ngày nước người khác đều không dám nói gì nhưng hắn nhâm tiểu túc cũng siêu phàm giả bản thân trên người hắn còn có hai bình nước đã để cho những người khác đỏ mắt hắn không cần phải cái gì đều tham hoang giã thượng sinh tồn pháp tắc nhất liền là không thể quá tham hơn nữa nhâm tiểu túc hiện tại cần phải để cho hứa hiển sở minh bạch, nghĩ tại hoang giá thượng sinh tồn, cái đội ngũ này trong không thể nhất khuyết thiếu người chính là hắn nhâm tiểu túc. Đã có hứa hiển sở như vậy siêu phàm giả có thể mượn lực, nhâm tiểu túc cớ sao mà không làm. Còn có chính là, trong nham động vị cũng quá hướng. Tại cái này mười phần không khí khẩn trương trong lạc hình vũ vốn là rất sợ hãi, cho nên nàng cùng nhâm tiểu túc nói chuyện phiếm kỳ thật cũng là vì giảm bớt nội tâm của mình bên trong sợ hãi, chung quy có người nói nói chuyện tóm lại là tốt điểm. Trên thực tế loại phương pháp này vô cùng hành chi hữu hiệu, đương nhâm tiểu túc nói ra lão tới từ bốn chữ thời điểm, lạc Hinh vũ cảm giác chính mình thật sự là một chút cũng không sợ hãi, trong đầu chỉ có im lặng tuyệt đối. Nhâm tiểu túc hiếu kỳ nói, người có biết hay không, những cái này quân đội hút thuốc đều là lấy ở đâu. Ta xem số 113 hàng rào phụ cận cũng không có loại loại vật này địa phương A. Người không biết sao, lạc Hinh vũ nghi ngờ nói, vương phú quý nói ngươi là la làm chiếu cố người, người sao sao có thể không biết chuyện này, cùng La Lam lại có quan hệ gì, Nhâm tiểu túc sững sờ một chút, tuy hắn thu được La Lam cờ thưởng, nhưng vấn đề là hắn và vị kia La Lão Bản cũng không có cái khác cùng xuất hiện. La Lão Bản chính là Khánh Thị Tập đoàn tại số 113 hàng rào người phát ngôn A, Lạc Hinh Vũ giải thích nói. Hắn tại hàng rào trong là chức vụ gì? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, mỗi ngày đều nghe Vương Phú Quý nói la lão bản la lão bản, nhưng kỳ thật Nhâm Tiểu Túc phát hiện mình dường như đối với la lão bản hoàn toàn không biết gì cả. La lão bản không có chức vụ, Lạc Hinh Vũ ngạc nhiên nhìn xem nhâm tiểu túc, hảo ba xem ra ngươi là thật không biết, hắn tại số 113 hàng rào trong chỉ là khống chế giã kim, thủy nguyên, hóa chất những hãng này mà thôi, nếu như ngươi không phải hỏi hắn là thân phận gì. Vậy hắn nghiêm khắc ý nghĩa toán một cái thương nhân, một cái thương nhân liền có thể tại hàng rào trong hô phong hoán vũ mà, nhâm tiểu túc suy nghĩ một chút nói, lúc trước hắn còn tưởng rằng la lão bản là này hàng rào người quản lý. Bọn họ đã không cần chính mình đảm nhiệm chức vụ gì, Lạc Hinh Vũ bất đắc dĩ nói, bọn họ giống như là áp đảo hàng rào người quản lý phía trên thương khung, không có việc gì thời điểm mọi người trả lại bình an vô sự, nhưng gặp chuyện không may thời điểm, hàng rào trong người quyết định nhất định là vậy vị thương nhân. Bên cạnh hắn có quân đội, nhâm tiểu túc sau khi tự hỏi hỏi, Lạc Hinh Vũ liếc hắn một cái nói, vâng, quân đội, so với những cái này tư nhân binh sĩ cường hãn không biết bao nhiêu lần quân đội, hắn tại số 113 hàng rào trong đóng quân tác chiến lữ vượt quá người nghĩ giống như, tuyệt đối không phải là ngươi bây giờ thấy được tư nhân binh sĩ bộ dáng. Đây là một cái hàng rào trong đóng quân hai chi bộ đội ý tứ A, tuy hàng rào trong có trên danh nghĩa người quản lý, nhưng này người quản lý quyền lực e rằng đã danh nghĩa. Nếu như không phản kháng, vậy tùy ý ngươi ngay trước khôi lỗi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thế nhưng là có một chút ta nghĩ mãi mà không rõ, nhâm tiểu túc hiếu kỳ nói, bọn họ vì sao không trực tiếp khống chế hàng rào đương người quản lý đâu, không nên bồi dưỡng khôi lỗi không phải là thoát quần đánh giám sao. Bởi vì trên đời này không chỉ Khánh Thị một nhà tập đoàn, Lạc Hinh Vũ nói. Nói đến đây nhâm tiểu túc minh bạch, này hơn 100 tòa tị nạn hàng rào trong tung hoành lấy mấy nhà tập đoàn, bọn họ liên thủ khống chế hàng rào rồi lại kiềm chế lẫn nhau, sau đó lấy một loại kỳ quái hợp tác hình thức cướp lấy tài nguyên. Cho nên những cái kia mùi thuốc lá là Khánh Thị tập đoàn cung cấp cho số 113 hàng rào. Nhâm tiểu túc hỏi, bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện tiên hiệp audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 67, người không phải là hai bàn tay trắng. Tư nhân binh sĩ sở được đến mùi thuốc lá đều là khánh thị tập đoàn từ địa phương khác chuyển vận qua, người hẳn là gặp qua xe tải đoàn xe A, kia vận tới vật tư không khác biệt, chính là mùi thuốc lá. Lạc Hinh Vũ nói, kỳ thật cái khác hàng rào cũng không sai biệt lắm là như thế này, hàng rào người quản lý nhóm tuy rất rõ ràng chính mình là khôi lỗi, nhưng luôn có mấy cái muốn tránh thoát không xiềng. Nhâm tiểu túc gật gật đầu, xem ra hắn không thể lấy tư nhân binh sĩ thực lực tới so sánh tập đoàn lực lượng, hôm nay nhâm tiểu túc đã từ lạc Hình vũ nơi này đạt được đủ nhiều tin tức hắn cần trước tiêu hóa một chút vấn đề cuối cùng nhâm tiểu túc hiếu kỳ nói ngươi tại sao lại tuyển lưu bộ loại người này khi ngươi người đại diện này lạc Hình vũ cũng không tính ngu xuẩn thần kỳ a vì sao sẽ chọn lưu bộ đâu này lạc Hình vũ giải thích nói hắn là hàng rào trong hậu cần tư một vị người phụ trách phòng đệ đệ nhâm tiểu túc đại khái minh bạch một ít nguyên nhân nhưng hắn còn là khó hiểu một cái hậu cần tư người phụ trách phòng có thể có quyền lực gì thời điểm này lạc hinh vũ cảm giác chính mình có phải hay không cùng dương tiểu cận nhâm tiểu túc quan hệ thêm gần một ít nàng do dự một chút nói ngươi có thể hay không mang ta sống đi ra ngoài ta tại cái này hoang dã thượng đã hai bàn tay trắng có thể dựa vào chỉ có các ngươi nhâm tiểu túc lắc đầu nói ngươi cũng không phải hai bàn tay trắng ha. lạc hinh vũ sửng sốt có ý tứ gì ngươi còn có mặt mũi để ta mang ngươi còn sống đi ra ngoài a nhâm tiểu túc nói xong cũng không để ý tới lạc hinh vũ này đen kịt đêm mưa nhâm tiểu túc lưu lại lạc hình vũ một người trong gió mất trật tự, không phải là hai bàn tay trắng. Nàng còn có mặt mũi, này đặc biệt là cái gì ngôn ngữ trình độ A, mọi người nói là cùng một cái loại ngôn ngữ sao. Thời điểm này lạc hình vũ mới ý thức tới, nguyên lai like nàng cái gọi là mọi người quan hệ gần một chút, đều là ảo giác. Kỳ thật nhâm tiểu túc cảm thấy lạc hình vũ trả lại thật đáng thương, một cái nữ hài tại đây rừng núi hoang vắng dù ai cũng không cách nào tín nhiệm, thậm chí ngay cả nguyện ý giúp nàng đều không có, bên người trả lại sạch là muốn đánh nàng chủ ý tư nhân binh sĩ binh lính càn quấy có thể là ai không đáng thương đâu hiện giờ đang tại thị trấn trong chịu được hứa nguyện phản vệ nhan lục nguyên không thể thương lúc này nhâm tiểu túc nếu như đáp ứng mang người khác cùng đi ra vậy thì chờ tại đối với nhan lục nguyên không chịu trách nhiệm chỉ cần nhâm tiểu túc càng ỉ lại vận khí như vậy nhan lục nguyên tất nhiên sẽ gặp chịu càng nghiêm trọng phản vệ tuy bình thường nhan lục nguyên chỉ là hội đau đầu nhức óc nhưng vấn đề là nếu như nhâm tiểu túc mượn vận khí tránh thoát sinh tử đại kiếp nạn đâu, e rằng nhan lục nguyên lọt vào phản vệ liền sẽ không đơn giản như vậy. Đó là một thủ hàng năng lực, một phương càng may mắn, như vậy một phương diện khác lại càng không may. Đương nhan lục nguyên vì nhâm tiểu túc hứa nguyện một khắc này, liền có nghĩa là hắn đem mình mệnh giao cho nhâm tiểu túc trên tay. Cho nên, coi như là vì nhan lục nguyên, nhâm tiểu túc cũng không thể đáp ứng cứu người khác cùng đi ra. Người khác mệnh, cũng không có nhan lục nguyên đáng giá nửa đêm thời điểm Dương Tiểu Cận tỉnh lại, nàng nhìn hướng Nhâm Tiểu Túc nói, ngươi ngủ đi. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu liền bắt đầu nhắm mắt lại ngủ, hắn đã đem gần 30 cái giờ đồng hồ không có nhắm mắt, cho dù là hắn hiện giờ thân thể tố chất cũng có chút không chịu đựng nổi. Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh Nhâm Tiểu Túc trong đầu một mực lần quần một vấn đề, Dương Tiểu Cận đến cùng là thân phận gì? Chẳng lẽ thuộc sở hữu tại Khánh Thị Tập đoàn cái kia gọi là tác chiến lữ à? Không đúng, nếu như là thuộc sở hữu tại cái kia tác chiến lữ, không nên che giấu tung tích gia nhập đội ngũ A, mà còn cho Lạc Hinh Vũ bọn họ giao tiền. Tại nhâm tiểu túc xem ra, nếu như Khánh Thị Tập đoàn chú đóng ở số 113 hàng rào tác chiến lữ phái người một chỗ chấp hành nhiệm vụ, kia tư nhân binh sĩ đám người kia phải đem vị này coi như thần tiên đồng dạng cung cấp lên. Trung quy đó là chân chính nắm giữ hàng rào quyền xanh sát thế lực. Nhâm tiểu túc nghĩ mãi mà không rõ Dương Tiểu Cận mục đích, cho nên đối với Dương Tiểu Cận thân phận cũng chỉ có thể tạm thời còn nghi vấn. Dạng sáng trong nham động im ắng, Dương Tiểu Cận vừa tỉnh ngủ cảm giác được chính mình bão mãn trạng thái tinh thần, nàng là tiếp nhận qua liên quan phương diện huấn luyện, cho nên có vượt qua thường nhân tưởng tượng giấc ngủ phương thức, thậm chí có thể trong giấc mộng bảo trì cảnh giác. Đây là người bình thường vô pháp lý giải đồ vật, chính như người bình thường hiện giờ như cũ vô pháp lý giải siêu phàm giả đồng dạng. Bên ngoài mưa dần dần ngừng, chính như nhâm tiểu túc theo như lời, sau cơn mưa xâm lâm mặt đất thay đổi vô cùng lầy lội, ngày mai lộ trình e rằng có người hội tụt lại phía sau A. Trong nham động còn có tư nhân binh sĩ quân nhân không ngủ, tại thì thầm to nhỏ lấy cái gì, mà Lưu Bộ thì há hốc mồm tiếp nước uống, thời điểm này chỉ có những người khác đều uống không sai biệt lắm mới rốt cục đến phiên hắn. Dương Tiểu Cận mở mạnh buổi tối ăn còn lại quả tùng, đem bên trong hạt thông niết khai mở từng hột đưa vào trong miệng, dùng cái này tới bổ sung chính mình cần thiết dinh dưỡng. Thời điểm này ngồi ở nhâm tiểu túc đối diện Dương Tiểu Cận vừa ăn hạt thông, một vừa quan sát chìm vào giấc ngủ nhâm tiểu túc, là thật chìm vào giấc ngủ, còn là nửa ngủ nửa tỉnh giữa kết quả dương tiểu cận chợt nghe đến nhâm tiểu túc tiếng lẩm bẩm không riêng gì nàng nghe được tất cả hang cũng có thể nghe được thanh âm thật sự quá lớn lúc này có hai cái tư nhân binh sĩ quân nhân đứng dậy cùng hứa hiển sở nói hai người chúng ta luân thay ngươi ngươi nghỉ ngươi đi hứa hiển sở gật gật đầu chú ý quan sát không phải buông lỏng cảnh giác yên tâm đi trong đó một người tư nhân binh sĩ quân nhân hồi đáp hai người này chậm gì gì hướng phía hang miệng đi tới tựa hồ là muốn đi hang nhập khẩu gác đêm Dương Tiểu Cận cúi đầu, ánh mắt liền giấu ở mũ lưới chai, thấy được này hai người binh lính càn quấy thời điểm khóe miệng nàng liền hơi hơi câu dẫn ra, bởi vì vậy thời điểm nàng phát giác được, nhâm tiểu túc tiếng lầm bẩm Dừng lại, chỉ là kia hai cái binh lính càn quấy tựa hồ trả lại không có phát giác được cái gì, một người trong đó nói chuyện phiếm nói cũng không biết chúng ta có thể không có thể còn sống trở về. Ai biết được, tên còn lại trả lời, hai người nói chuyện phiếm giống như là phổ thông nói chuyện với nhau, chỉ là bọn hắn mới vừa đi tới dương tiểu cận cùng nhâm tiểu túc bên người thì lại bạo khởi làm khó dễ lúc này mưa đã ngừng mọi âm thanh đều tịch hai người binh lính càn quấy một trái một phải móc ra trên người mình giao găm quân đội bọn họ đúng là muốn phân biệt đối với nhâm tiểu túc cùng dương tiểu cận ra tay ba bước ở trong rốt cuộc là người nhanh còn là thương nhanh vấn đề này rất nhiều người thảo luận qua mọi người cũng đều cảm thấy ba bước ở trong có thể là người càng mau một chút mà bây giờ hai người kẻ đánh lén phân biệt cự ly Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận đều chỉ có một bước, liền khoảng cách này mà nói Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận căn bản không có cơ hội rút súng. Bọn họ không ngốc, cho nên tìm đến dạng sáng Nhâm Tiểu Túc vừa mới chín ngủ, mà Dương Tiểu Cận lại vừa mới tỉnh ngủ thời gian, người tại vừa tỉnh ngủ thời điểm hội cơ bắp mệt mỏi, đây không phải thân thể không tốt, mà là thân thể cơ năng còn chưa kịp hoàn toàn vận chuyển. Lần này đánh lén, có thể là vì Dương Tiểu Cận cùng Nhâm Tiểu Túc trên người thương, cũng có thể là vì nước cũng có thể là vì lạc hình vũ, nhưng mà bọn họ cũng không biết mình phải đối mặt là dạng gì đối thủ. Phanh, một tiếng súng vang, Dương Tiểu Cận đối diện binh lính càn quấy khó có thể tin nhìn mình phần bụng lỗ máu, hắn rõ ràng thấy được Dương Tiểu Cận tại bóc lột hạt thông, thương căn bản không có lấy ra A, à, vì cái gì Dương Tiểu Cận tốc độ có thể so với hắn nhanh nhiều như vậy. Mà bên kia kẻ đánh lén bộc phát ra một tiếng kêu đau, ngay tại hắn tiếp cận nhâm tiểu túc lộ ra dao gâm trong tay trong nháy mắt. Nhâm tiểu túc tựa như trong không khí bỗng nhiên bắn ra lôi điện đứng dậy bắt lấy cổ của hắn. Kẻ đánh lén muốn cầm dao gâm trong tay đâm vào nhâm tiểu túc thân thể, có thể hắn thời điểm này lại phát hiện mình cánh tay cũng bị nhâm tiểu túc bắt lấy, mảy may đều không thể động đậy. 170 cân trưởng thành nam tính cứ như vậy bị nhâm tiểu túc một tay cho cầm chặt cái cổ nhắc tới, ngay sau đó kẻ đánh lén ánh mắt hoa lên liền cảm giác phần lưng truyền đến to lớn cảm giác đau đớn, nhâm tiểu túc đúng là một tay đưa hắn đỉnh tại vách đá lên. Lên keng một tiếng, kẻ đánh lén cũng lại cầm không được trong tay dao găm quân đội. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện Tiên Hiệp Audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 68 Cấp Đại Sư Kỹ Năng Học Tập Đồ Phổ Nguyên bản đang tại ngủ say những người khác tất cả đều bị này ngắn ngủn một cái chớp mắt sở bạo phát chiến đấu bừng tỉnh, kia to lớn tiếng súng tại trong nham động nổ vang quanh quần, tất cả mọi người cảm giác chính mình bên tai phảng phất có một cái thuốc nổ bạo phá, những cái này vừa mới tỉnh lại người thậm chí đều không rõ ràng lắm đến cùng phát sinh cái gì, hứa hiển sở sau lưng bóng xám đã chiếc hiện, sẽ chết tử thủ ở bên cạnh hắn bất động nửa bước. Dương Tiểu cận họng súng nhiệt độ đang nhanh chóng làm lạnh, mà đối diện nàng tư nhân binh sĩ quân nhân lại là huyết dịch đang nhanh chóng làm lạnh. Đây là Dương Tiểu cận lần đầu tiên tại trong hành trình chân chính nổ súng, tựa hồ chẳng ai ngờ rằng nàng ý chí là kiên quyết như thế cùng quyết đoán. Đồng thời, nàng giết người thì bộ dáng vô cùng bình tĩnh, giống như là uống nước lơ lỏng bình thường. Nhưng kỳ thật đối với những người khác tạo thành to lớn thị giác trùng kích cũng không phải dương tiểu cận, mà là nhâm tiểu túc. Nổ súng bất quá một cái chớp mắt, lôi đình giống như tốc độ ánh sáng giữa viên đạn cũng đã tiến nhập nhân thể, to lớn xoay tròn động năng xé rách lấy cơ bắp cùng nội tạng, thẳng đến động năng toàn bộ hao hết một khắc này mới cuối cùng dừng lại. Nhưng viên đạn trên cơ thể người trong một màn kia, ngoại nhân là nhìn không thấy, chúng đạn người mình cũng nhìn không thấy. Mà nhâm tiểu túc bên này không đồng nhất, hắn một tay cưỡng ép nhắc tới một người trưởng thành nam tính hình ảnh thực sự quá bạo lực. Nhâm tiểu túc thân cao chỉ có 1m7 bát, 17 tuổi thân thể của hắn xa còn không có phát dục hoàn toàn, cho nên bất kể là hứa hiển sở còn là lưu bộ, dương tiểu cận đều chưa từng để ý qua nhâm tiểu túc sức chiến đấu. Tại bọn hắn nghĩ đến thị trấn một cái đằng trước dinh dưỡng không đầy đủ lưu dân thiếu niên có thể có bao nhiêu khí lực. Cũng chỉ là tại hoang dã thượng mài luyện ra một ít muốn sống bản lĩnh mà thôi. Nhâm tiểu túc chưa bao giờ xuất thủ qua, Dương Tiểu Cận cũng chưa bao giờ lái qua thương, thế cho nên mọi người đối với hai người vũ lực đều chỉ có rất mơ hồ phán đoán, đây cũng là kẻ đánh lén bọn họ làm động thủ nguyên nhân. Nhưng mà để cho bọn họ không nghĩ tới là, này mơ hồ phán đoán dĩ nhiên là sai tới cực điểm. Nhâm Tiểu Túc ngón tay như sắt kìm giống như kẹt lại kẻ đánh lén cái cổ, kẻ đánh lén trong nháy mắt liền cảm giác huyết dịch lại cũng không cách nào cung cấp đại não, hắn kỳ thật có thể dùng chân đi đạp Nhâm Tiểu Túc bộ vị yếu hại, có thể giờ khác này hắn đầu óc cũng đã trống rỗng, tay chân đều tại vô tri giác co quắp. Dương Tiểu Cận không có nhìn trước mặt ngã xuống cái kia tư nhân binh sĩ quân nhân, mà là lẳng lặng nhìn xem nhâm tiểu túc, trong tay nàng đã nắm chặt hai cây súng, nhắm ngay trong nham động tất cả mọi người. Bất quá nàng cũng có chút nghi hoặc, lúc trước nhâm tiểu túc rõ ràng là ngủ, tiếng ngáy khả năng giả bộ, nhưng nhâm tiểu túc mí mắt lại ngụy trang không. Nàng sở chịu đựng huấn luyện thậm chí bao hàm giấc ngủ thật giả phán đoán, một người có thể giả trang ngủ, nhưng tư duy hội vô ý thức lôi kéo mí mắt, một cái không có ngủ say người không có khả năng thời gian giải khống chế mí mắt bất động. Cho nên nàng biết, nhâm tiểu túc là thật ngủ, thế nhưng tại kẻ đánh lén bọn họ đứng dậy trong nháy mắt, nhâm tiểu túc tiếng lẩm bẩm tiêu thất liền chứng minh tại một khắc này hắn đã tỉnh lại. Một cái tiếng nhập ngủ say người là như thế nào làm được thủy trung bảo trì cảnh giác. Nhâm tiểu túc lưu dân không có khả năng tiếp nhận qua cùng nàng đồng dạng huấn luyện. Tại phía xa thị trấn thượng nhan lục nguyên mỗi ngày vui vẻ nhất thời gian kỳ thật là vì nhâm tiểu túc gác đêm thời điểm, bởi vì khi đó hắn cảm giác mình bị Nhâm Tiểu Túc cần, mình cũng có thể vì Nhâm Tiểu Túc làm chút gì đó. Tuy bởi vì muốn gác đêm không có cách nào khác đi theo Nhâm Tiểu Túc đi đi săn, nhưng hắn vẫn cảm thấy người gác đêm cái nghề nghiệp này với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Thế nhưng là Nhan Lục Nguyên không biết, Nhâm Tiểu Túc kỳ thật đã sớm không cần người khác gác đêm, từ khi cung điện xuất hiện về sau. Mà giờ khắc này, Dương Tiểu Cận trong mắt Nhâm Tiểu Túc thể hiện ra siêu tự nhiên lực lượng, thiếu niên gầy yếu có được như vậy lực lượng liền ngay cả Dương Tiểu Cận cũng không nghĩ tới. Ngược lại trong vũng máu người kia tư nhân binh sĩ quân nhân vùng vẫy nói, tôn quân chính, động thủ A. Chỉ là người kia gọi là tôn quân chính quân nhân co giúp ở trong nham động, sửng sốt một tiếng cũng không dám cổ họng. Hứa hiển sở nhíu mày hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhâm tiểu túc không có để ý đến hắn, mà là gắt gao nhìn chằm chằm kẻ đánh lén, chính mình cho những người này tìm quả tùng cùng lá thông, trả lại cầm trong nham động nguồn nước để cho cho bọn hắn, tuy hắn cũng có tâm tư bản thân, nhưng kết quả là hảo. Nhâm tiểu túc sớm liền phát hiện những người này mưu đồ bí mật lấy cái gì, hắn vốn cho là những người này hội hơi có chút điểm mấu chốt, tối thiểu những người này hội hơi thu liếm một ít. Hắn không có ý đồ hỏi kẻ đánh lén đến cùng đồ cái gì, nước. Thương, lạc hình vũ, nhâm tiểu túc cảm giác mình không cần phải như một cái chịu phản bội người đồng dạng thống khổ gào thét hỏi thăm vì cái gì, bởi vì hắn không cần đáp án. Không có tín nhiệm qua, tự nhiên cũng lại không có phản bội, những cái này đồng đội tại nhâm tiểu túc trong mắt, cùng giã thú cũng không có cái gì bất đồng. Nhâm tiểu túc không có lập tức vặn gảy kẻ đánh lén cái cổ, vẻn vẹn là bởi vì hắn muốn nhìn một chút hứa hiển sở có phản ứng gì. Chỉ là thời điểm này cung điện tại trong đầu hắn nói, nhiệm vụ cho địch nhân đau nhức sắp tử vong. Lần này nhâm tiểu túc thực sừng sốt, đây không phải cái để sướng làm người tốt chuyện tốt cung điện mà, như thế nào đột nhiên như vậy dứt khoát lưu loát sát phạt quyết đoán. Trước kia nhâm tiểu túc lão toàn chui vào, nhiệm vụ chỗ trống, lần này ngược lại là hắn có phần không thích ứng chẳng lẽ đối với cái này cái cung điện mà nói không tra tấn địch nhân cũng có thể xem như người tốt chuyện tốt người này đến tuyến cũng hạ thấp quá nhanh a à. bất quá nhâm tiểu túc biết cung điện này cũng không có ý thức nó tuyên bố như vậy nhiệm vụ nhất định có nó nội tại cơ chế một tiếng trầm đục nhâm tiểu túc đúng là dứt khoát đương nhất đoạn kẻ đánh lén cái cổ trong nham động tôn quân chính nghe được một tiếng này trầm đục run rẩy một chút không liên quan chuyện ta a à ta cũng không có nói cho bọn hắn biết người khí lực rất lớn chuyện này. Phanh, Dương Tiểu Cận nhất thương đánh chúng hắn mi tâm, tôn quân chính không nói dứt lời cũng không kịp nói. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn về phía Dương Tiểu Cận, Dương Tiểu Cận lúc này bình tĩnh nói, ẩn nấp tội danh, chẳng khác nào cùng tội. Nhâm Tiểu Túc hít một hơi lãnh khí, Dương Tiểu Cận ý tứ là tôn quân chính mặc dù không có báo cho kẻ đánh lén Nhâm Tiểu Túc khí lực rất chuyện lớn, nhưng hắn biết kẻ đánh lén muốn hành hung, lại thủy chung không có đối với Nhâm Tiểu Túc làm ra nhắc nhở động tác, cho nên vì không để lại tai họa ngầm, tôn quân chính đồng dạng đáng chết. Người này nhâm tiểu túc cảm thấy, mặc dù hắn lần nữa đổi mới đối với Dương Tiểu Cận nhận thức, nhưng Dương Tiểu Cận tàn khốc cùng sát phạt quyết đoán như cũ vượt qua hắn dự đoán. Bất quá, hắn cũng không biết là Dương Tiểu Cận sai. Trong vòng một đêm, nguyên bản 11 người đội ngũ biến thành 6 người, chỉ còn lại hứa hiển sở, nhâm tiểu túc, lạc hinh vũ, lưu bộ, vương lỗi, Dương Tiểu Cận. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng cấp đại sư kỹ năng học tập đồ phổ. Nhâm Tiểu Túc không hề nghĩ ngợi liền hướng hứa hiển sở sử dụng này trương đại sư cấp học tập đồ phổ, so sánh Dương Tiểu Cận súng ống kỹ xảo mà nói, hắn từ cao cấp tăng lên tới đại sư ý nghĩa cũng không tính quá lớn, cho nên giờ khắc này hắn càng cần nữa là hứa hiển sở năng lực. Đem tùy cơ rút ra mục tiêu cấp đại sư kỹ năng hoặc siêu tự nhiên năng lực, như rút ra cấp đại sư kỹ năng người bản thân không có đủ đối ứng cao cấp kỹ năng, đem vô pháp học tập. Phán định mục tiêu không cấp đại sư kỹ năng, đã rút ra siêu tự nhiên năng lực ảnh tử, có hay không học tập. Nhâm Tiểu Túc mừng rỡ như điên, nguyên lai like đối phương trên người không có cấp đại sư kỹ năng, là có thể trực tiếp rút ra siêu tự nhiên năng lực sao. Hắn còn tưởng rằng tỷ lệ rất nhỏ đó, học tập, đã học tập ảnh tử. Nhâm Tiểu Túc cảm thụ được tân phục khác đến kỹ năng, hắn lại phát hiện trong cung điện đang có một cái chính mình ảnh tử lẳng lặng đứng. Chỉ bất quá để cho Nhâm Tiểu Túc có chút ngoài ý muốn là, hứa hiển sở ảnh tử là màu xám, mà hắn lại là hắc sắc. Tình huống như thế nào, là bởi vì chính mình không có rửa mặt tương đối đen duyên cớ sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện Tiên Hiệp Audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. mươi 69, Gieo gió gặt bão. Trong nham động bầu không khí ngã vào băng điểm, buổi tối thời điểm vừa có hai người đội viên vô cớ mất tích, chuyện này vốn để cho tất cả mọi người tâm tình rất trầm trọng, nhưng chẳng ai ngờ rằng lại vẫn sẽ phát sinh tự giết lẫn nhau sự tình. Hứa hiển sở, lạc hình vũ, lưu bộ, vương lỗi bốn người đại khái minh bạch, kia hai người tư nhân binh sĩ quân nhân tựa hồ là muốn đánh lén nhâm tiểu túc cùng dương tiểu cận nhưng nhâm tiểu túc cùng dương tiểu cận nhưng trong nháy mắt giải quyết chiến đấu trận chiến đấu này tốc độ cực nhanh làm cho người ta khó có thể tưởng tượng lần chiến đấu này cũng làm cho hứa hiển sở một lần nữa chăm chú xem kỹ lên trước mặt hai người này hắn thở dài nói vậy cũng là bọn họ gieo gió gặt bão nhâm tiểu túc không nói chuyện hắn càng nghĩ cũng minh bạch hứa hiển sở không có làm việc này động cơ nếu như nói vì thương như vậy hứa hiển sở bản thân súng ống bất kể là súng trường còn là súng lục đều không có mất đi, nếu như nói vì xâm chiếm lạc hình vũ, như vậy hứa hiển sở sớm đã có cơ hội, chung quy lạc hình vũ lúc trước chính mình trả lại đi yêu thương nhung nhớ đâu, nhưng hứa hiển sở thủy chung không có chính diện để ý tới qua lạc hình vũ. Nếu như nói là vì nước, hứa hiển sở buổi tối vừa mới tiếp một bình, không đáng không nên nhớ thương nhâm tiểu túc hai bình nước. Nhâm tiểu túc sở dĩ lo lắng là sợ hứa hiển sở vì trong đội trật tự xuất thủ, bất quá cuối cùng chứng minh hứa hiển sở cũng không muốn cuốn vào trận này thì phi. Hứa hiển sở cuối cùng mục đích là muốn tìm tòi nghiên cứu cảnh sơn chi mê, cảnh sơn sinh linh tiến hóa chi mê, mà không phải cầm những người khác cho mang ra ngoài. Bất quá tôn quân chính tội không đáng chết a, hứa hiển sở lần nữa thở dài nói toán, này hoang dã thượng cũng không có cái gì đúng sai. Nhâm tiểu túc cảm thấy hứa hiển sở đã minh bạch này hoang dã thượng sinh tồn đạo lý, không có đối với sai, chỉ có sinh tồn mới là thật lý hắn cũng không muốn nói dương tiểu cận làm như vậy chính là đúng nhưng làm việc không để lại tai họa ngầm cũng tuyệt đối không sai nhâm tiểu túc dẫn theo ba cỗ thi thể ném tới hang bên ngoài hắn đối với hứa hiển sở cùng dương tiểu cận nói ta một mực nghĩ mãi mà không rõ từ hạ thi thể rốt cuộc là như thế nào mất tích lần này vừa vặn khoảng cách gần quan sát một chút hắn đối với dương tiểu cận nói xuất hiện cái gì dị thường gọi ta là một tiếng nói xong hắn phải dựa vào lấy vách đá ngồi xuống tiếp tục ngủ những người khác nhìn xem nhâm tiểu túc cảm giác thằng này tâm là thật đại a à, rõ ràng vừa giết người, vì cái gì lúc này xem ra giống như là không có việc gì người đồng dạng trực tiếp liền có thể tiến nhập giấc ngủ trạng thái. Chẳng lẽ vừa rồi giết người không là ngươi sao? Kỳ thật lúc này nhâm tiểu túc cũng không có ngủ, hắn chỉ là ở trong xem lấy chính mình cung điện, bởi vì trong cung điện nhiều một cỗ hắc sắc ảnh tử, điều này làm cho nhâm tiểu túc bối rối đều không có hứng thú lớn tăng. Muốn biết rõ hắn vẫn luôn rất hâm mộ hứa hiển sở, thậm chí còn có phần hâm mộ Trương Bảo Căn có thể nhả bong bóng năng lực. Tuy nhả bong bóng nhìn lên rất yếu, nhưng nhâm tiểu túc hoài nghi kia bong bóng uy lực còn có tiến bộ không gian. Siêu phàm giả có hay không tiến bộ không gian, hắn cảm thấy nhất định có. Mà hắn đâu, tuy không có một tòa cung điện nhìn lên rất dọa người, nhưng vấn đề là hắn một mực ở đề thăng lực lượng cùng nhanh nhẹn, căn bản không giống một cái chân chính siêu phàm giả. Trung quy có ít người đi qua thời gian dài rèn luyện, cũng đồng dạng có thể đạt tới hắn hiện tại lực lượng A cho nên tại hắn phục khắc hứa hiển sở ảnh tử lúc trước hắn cũng không thể xem như một cái chân chính trên ý nghĩa siêu phàm giả tối thiểu từ năng lực chiến đấu mà nói không tính hứa hiển sở cái kia có thể đỡ đạn ảnh tử để cho nhâm tiểu túc thèm thuồng thật lâu tại nhâm tiểu túc xem ra vũ khí nóng là phi thường kinh khủng chúng viên đạn sơ tốc độ có thể đạt tới vận tốc âm thanh thậm chí nhiều lần vận tốc âm thanh người bình thường đối mặt súng ống căn bản không có đánh trả chỗ trống cho nên tại nhâm tiểu túc xem ra có sợ không vũ khí nóng tối thiểu là một cái tiêu chuẩn siêu phàm giả đường danh giới A. Đương nhiên, nhâm tiểu túc cũng không phải không sợ sở hữu vũ khí nóng, bị đánh lén thời điểm vẫn sẽ chết A. Lúc này hắc sắc ảnh tử liền lặng lặng đứng ở cung điện máy chữ bên cạnh vẫn không nhúc nhích, nhâm tiểu túc nhìn kỹ lại, này ảnh tử hình dáng rõ ràng chính là mình, chỉ là có phần mơ hồ A. Vì cái gì hứa hiển sở là màu xám, hắn là hắc sắc đâu, rõ ràng là trực tiếp phục khắc qua, chẳng lẽ còn có cái gì bất đồng. Thời điểm này nhâm tiểu túc thử điều khiển bóng đen tại trong cung điện chợt hiện chuyển xê dịch, sau đó hắn lập tức ý thức được. Này ảnh tử thực lực dường như cùng hắn bản thân thực lực cùng một nhịp thở. Đây là một loại tinh thần trình độ liên hệ, nhâm tiểu túc thậm chí không cần thí nghiệm liền có thể biết được, nó phản phất liền đản sinh tại nhâm tiểu túc tinh thần ý chí. Này ảnh tử lực lượng cùng tốc độ đều là nhâm tiểu túc gấp 2, liền ngay cả thân thể mật độ đều là nhâm tiểu túc gấp 2, khó trách nó có thể chống đỡ đỡ đạn, coi như là cái người bình thường cũng có thể đỡ đạn A, chỉ bất quá người bình thường sẽ chết, nó sẽ không mà thôi. Tại nhâm tiểu túc thăm dò bên trong phát hiện, cái bóng này sử dụng thời gian là căn cứ tinh thần lực tới phán định, chỉ cần ngươi tinh thần ý chí rồi rào, kia đều có thể một mực dùng xuống. Nhưng nhâm tiểu túc có phần hiếu kỳ, tinh thần lực như vậy hư vô mờ mịt đồ vật nên như thế nào tính toán A. Hắn thử hỏi cung điện, ta tinh thần lực là bao nhiêu? Cung điện hồi đáp, không có quyền hạn báo cho biết. Nhâm tiểu túc có phần nghi hoặc, chính mình cấp đại sư hoang dã sinh tồn có thể phán định lực lượng cũng có thể phán định nhanh nhẹn cũng có thể như thế nào đến tinh thần lực lại không được là tinh thần lực không có phán định tiêu chuẩn còn là trong chuyện này có duyên cớ gì nếu như tạm thời không chiếm được đáp án nhâm tiểu túc cũng liền không được suy nghĩ nhiều ngủ bất quá nhâm tiểu túc biết đại khái vì cái gì hứa hiển sở ảnh tử là màu xám hắn là hát sắc bởi vì hắn bản thể so với hứa hiển sở càng mạnh cho nên hắn ảnh tử cũng liền càng thêm ngưng thực sáng sớm ánh sáng mặt trời chiếu ở nhâm tiểu túc trên mặt, hắn mở mắt ra trước tiên liền hướng chính mình vứt bỏ thi thể địa phương nhìn lại, chỉ là để cho hắn ngoại ý muốn là kia ba cỗ thi thể một chút biến hóa đều không có, khó trách dương tiểu cận giữa đường không có đánh thức hắn, nguyên lai là không có có dị thường sự tình phát sinh. Không có phát sinh sẽ không phát sinh a, à. cũng không thể lão mong đợi suốt điểm nguy hiểm gì a. À. Lúc này ánh mắt của hắn chuyển hướng trong nham động kết quả vừa vặn cùng lưu bộ ánh mắt chống lại, chỉ là lưu bộ đã sớm không có mới ra hàng rào thì ngạo mạn mà là bắt đầu né tránh đêm nay thượng lưu bộ đều ngủ không ngon hắn chính là cái bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh mặt hàng mà thôi khi hắn biết nhâm tiểu túc có cường đại như thế thực lực thì liền bắt đầu có phần sợ không hoảng hốt không được a à, hắn và lạc hinh vũ vương lỗi đều ngạc nhiên phát hiện này một đội trong bất quá mấy người nhưng trừ bọn họ ba lại mỗi cái đều là bọn đầu trâu mặt ngựa tuyển thủ hứa hiển sở đã đứng dậy đứng ở hang bên ngoài hắn đánh giá trước mặt xâm lâm không biết suy nghĩ cái gì. Nhâm tiểu túc đi đến vương lỗi bên người, nằm ở trên cáng cứu thương vương lỗi vô ý thức liền nghĩ lùi bước, kết quả hắn nào có nhâm tiểu túc nhanh. Nhâm tiểu túc sốc lên hắn áo nhìn xem vương lỗi bị hứa hiển sở chọc ra tới miệng vết thương nói, đi lên chính mình đi thôi, thương thế của người miệng đã hảo. Vương lỗi thời điểm này mới bỗng nhiên giật mình, vết thương của hắn dĩ nhiên là một chút cũng không đau, chẳng lẽ nhâm tiểu túc kia bình hắc dược như vậy có tác dụng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 70, Thu Nạp Quyền Hạn, hứa hiển sở trở lại trong nham động thời điểm liền thấy được vương lỗi dò xét chính mình miệng vết thương một màn, hắn đối với nhâm tiểu túc hiếu kỳ nói, người cái kia thuốc còn gì nữa không? Bởi vì có vương lỗi làm chuột bạch, hứa hiển sở đã rất rõ ràng kia hắc dược tầm quan trọng, là tại hoang giã thượng chịu chút gì đó tổn thương. Chỉ cần có này hát dược e rằng có thể đề thăng không ít sinh tồn tỷ lệ, không có, nhâm tiểu túc vô ý thức nói, ta bỏ tiền mua, hứa hiển sở nói, vậy còn có chút, nhâm tiểu túc trả lời, nếu đổi khác đồ vật hắn khả năng trả lại không bỏ được đổi tiền, trung quy này hoang dã có tiền cũng không có địa phương dùng A, à, nhưng hắc dược không đồng nhất. Chỉ là nhâm tiểu túc bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, người không thể không tiền sao. Hứa hiển sở nói, bị các ngươi giết chết ba người trên người có, ta lấy ra. Nhâm tiểu túc bỗng nhiên đau lòng vô pháp hô hấp, là mình thiếu kinh nghiệm A, à, lại không có sở thi thể mình tại sao sẽ phạm hạ loại này cấp thấp sai lầm. Không ngờ như thế vừa rồi hứa hiển sở đi bên ngoài là sở thi thể đi, thằng này cũng thật sự là nhịn được, ban đêm sợ nguy hiểm cho nên đợi đến hừng đông mới đi. Nhâm tiểu túc vô cùng đau đớn nói, này không phải ngươi tiền, này rõ ràng chính là ta tiền. Tối thiểu có chia cho ta phân nửa. Hứa hiển sở suy nghĩ một chút nói, ta tại đây đòi tiền cũng không có gì dùng, chỉ cần ngươi cho ta loại kia hắc dược, ta cầm trên người hơn 8.000 khối tiền đều cho ngươi. Nhâm tiểu túc nghe được kia ba trên thân người lại mang hơn tám nghìn, quả nhiên nội tâm đau hơn. Bất quá nhâm tiểu túc chăm chú đánh giá hứa hiển sở, thằng này lại còn là cái không thương tiền tuyển thủ. Hắn móc ra cho vương lỗi dùng còn lại non nửa bình hắc dược kín đáo đưa cho hứa hiển sở tiền. Cho, hứa hiển sở đem tiền tất cả đều móc ra giao cho nhâm tiểu túc, mà còn tận lực lật một cái túi quần chứng minh trên người mình thực không có gì tiền. Nhâm tiểu túc thỏa mãn gật gật đầu, tuy hắn cùng hứa hiển sở cũng không quen thuộc, nhưng kỳ thật dọc theo con đường này hứa hiển sở tất cả hành động xác thực rất mà nói. Bất quá ngay tại nhâm tiểu túc tiếp nhận kia hơn 8.000 khối tiền thời điểm, trong đầu cung điện nói kiểm tra đo lường đến ký chủ, đeo trên người tiền tài đầy đủ hai vạn khối, có thể mua sắm sơ cấp thu nạp quyền hạn. Lúc trước nhâm tiểu túc cho vương lỗi trị thương thời điểm, vương lỗi mình trả tiền một ngàn hai, lạc hình vũ cho hắn một vạn khối tiền, hiện tại lại từ hứa hiển sở chỗ đó cầm đến 8.000 hơn 900 khối, cho nên nhâm tiểu túc trên người tiền mặt lại đạt tới hai vạn khối tiền nhưng lần này nhâm tiểu túc thực mộng, lúc trước hắn liền một mực rất sốt ruột muốn giải tỏa cung điện thu nạp công năng, nhưng cung điện vẫn luôn không nói như thế nào mới có thể đạt được quyền hạn. Hắn suy đoán có thể là hết thành một cái nào đó nhiệm vụ, hay hoặc là một cái khác chi nhánh nhiệm vụ, tương tự giải tỏa vũ khí như vậy. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới này thu nạp công năng là muốn dùng tiền mua A. À? Người một cái hư vô mờ mịt cung điện đòi tiền làm gì vậy? Nhâm tiểu túc đời này tồn khoản từ trước đến nay đều không có đạt tới một vạn qua, nhưng mà này một vạn khối tiền vừa tới tay, muốn tốn ra, thật sự là một đêm trở lại trước giải phóng. Tiền này là không thể không tốn, nhâm tiểu túc rất rõ ràng tại hoang dã trên có cái không gian chữ vật tầm quan trọng, hắn khẽ cắn môi trong đầu đối với cung điện nói, mua sắm. Mua sắm thành công, giải tỏa sơ cấp thu nạp quyền hạn. Giờ khắc này trong cung điện nhiều ra một cánh cửa, cánh cửa kia từ từ mở ra, lúc này nhâm tiểu túc thấy được phía sau cửa dĩ nhiên là một mặt tường, tường trung gian khảm lấy một cái một mét vuông lớn nhỏ ô vuông đây cũng quá xa hố A, à, hai vạn khối tiền liền mua như vậy điểm địa phương. Vừa mới cung điện nói cái gì kia mà, đúng, giải tỏa sơ cấp thu nạp quyền hạn, cũng chính là về sau còn muốn mua trung cấp, cao cấp thần mã. Cái này không gian có thể sẽ qua quá nhiều lần mua sắm biến thành càng lớn không gian, ví dụ như biến thành một cái chân chính gian phòng. Thế nhưng là kia xài hết bao nhiêu tiền A, à, nhầm tiểu túc đều không biết mình đời này có thể hay không lợi nhuận nhiều tiền như vậy. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc cảm giác mình có thể lợi nhuận hai vạn khối tiền liền rất tốt. Nhâm Tiểu Túc đau nhức cũng vui vẻ, nói thật hôm nay một ngày thu hoạch so với trước xuất phát mấy ngày nay thêm vào đều nhiều hơn. Hắn đi bên ngoài gãy cây cành cây bóc đi vỏ cây, cầm bên trong bạch sắc cành cạo cạo hàm răng. Tuy mặt có thể không tẩy, nhưng hàm răng muốn bảo trì sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Bởi vì tại đây hoang dã thượng muốn sống tự tại, tuổi liền phải hảo. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc phát hiện Dương Tiểu cận cùng hứa hiền sở hai người cũng học theo gãy cành cây đánh răng hai người này sinh tồn thái độ vô cùng tích cực, trên cơ bản nhâm tiểu túc làm gì bọn họ đi học cái gì. Nhâm tiểu túc bỗng nhiên nắm lá cây nhét vào trong túi quần, kết quả hứa hiển sở cùng Dương Tiểu Cận cũng tìm đến đồng dạng cây cối hái một bả lá cây ước lượng tiến trong túi quần. Cái gọi là tam nhân hành tất có ta sư, đương hứa hiển sở bọn họ phát hiện nhâm tiểu túc tại giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm xa xa so với bọn hắn phong phú, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là học tập, chỉ có học tập mới có thể để cho bọn họ cùng nhâm tiểu túc đồng dạng, tại đây hoang dã trong sống thoải mái một ít bất quá hứa hiển sở có phần hiếu kỳ này lá cây có làm được cái gì sao nhâm tiểu túc vui tươi hớn hở cầm lá cây móc ra ném đi không có gì dùng ta liền nhìn xem các ngươi có thể hay không theo ta học hứa hiển sở hứa hiển sở nhìn xem nhâm tiểu túc nửa ngày đều không nói chuyện hắn sửng sốt quật cường không có cầm lá cây móc ra ném đi hắn hái này lá cây cũng là bởi vì hắn nghĩ hái tuyệt đối không phải là bởi vì muốn cùng nhâm tiểu túc học mà dương tiểu cận liền không đồng nhất Dương Tiểu Cận không coi ai ra gì lại bắt cầm lá cây nhét vào trong túi quần. Hứa hiển sở, Dương Tiểu Cận, Nhâm Tiểu Túc ba người tâm lý tố chất rõ ràng liền so với Lạc Hinh Vũ bọn họ thiệt nhiều. Tối hôm qua thấy nhiều như vậy sinh tử sự tình, nhưng Nhâm Tiểu Túc ba người bọn họ như cũng có thể thản nhiên đối mặt, tựa hồ cũng không có cầm những chuyện này để trong lòng. Nhưng Lạc Hinh Vũ bọn họ làm không được, đương Nhâm Tiểu Túc bọn họ đi ra hang đánh răng thời điểm, Lạc Hinh Vũ bọn họ liền bởi vì sợ bên ngoài kia ba cỗ thi thể mà không dám ra. Lạc Hinh Vũ. Lưu bộ, vương lỗi ba người chính là làm nửa giờ tâm lý kiến thiết, mới rốt cuộc dám ra đây. Bọn họ liền nghĩ mãi mà không rõ, các ngươi như thế nào trả lại bật cười. Chuẩn bị lên đường đi, hứa hiển sở nói, tuy không biết chúng ta đối mặt nguy hiểm là cái gì, nhưng ngừng ở chỗ này tóm lại không phải là biện pháp, tại hạ một người ban đêm tiến lên, chúng ta phải tìm đến thích hợp đêm nay cắm trại địa phương. Hy vọng mọi người không muốn đơn độc hành động, chung quy các người cũng thấy được đơn độc hành động kết cục, bọn họ hiện tại đã xem như thân ở cảnh sơn sơn mạch ngoại vi nhâm tiểu túc thậm chí có thể thấy được cảnh sơn trong núi lửa hoạt động phun nhổ ra hắc sắc sương mù càng đi chỗ sâu trong đi lại càng phát nguy hiểm các ngươi nói cảnh sơn bên trong đến cùng tồn tại cái gì nhâm tiểu túc nghi ngờ nói hứa hiển sở suy nghĩ một chút nói có lẽ bên trong cất dấu dã thú tiến hóa chi mê hoặc giả hứa tân giống loài trật tự nguyên điểm người từ hàng rào xuất ra thời điểm bọn họ có hay không nói với người nơi này khả năng tồn tại cái đó gì chỉ rốt cuộc là cái gì? Nhâm tiểu túc hỏi, hứa hiển sở không giấu giếm nữa, một tòa thần bí thành trì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện tiên hiệp audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. mươi 71, Nhâm tiểu túc hoàn mỹ cấp kỹ năng. Đã từng Nhâm tiểu túc ngồi sổm học đường trên tường viện nghe giảng bài, từng nghe qua trương cảnh lâm giảng một ít kỳ văn dị sự, trong đó có một ít tiêu thất thành trì, kỳ thật có đôi khi nhâm tiểu túc hồi tưởng lại trương cảnh lâm dường như cũng không phải là như vậy đứng đắn vị tiên sinh này giảng bài mệt mỏi sử dụng chuyển cái ghế ngồi ở trên giảng đài kéo một ít thú vị tin đồn thú vị dùng những cái này tin đồn thú vị cho đủ số bất quá nhâm tiểu túc cảm thấy này cũng bình thường trung quy tất cả thị trấn liền trương cảnh lâm một vị tiên sinh để cho hắn mỗi ngày cầm sở hữu khóa đều giảng xác thực có chút khó khăn hắn lúc đó trương tiên sinh nói qua tin đồn thú vị trong từng miêu tả qua một tòa thân ở không người khu cổ thành kia cổ thành phồn hoa nhất thời lại đột nhiên xuống dốc, Trương Cảnh Lâm nói, xuống dốc cổ thành phụ gần như là có yêu ma tồn tại. Lúc ấy nhâm tiểu túc trong lòng tự nhủ ta tin người quỷ, không muốn giảng bài liền không muốn giảng bài kéo cái gì yêu ma, trên thế giới này làm sao có thể thật sự có yêu ma. Nhưng nhâm tiểu túc hiện tại có phần tín, kỳ thật Trương Cảnh Lâm tuổi hẳn là không lớn, cũng liền hơn 30 bộ dáng. Nhâm tiểu túc nghe vương phú quý nói Trương Cảnh Lâm cũng là trước đây thật lâu từ nơi khác, về phần bao lâu, tất cả mọi người không nhớ ra được. Có đôi khi nhâm tiểu túc đều đang suy đoán, trương cảnh lâm có thể hay không trước kia chính là hàng rào trong người, về sau mới biến thành lưu dân. Bằng không thì hắn làm sao biết nhiều chuyện như vậy, mặc dù có chút là lung tung biên. Hiện tại hứa hiển sở nói qua cảnh sơn trong cất giấu một tòa thần bí thành trì, nhâm tiểu túc vô ý thức liền hồi tưởng lại trương cảnh lâm nói chuyện nhiều, như vậy này cảnh sơn trong sẽ có yêu ma sao? Nhâm tiểu túc đối với hứa hiển sở hỏi, cái khác không có lại nói qua cái gì sao? Hứa Hiển Sở tỉ mỉ suy nghĩ một chút nói, còn có, chúng ta lúc ấy trước khi lên đường Vương Tòng Dương tựa hồ tìm người thăm dò được không chỉ số 113 hàng rào đạt được cảnh sơn tin tức, tựa hồ còn có cái khác đội ngũ cũng trước khi đến cảnh trên sơn đạo. Nhâm Tiểu Túc còn tưởng rằng Hứa Hiển Sở muốn nói gì bí mật đâu, kết quả dĩ nhiên là. Kỳ thật bất kể là hàng rào người quản lý nhóm còn là tập đoàn, mọi người đối với Tiến Hóa cùng siêu phàm giả những lời này đề đều rất cảm thấy hứng thú hứa hiển sở nói các người hẳn cũng biết hàng rào trong mới xây lập bệnh viện tâm thần bọn họ nghiên cứu siêu phàm giả không riêng gì để phòng phạm cũng nghĩ qua lợi dụng có thể nói nói siêu phàm giả mà nhâm tiểu túc nói chính người thân là siêu phàm giả hẳn là đối với rất chú ý a à. siêu phàm giả hứa hiển sở trầm tư nói kỳ thật rất sớm trước kia liền có siêu phàm giả chỉ bất quá khi đó tất cả mọi người coi như truyền thuyết mà thôi Gần nhất mọi người coi trọng là vì siêu phàm giả bắt đầu nhiều lần xuất hiện, thậm chí có nhiều chỗ xuất hiện rất ẩn nấp siêu phàm giả tổ chức. Nhâm tiểu túc xứng sờ một chút, đều có tổ chức. Có tổ chức, liền có nghĩa là siêu phàm giả số lượng cũng số lượng cũng không ít. Trước một đoạn có siêu phàm giả ám sát hàng rào người quản lý sự tình các người nghe nói a à, hứa hiển sở nói, tin tức này còn là Vương Tổng Dương nói cho ta biết. Hắn nói cái kia siêu phàm giả liền thuộc sở hữu tại một cái tên là tên côn đồ tổ chức tối thiểu cái kia siêu phàm giả chính mình là nói như vậy. Hắn bị bắt sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, không có. Hứa Hiển sở lắc đầu, thực lực của hắn vượt xa các ngươi tưởng tượng. Hiện giờ tất cả đại hàng rào đều tại bắt tay vào làm nhầm vào siêu phàm giả, tựa hồ vẫn còn ở cho những cái này siêu phàm giả nguy hiểm hệ số xác định đẳng cấp, nhưng còn không biết làm thế nào đánh giá. Nhâm Tiểu Túc thầm nói, không nên đánh người chết ta sống làm gì vậy? Hảo hảo ở chung không được sao? Hắn nói vậy lời là bởi vì chính mình cũng cảm động lây a. Nhâm Tiểu Túc chính mình chính là cái siêu phàm giả hiện giờ bỗng nhiên đứng ở những cái kia quái vật khổng lồ mặt đối lập tóm lại phải có điểm tâm nhét dương tiểu cận liếc hắn một cái lại không nói chuyện hứa hiển sở thở dài nói ta đã không có khả năng trở về hàng rào nếu như biết ta là siêu phàm giả ta kết cục nhất định rất thảm bên cạnh lưu bộ bỗng nhiên nói chúng ta sẽ không tiết lộ người bí mật người yên tâm lúc này lưu bộ nói thật có chút lo lắng mình bị diệt khẩu a cho nên nhanh chóng tỏ thái độ hứa hiển sở nhìn lưu bộ nhất nhãn lại không nói chuyện có thể nhìn ra hắn vẫn có chút điểm mấu chốt người, sẽ không làm xuất diệt khẩu như vậy sự tình. Nhưng lưu bộ cam đoan ai sẽ tin tưởng đâu, tín nhiệm lưu bộ liền quá ngu xuẩn a. À. Hứa hiển sở khó được đối lưu bộ một câu, trong những người này ta lo lắng nhất chính là ngươi. Nhâm tiểu túc hỏi, vậy nếu như lưu bộ xuất ngoài ý muốn chết ngươi không đều có thể trở về sao? Lưu bộ, trả lại mang như vậy nguyền rủa người. Lưu bộ muốn mắng nhâm tiểu túc, thế nhưng là hắn lại không dám, hứa hiển sở ở một bên cảm thán nói ngươi cũng là siêu phàm giả a à. nhâm tiểu túc a à, giờ khắc này nhâm tiểu túc suy nghĩ chính mình có phải hay không lộ ra cái gì chân tướng bị dương tiểu cận nhìn ra manh mối gì thời điểm này hứa hiển sở nói ngươi khẳng định thức tỉnh làm giận năng lực nhâm tiểu túc bất quá thời điểm này nhâm tiểu túc bỗng nhiên linh quang lóe lên hắn trong đầu hỏi cung điện nói cung điện ta có làm giận phương diện kỹ năng mà cái gì đẳng cấp cung điện bình tĩnh nói hoàn mỹ nhâm tiểu túc dĩ nhiên là hoàn mỹ cấp lúc trước nhâm tiểu túc phát hiện dương tiểu cận có hoàn mỹ cấp kỹ năng thời điểm trả lại rất tán thưởng đâu không nghĩ tới chính mình lại cũng có có thể là mình này hoàn mỹ cấp kỹ năng cùng nhân gia vừa so sánh cũng quá vô nghĩa a à, cùng điện ngươi là chăm chú sao bất quá suy nghĩ một chút mình cũng là có hoàn mỹ cấp kỹ năng người nhâm tiểu túc trong nội tâm tại nhức chứng ngoài trả lại hơi có như vậy điểm mừng rỡ dù sao cũng là hoàn mỹ cấp kỹ năng nha có người nói qua trong đời làm tốt một việc đã rất khó khăn không nghĩ tới chính mình tuổi còn trẻ, đã cầm một việc làm đến tận cùng. Hứa hiển sở liếc mắt nhìn hang ngoài ba cỗ thi thể, cuối cùng nói, lên đường đi, mặc kệ này cảnh sơn trong đến cùng giấu cái gì, ta cuối cùng muốn đi liếc mắt nhìn. Đây là với tư cách là một cái siêu phàm giả khát vọng, mọi người đã từng lấy vì những truyền thuyết kia bên trong sự tình đều là hư vô, mà khi mình cũng bắt đầu tiếp cận truyền thuyết thời điểm, sử dụng đối với cái kia rộng lớn hơn thế giới sản sinh khát vọng. Hứa hiển sở như thế, nhâm tiểu túc cũng như thế. Hứa Hiền Sở nói, không biết các người có hay không xem qua một quyển sách gọi là Tây Du Ký, ta tại hàng rào trong tiệm sách đã từng gặp, khi đó ta nhìn thấy trong sách nói có người có thể dơ lên 130.500 cân gậy gộc thì trả lại cảm giác rất bất khả tư nghị, hiện tại ta sẽ nghĩ quyển sách kia trong nhân vật có phải hay không đều tồn tại. Nghe nói cây gậy kia có thể trấn áp dãy núi, nhâm tiểu túc trầm tư một lát nói, Tây Du Ký gì chưa có xem, thị trấn học đường trong không có quyển sách này, Bất quá người nói 130.000 hơn 500 cân có thể trấn áp dãy núi liền có chút vấn đề. Đây cũng chính là 6 tấn đa trọng đồ vật. Thị trấn bên ngoài nhà xưởng nông dùng máy kéo thừa trọng là 10 tấn, quá tải một chút kéo hai cây là không có vấn đề gì. Hứa hiển sở thở sâu quay người đi về hướng xâm lâm, đi về hướng không biết cảnh sơn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện Tiên Hiệp Audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 72, Ma Quỷ tiến nhập xâm lâm nhâm tiểu túc tận lực lưu tâm một chút có hay không tranh đấu dấu vết bởi vì đêm qua kia hai người tư nhân binh sĩ quân nhân mất tích chi mê còn không có cởi bỏ cho nên nhâm tiểu túc liền muốn nhìn một chút hai người này đến cùng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn một trận mưa lớn đem hai người kia giấu chân đều cho cọ rửa sạch sẽ điều này làm cho nhâm tiểu túc tìm kiếm dấu vết thì phi thường cố sức không có dấu chân vậy cũng chỉ có thể quan sát lá cây cùng cành cây rừng rậm này mật độ thật lớn to lớn tán cây hạ là rậm rạp bụi cỏ hai người muốn từ trong rừng rậm thông qua tất sẽ dẫm đoạn một ít cành lá, đây là mưa cọ rửa không đi. Nhâm tiểu túc theo một ít rất nhỏ bẻ gãy cành cây tìm đi, kết quả này dấu vết tiếp tục hơn 10 mét liền biến mất. Hứa hiển sở ý thức được nhâm tiểu túc đang tìm cái gì liền hỏi, có phát hiện gì sao? Không có, nhâm tiểu túc lắc đầu, dấu vết đến nơi đây liền lập tức im bặt, bọn họ không có lại hướng mặt trước đi. Hai người kia lúc ấy trong nội tâm tất nhiên cũng có sợ hãi, cho nên không dám đi cách hang quá xa cũng rất bình thường, chỉ là có phần nói không thông a, à, hai người kia lúc ấy liền cự ly li hang hơn 10 thước xa, nếu như nơi này phát sinh qua ngoài ý muốn, trong nham động người không có khả năng nghe không được. Mặc dù lúc ấy có tiếng mưa rơi che đậy, cho nên lớn nhất khả năng chính là lúc ấy hai người tới nơi này thuận tiện, kết quả gặp được để cho bọn họ đều vội vàng không kịp chuẩn bị sự tình, thậm chí ngay cả phát ra thanh âm cơ hội đều không có. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía xung quanh cây cối, những cây đó làm thượng liền vỏ cây cũng không có mất một khối không có tranh đấu, không có giấy ruộng, không có cái gì. Không biết sợ hãi, mới thật sự là sợ hãi. Đi thôi, hứa hiển sở nói, loại tình huống này chúng ta liền càng cần nữa một cái an toàn cắm trại địa dù cho sớm chấm dứt một ngày hành trình cũng sẽ không tiếc. Nhâm tiểu túc chấp nhận hứa hiển sở quan điểm, tốt nhất là tương tự tối hôm qua hang như vậy, tuy chúng ta không biết phát sinh cái gì, nhưng nếu như chúng ta tại trong nham động không có chuyện gì, vậy tối nay tốt nhất vẫn có thể tìm được tương tự hang tới cắm trại sau cơn mưa thiên không cũng không có nắng giáo sáng sủa, nói không chừng lúc nào mưa hội một lần nữa hạ lên. Cái gọi là một hồi thu vũ một hồi hàn, trận mưa này cũng tạm thời ngăn chặn tới gần dãy núi lửa thì khô nóng. Một đoàn người khó khăn trong rừng rậm đi tới, nhâm tiểu túc đề nghị hứa hiển sở hướng tận lực không có nước xa hố địa phương đi, đầu năm nay tùy tiện một con kiến đều thay đổi cùng chỉ bụng đồng dạng đại, liền mặt người trùng loại kia quỷ đồ vật đều xuất hiện, thời điểm này đồ chơi chạm phải thượng châu chấu, chuồn chuồn loại vật này, làm không tốt có thể muốn mạng người trên người bọn họ truyền y phục có thể ngăn không được châu chấu chuồn chuồn xúc tu các ngươi nói côn trùng sao có thể lớn đến từng này a à? nhâm tiểu túc hiếu kỳ nói mặt người trùng cái đồ chơi này rốt cuộc là cái thứ gì hứa hiển sở suy nghĩ một chút nói mặt người trùng quỷ dị hơn nữa cũng đào thoát không côn trùng loại cực hạn a à? chúng thân thể cấu tạo nhất định chúng vô pháp như nuôi bằng sữa mẹ loại sinh vật đồng dạng có được to lớn hình thể cung cấp dưỡng là hoàn toàn theo không kịp cho nên ta hoài nghi nơi này trong không khí dưỡng khí tỷ lệ rất cao, mới có thể để cho chúng sinh trưởng. Các người phát giác được không có, tuy thân thể rất mệt a, à, nhưng chúng ta tinh thần cũng rất tốt, đầu óc cũng càng thêm rõ ràng, đây rõ ràng là hấp dưỡng thì phản ứng. Nhâm tiểu túc nghe hứa hiển sở như vậy phân tích cảm giác cũng ở lý, không riêng gì tiến hóa nguyên nhân, vẫn còn có điểm khoa học đạo lý. Đợi một chút, nhâm tiểu túc sướng sờ một chút, dưỡng khí nhiều là vì thực vật cũng ở biến dị tiến hóa quan hệ mà, chúng ta hàng rào phụ cận thực vật cũng khỏe mạnh một chút a à, vậy sau này bên ngoài có thể hay không có ồn ào nạn sâu bệnh các loại sự tình. Rất có thể, hứa hiển sở nói, tiến lên bên trong liền có thể nhìn ra mỗi người thể lực bất đồng, nhưng tiểu túc là phi thường nhẹ nhóm, hắn hiện tại thể lực vượt qua chuyến xâm lâm không hề có áp lực, một chút cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Hứa hiển sở mặc dù là siêu phàm giả, nhưng thân thể của hắn tố chất dường như cũng không thể đề cao bao nhiêu, Hứa hiển sở mình cũng thừa nhận chính mình trở thành siêu phàm giả hậu thân thể tố chất tại một mực tiến hành theo chất lượng tăng cường. Nhưng tựa hồ đây là một cái chậm chạp tăng trưởng quá trình, cho nên hứa hiển sở thân thể tố chất trả lại không có mạnh mẽ đến có thể cùng nhâm tiểu túc đồng dạng. Hứa hiển sở nói, từ khi thức tỉnh trở thành siêu phàm giả, ta liền phát hiện mỗi lần thân thể rèn luyện đạt đến cực hạn, thân thể tố chất cũng sẽ lần nữa tăng trưởng. Nhâm tiểu túc trong lòng tự nhủ còn có này chi tiết đâu, sau này mình có phải hay không cũng có thể thử một chút. Bất quá kia phải đợi trở lại thị trấn, ở chỗ này khiêu chiến cực hạn có thể sẽ chết có phần nhanh. Mà lưu bộ cùng lạc Hinh vũ, vương lối ba người liền thảm, trên người bọn họ y phục có chút tổn hại, suốt hàng rào thì cả đám đều trắng tinh, hiện ở trên mặt sơn đen đi đen cùng nhâm tiểu túc cũng không sai biệt lắm. Nhưng là bọn hắn không dám tụt lại phía sau, bởi vì bọn họ sợ hãi nhâm tiểu túc, hứa hiển sở, dương tiểu cận hội không chờ bọn họ, khi đó đều đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Lúc này để cho nhâm tiểu túc tối kinh ngạc là dương tiểu cận, hắn rõ ràng phát hiện Dương Tiểu Cẩn tuy cũng mỏi mệt chút, nhưng trạng thái có thể so sánh hứa hiển sở hảo quá nhiều. Liền vào lúc này Nhâm Tiểu Túc chợt thấy hứa hiển sở trong thân thể bóng xám đi ra, Nhâm Tiểu Túc lập tức ngưng thần cảnh giới, hắn cho rằng hứa hiển sở là phát hiện nguy hiểm gì. Kết quả hắn chưa mắt thấy được hứa hiển sở không coi ai ra gì leo đến bóng xám trên lưng, để cho bóng xám lưng mang hắn đi. Một màn này cho Nhâm Tiểu Túc thấy trợn mắt há hốc mồm, này đặc biệt là An Gian A. Từ khi hứa hiển sở bại lộ chính mình là siêu phàm giả chuyện này, hứa hiển sở là càng phát thích sử dụng chính mình có thể lực, lúc trước hắn thói quen che giấu, cho nên có đôi khi thậm chí nghĩ không ra dùng năng lực. Này bóng xám thân thể tố chất là hứa hiển sở gấp 2, đi ở này trong rừng cây như dẫm trên đất bằng, nếu không là nhâm tiểu túc không muốn bại lộ chính mình phục khắc hứa hiển sở ảnh tử sự tình, nhâm tiểu túc mình cũng muốn dùng ảnh tử lưng mang chính mình đi. Lưu bộ, lạc hình vô cùng vương lỗi ba người quả thật tuyệt vọng, thật sự là người so với người giận điên người, bọn họ vì cái gì lại không có thức tỉnh trở thành siêu phàm giả a à. đột nhiên hứa hiển sở bóng xám ở phía trước rừng bước lại lần này nhâm tiểu túc thực khẩn trương lên bởi vì hắn phát hiện hứa hiển sở toàn thân cơ bắp đều kéo căng tựa như một cái tạc mau mèo chỉ thấy hứa hiển sở chậm rãi từ bóng xám trên lưng hạ xuống để ngừa chính mình liên lụy bóng xám tốc độ hắn nhỏ giọng nói các ngươi nhìn phía trước nhâm tiểu túc hướng phía trước mặt tối nghĩa âm u thụ lâm nhìn lại này thụ lâm dày đặc lá cây lờ mờ dường như có cái gì bạch sắc đồ vật ngay ở phía trước. Vậy, đó là cái gì? Lưu Bộ run rẩy hỏi, hỏi thời điểm hắn đã vô ý thức giấu đến lạc hình vũ cùng vương lỗi sau lưng, giấu đến đội ngũ mặt sau cùng. Hứa hiển sở nhìn kỹ lại, hắn trần chờ một chút nói, các ngươi nhìn, kia bạch sắc ảnh tử như không giống như là một người mặc bạch y phục nữ nhân, đang tại trọc thụ. Nhâm tiểu túc lông tơ tất cả đều dựng lên, một màn này quá mức quỷ dị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện tiên hiệp audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 73, tai biến tiền văn minh, âm trầm trong rừng cây, lá cây lẫn nhau tiếng ma sát âm giống như là có cái gì kinh khủng sinh vật tại tán cây bên trong xuyên qua giống như, tất cả mọi người nhìn về phía trước kia quỷ dị bạch sắc nhân ảnh đều ngừng thở, phảng phất sợ mình tức giận trêu chọc đến đối phương. Ở loại địa phương này tại sao lại có một nữ nhân đưa lưng về phía bọn họ chọc thụ, tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ có thể càng là nghĩ mãi mà không rõ, trong nội tâm sợ hãi liền càng thâm thúy hơn. Nhâm tiểu túc phát hiện, bên cạnh mình Dương Tiểu Cận cũng là lần đầu như thế khẩn trương, hắn có thể thấy được đối phương mân khởi bờ môi, cùng với đối phương cầm lấy súng tay đều bởi vì quá dụng lực đại mà hiển lộ có hơi trắng bệch. Hứa hiển sở bóng xám ngay tại trước người hắn, tựa hồ phòng bị kia bạch y nữ nhân đột nhiên đánh về phía hắn, có thể nữ nhân kia cách bọn họ còn có hơn 10 mét xa. Đường vòng A, nhâm tiểu túc nhỏ giọng nói có lẽ nàng sẽ không theo lấy chúng ta đây kết quả vừa nói xong trong rừng cây nổi lên một trận cuồng phong kia bạch y thân thể nữ nhân giống như là cứ thế phiêu lên đồng dạng hứa hiển sở cắn răng nói tránh không khỏi nếu điểm này tiểu quỷ liền ngăn lại chúng ta trả lại đi cái gì cảnh sơn nói qua chỉ thấy hứa hiển sở lại thúc đẩy lấy bóng xám một trước một sau hướng phía bạch y nữ nhân đi đến nhâm tiểu túc cùng dương tiểu cận liếc nhau hai người bọn họ đều không nghĩ tới hứa hiển sở tại loại này tình trạng hạ như thế dũng mãnh. Có ít người ngày bình thường ngoài miệng thổi thiên hoa loạn trụy, có thể đến lớn sự tình trước mặt lại trột dạ, khẩn trương, khiếp đảm. Mà có ít người không đồng nhất, bọn họ càng đến thời khắc nguy hiểm liền càng lạnh tính, nội tâm đều lộ ra sự tàn nhẫn. Đuổi kịp, nhâm tiểu túc nói. Sau một khắc nhâm tiểu túc cùng dương tiểu cận ăn ý đi theo hứa hiển sở đằng sau, mấy người bọn hắn người bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu, cho nên hai người bọn họ không thể nhìn xem hứa hiển sở đi một mình mạo hiểm. Lưu Bộ run rẩy nói, chúng ta thế nào? Theo sau sao? sao? Vạn nhất chúng ta bên người cũng xuất hiện loại đồ vật này thế nào? Lạc Hinh Vũ sợ hãi nói, nói xong nàng cũng theo sau, vương lỗi theo sát phía sau. Lưu Bộ mắt nhìn thấy tự mình một người bị vứt xuống liền sợ hơn, hắn nhỏ giọng nói, đợi một chút ta. Nhâm tiểu túc tại hứa hiển sở thân rồi nói ra, một khi phát hiện vô pháp ngang hàng, liền dùng ngươi bóng xám vây khốn nàng, cho chúng ta tranh thủ tập hỏa nàng thời gian. Hứa hiển sở, nhâm tiểu túc, dương tiểu cận ba người trên người đều có thương, này tạm thời là mọi người bên ngoài công kích mạnh nhất thủ đoạn, nếu như này bạch y nữ nhân liền viên đạn còn không sợ, kia kỳ thật mọi người cũng không có gì hảo biện pháp. Hứa hiển sở nhỏ giọng đáp, hảo, ta cầm phía sau lưng giao cho các ngươi, các ngươi chú ý xung quanh. Nhâm tiểu túc trong lòng có chút nghi hoặc, có lẽ là hàng rào trong người không có trải qua thị trấn những cuộc sống kia, cho nên bọn họ so sánh lưu dân mà nói lại càng dễ tín nhiệm người khác. Tại thị trấn thượng ngủ đều phải có người gác đêm, loại hoàn cảnh này trong lớn lên người căn bản không có khả năng cầm phía sau lưng giao cho người khác. Đây là thị trấn cùng hàng rào khác nhau sao? Ba người cẩn thận hướng phía bạch y nữ nhân tới gần, chỉ là càng đến gần, bọn họ trong nội tâm lại càng phát giác có cổ quái. Nguyên bản nhâm tiểu túc là hóp lưng lại như mèo, bởi vì như vậy tư thế dễ dàng nhất phát lực, kết quả lúc này hắn đứng ở chỗ cố chậm rãi đứng thẳng người, này đặc biệt là một gì. Hứa hiển sở cũng không rõ, hắn thúc đẩy lấy bóng xám nghênh ngang hướng cái kia bạch y nữ nhân đi đến, trực tiếp cầm đối phương từ trên cây hái hạ xuống. Đó là một, sách dưới nữ tính nhựa plastic tượng người, dường như là có thể thổi phồng loại kia. Ách, nhâm tiểu thúc đi đến hứa hiển sở bên người nhìn nửa ngày, đây là gì? Không biết, hứa hiển sở lắc đầu, mấy người bọn hắn đều chưa thấy qua thứ này cho nên nhao nhao biểu thị không nhận ra, bất quá xem ra rất rách nát. Nhâm tiểu túc hỏi, không phải là hàng rào trong đồ vật à? Không có tại hàng rào trong đã từng gặp, hứa hiển sở lần nữa chối bỏ. Mọi người đối với cái này nhân ngẫu hám vào trầm tư, bọn họ đều có điểm dở khóc dở cười, cứ như vậy cái thứ đồ hư vừa rồi lại đem bọn họ đều cho hù sợ. Thẳng đến đến gần bọn họ mới phát hiện có điểm gì là lạ. Đợi một chút, dưới cây trả lại có vật gì, Nhâm Tiểu Túc trong lúc vô tình thấy được sừng rồng kết dễ cây vị trí có một cái hộp sắt. Nhâm Tiểu Túc cầm chủy thủ đâm một chút gì sắt hộp sắt, kết quả này hộp sắt đã sớm mục nát không giống dạng, chủy thủ hơi đụng một cái liền xốp giòn thành một đống bã vụn. Trong hộp sắt là tấm vé ửng đỏ trang giấy, đưa hộp sắt phá toái, trang giấy cũng theo hộp sắt thay đổi thành bụi phấn, trong nháy mắt trong hộp sắt vẻn vẹn lưu lại một vật. Đó là một mảnh lục sắc nhựa plastic, hoặc là nói là hai mảnh nhựa plastic cầm một chương lục sắc giấy cấp bao khỏa cùng một chỗ, kia lục sắc trên giấy vẽ lấy siêu siêu vẹo vẹo như nòng nọc thần bí đường vân. Này, hứa hiển sở nhìn xem nhâm tiểu túc trong tay nhựa plastic mảnh sướng sờ nửa ngày, đây chẳng lẽ là tai biến tiền nhân loại văn minh lưu lại đồ vật. Hoặc là nói hai thứ này đều là, nhựa plastic thoái biến thời gian cao tới mấy trăm năm, vậy còn là chôn dưới đất thời gian, cho nên những vật khác đều mục nát, vẫn còn có thể bảo tồn hạ xuống. Nhưng này kỳ quái đường vân là cái gì? Chẳng lẽ che giấu bí mật gì? Dương Tiểu Cận cũng nhíu mày nghi hoặc lấy các ngươi nhìn cái đồ chơi này như không giống một bức bản đồ. Lúc này đã chạy đến lưu bộ đám người nói, ngăn nắp đồ án trong đúng là quẹo vào ký hiệu, nhìn lên giống như là một cái mê cung A. À. Hứa hiển sở cùng nhâm tiểu túc bọn họ đồng đều nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ đây là cảnh sơn trong kia tòa thần bí thành trì địa đồ. Ồ, Lạc Hinh Vũ nói, các ngươi nhìn, mặt trên còn có chữ. Bởi vì mục nát nguyên nhân, nhựa plastic mảnh cũng đã rách nát phiếm vàng, thế nhưng Lạc Hinh Vũ nhắc nhở mọi người còn là chú ý tới, thần bí kia đồ án phía dưới có một nhóm tiểu tiểu chữ. Nhâm tiểu túc tỉ mỉ phân biệt lấy niệm đi ra, thỉnh quét hình mã hai chiều trả tiền. Một đám người tất cả đều mê mang, mã hai chiều là cái gì, trả tiền cho ai. Thế nào, muốn thông qua mê cung còn phải trước giao tiền. Bởi vì văn minh từng có tuyệt tự duyên cớ, tai biến tiền văn minh một ít tin tức tất cả mọi người không được biết, có chút là vì vô dụng bị loài người bỏ qua, có chút thì là phá toái tại kia hắc ám sinh tồn thời đại trong mọi người từ trước đến nay không có tại hàng rào hoặc là thị trấn trong đã từng gặp những vật này cho nên nó công dụng tựu thành mê dù sao không phải là mê cung địa đồ liền đúng nhâm tiểu túc nhìn về phía hứa hiển sở người xác định đó là cái gì thần bí thành trì mà chỗ đó có tiến hóa chi mê vậy bằng không thì giải thích thế nào cảnh sơn hiện giờ biến hóa a à, hứa hiển sở nói cũng là a à, nhâm tiểu túc nói trên núi tóm lại là có dấu bí mật nhưng ta cảm giác cảm thấy thành trì cái gì khả năng cũng không có thần bí như vậy a à đi thôi, có từng thấy mới biết được, hứa hiển sở cầm kia trương mã hai chiều cẩn thận từng ly từng tí cất vào trước ngực mình trong túi, phảng phất sợ làm hư nó giống như. Cái này phá tượng người trả lại mang theo sao? Lưu bộ hỏi, mang theo A, vạn nhất có ích đâu, hứa hiển sở nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện tiên hiệp audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 74, Hỏa trùng, hứa hiển sở, nhâm tiểu túc, Dương Tiểu Cận đương nhiên không ai nguyện ý mang theo cái kia rách dưới tượng người, mà mang không mang theo tượng người vấn đề lại là lưu bộ nói ra, cho nên hắn quyết đoán được trao cho mang theo tượng người trước trách. Trên thực tế nhâm tiểu túc bọn họ đều cảm thấy tượng người khả năng không có tác dụng gì, mặc dù mọi người cũng không biết cái đồ chơi này tại tai biến lúc trước là làm gì vậy dùng, nhưng bọn hắn lại không ngốc. Bất quá dù sao không cần chính mình mang nha, mang theo cũng liền mang theo. Vì vậy lưu bộ dọc theo con đường này liền đau buồn thúc, chính mình liền đủ mệt mỏi trả lại phải cẩn thận tâm ôm cái kia rách dưới tượng người. Thảm nhất là, mọi người nay thiên còn chưa có ăn cơm. Hứa hiển sở chợt dừng bước, đừng nói lưu bộ, lạc hình vũ bọn họ, liền ngay cả hứa hiển sở cũng có chút gánh không được. Hắn quay đầu lại nói, mọi người tự hành tìm cây tùng hái quả tùng A, trước ăn chút cơm lại chạy đi. Đối với hứa hiển sở bọn họ mà nói, giã ngoại sinh tồn chương trình học cũng mới vừa học được hái quả tùng no bụng trình độ, kỳ thật quả tùng cái đồ chơi này đặc biệt không tốt bóc lột, hơn nữa lượng còn thiếu. Lớn như vậy một quả quả tùng có thể bóc lột xuất ra hạt thông còn chưa đủ lạnh kẽ răng đâu, thế nhưng không ăn cái đồ chơi này còn có thể ăn cái gì. Mắt nhìn thấy nhâm tiểu túc căn bản không có ý định mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Chỉ thấy nhâm tiểu túc cầm chỉ thủ hướng phía bên cạnh một quả không nhận ra trên cây xoẹt một đao, sau đó cây kia thượng vết cắt trong lại chảy ra nhũ bạch sắc thụ nước, hứa hiển sở nhãn tình sáng lên cái này có thể uống sao. Những người khác cũng đều kinh nghỉ nhìn sang, Kết quả nhâm tiểu túc lắc đầu nói, trong rừng cây đại bộ phận sữa hình dáng thụ nước cũng không muốn uống, bởi vì chúng độc tỷ lệ rất lớn. Hứa hiển sở nghi hoặc, vậy ngươi cắt làm gì? Cho chủy thủ thượng dính điểm độc, nhâm tiểu túc đương nhiên nói. Những người khác nhất thời liền mê, người đặc biệt là cái gì tuyển thủ A lại vẫn hướng chủy thủ thượng ngâm độc, thực làm thế nào tổn hại làm sao tới A. Bất quá hắn nhóm cũng không dám xem thường nhâm tiểu túc âm hiểm, chung quy dọc theo con đường này dựa vào nhâm tiểu túc địa phương quá nhiều, hôm nào mọi người vạn nhất chịu chút gì đó tổn thương, toàn bộ chỉ vào nhâm tiểu túc khâu lại miệng vết thương sức thuốc chữa bệnh. Lưu bộ, lạc hình vũ, vương lỗi trên người bọn họ cũng còn có tiền, chính là vì để phòng bất chắc tìm nhâm tiểu túc cứu mạng dùng. Bọn họ đã ý thức được, có nhâm tiểu túc ở bên cạnh thời điểm, tiền rất có thể chẳng khác nào mệnh. Thời điểm này bọn họ nếu đắc tội nhâm tiểu túc, đến lúc đó bỏ tiền khả năng nhâm tiểu túc vẫn sẽ cho bọn hắn trị thương. Nhưng khâu lại hết miệng vết thương về sau nhâm tiểu túc trên tay nhiều thật, vậy làm sao toán lưu bộ hái quả tùng thời điểm không cẩn thận từ trên cây rớt xuống bất quá hảo trên mặt đất đều là mềm mại lá thông cho nên ngã đi lên cũng sẽ không đau hắn tâm tình phảng phất tới gần tan vỡ đều do đám kia sói hàng rào trong không phải nói chúng đi cái khác sơn mạch mà làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở nơi này nếu như không phải là bởi vì bọn sói này chúng ta bây giờ nói không chừng đã trở lại hàng rào quả nhiên thành ngữ trong liền có cấu kết với nhau làm việc xấu sói liền không phải vật gì tốt song lần này nhâm tiểu túc không ủng hộ, ta cũng nghe qua cấu kết với nhau làm việc xấu thành ngữ, nhưng các người thực gặp qua bái sao. Những người khác đều sửng sốt, bái không phải là rát ở sói phía sau cái mông động vật mà, này thành ngữ ý tứ là sói cùng bái cùng nhau tổn thương xúc vật, sói dùng chân trước, bái dùng chân sau, ví von giúp nhau cấu kết làm chuyện xấu. Ừ, nhâm tiểu túc gật gật đầu, học đường trương tiên sinh cũng là nói như vậy, nhưng ta còn là vấn đề kia, các người gặp qua bái sao. Lưu bộ sửng sốt, hắn nhỏ giọng nói thầm chúng ta tại hàng rào trong đi đâu thấy đi a à. ta đã thấy nhâm tiểu túc nói chính là đem chúng ta truy vào hạp cốc trong bầy sói năm trước tao mộ chúng thời điểm liền thấy được một cái bái bái là cái dạng gì có người hiếu kỳ nói bái kỳ thật chính là sói nhâm tiểu túc bình tĩnh nói bởi vì dẫm thợ săn giáp tử cho nên chân trước không có thể hoạt động vì vậy cái khác sói liền đem nó còng tại trên lưng mang theo nó tiếp tục sinh hoạt hứa hiển sở bọn họ sửng sốt tại hàng rào trong bọn họ đến trường thì liền học tập cấu kết với nhau làm việc xấu cái từ ngữ này lão sư nói cho bọn hắn biết sói cùng bái đều là xấu trả lại nói cho bọn hắn biết những côn trùng kia là côn trùng có ích những côn trùng kia là côn trùng có hại nhưng đang ở hoang dã thượng nhâm tiểu thúc không nghĩ như vậy hắn nghe trương cảnh lâm nói đã từng trên thảo nguyên du mục dân tộc tín ngưỡng sói khi đó hắn vẫn không thể tiến học đường nghe giảng bài đâu liền nắm nhan lục nguyên hỗ trợ hỏi một vấn đề sói không phải là tai họa xúc vật mà vì sao du mục dân tộc phải tin ngưỡng sói nha trương tiên sinh hỏi lại sói có sai sao đúng vậy a à, sói ăn dê dê ăn cỏ tất cả mọi người không có sai đây là giống loài trật tự a sinh à, là như thế sói tuy tai họa nhân loại có thể sói có thể đối với tàn phế đồng loại không rời nửa bước nhân loại có thể làm được sao mắt thấy lần này cảnh sơn hành trình trong có bao nhiêu người là đã chết tại đồng bạn không quan tâm cũng không phải nói bọn họ sai nhưng nhâm tiểu túc có đôi khi hội hâm mộ đàn sói tối thiểu gặp chuyện không may sẽ không bị không lưu tình chút nào bỏ xuống. Nhâm tiểu túc cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, chính mình cầm chủy thủ đào mở cây tùng gốc bùn đất, hắn nói tại hoang dã thượng không muốn sở trường đi thanh lý lá cây, bởi vì nơi này rất có thể cất giấu bỏ gạp, ngô công cùng độc xà, người quấy nhiễu chúng, chúng liền sẽ mang lại cho người tử vong. Lần này nhâm tiểu túc cũng không có phát hiện bỏ gạp các loại đồ vật, trong lòng của hắn trả lại hơi có chút tiếc nuối, chung quy bỏ gạp nướng chín trả lại ăn rất ngon, Nhâm tiểu túc nghĩ thầm chính mình có muốn hay không chuyên môn bắt mấy cái bỏ cặp cùng ngô công đêm đó cơm. Hắn vừa muốn một bên đào ra một ít cây tùng dễ cây, cảm thấy quả tùng không đủ ăn thì ăn cây tùng cây A, buổi tối có thể nấu ăn. Những người khác kinh ngạc nhìn xem nhâm tiểu túc, bọn họ chung quy cảm giác tại nhâm tiểu túc trong mắt, hảo như cái gì cũng có thể ăn giống như. Lúc trước để cho bọn họ ăn hạt thông còn nói qua đi, hiện tại cũng có ăn cây tùng dễ cây. Này đặc biệt là nguyên liệu nấu ăn mà, đây là vật liệu xây dựng A nhưng nhâm tiểu túc cũng không thèm để ý những năm nay tại hoang dã thượng hắn đã ăn quá nhiều những người khác cảm thấy không có cách nào khác ăn cái gì thời điểm này nhâm tiểu túc bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề cái khác hàng rào phụ cận có tương tự cảnh sơn địa phương sao ta là chỉ đột nhiên biến dị tiến hóa hứa hiển sở trầm mặc một chút nói có bất quá đã bị hỏa chủng công ty cho khống chế hỏa chủng công ty nhâm tiểu túc nghi ngờ nói ta như thế nào chưa nghe nói qua thuộc sở hữu tại cái nào tập đoàn sao không chính nó chính là một cái độc lập tập đoàn, trong tay khống chế hàng rào nhiều đến hơn 20 tòa, hứa hiển sở nói, bất quá cách chúng ta số 113 hàng rào xa xôi, người chưa từng nghe qua cũng bình thường. Vậy hỏa chủng công ty khống chế địa phương là dạng gì? Nhâm tiểu túc hiếu kỳ nói, hứa hiển sở mặt lộ vẻ vẻ làm khó, tựa hồ hắn biết tin tức cũng vẻn vẹn dừng ở này, nhưng mà lúc này ngược lại là dương tiểu cận mở miệng, hỏa chủng công ty khống chế địa phương rất thần bí. Có người nói từng tại kia phiến thiên không thấy được to lớn tiền sử loài chim bay, nhưng hỏa trùng công ty vũ lực rất cường đại, đem chỗ đó chân áp xuống, có lẽ chỉ có hỏa trùng công ty hạch tâm nhân viên mới biết được bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện Tiên Hiệp Audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 75, Tiền sử loài chim bay, nhâm tiểu túc nghe được Dương Tiểu Cận nói lên hỏa trùng công ty thời điểm, đầu óc liền bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, bởi vì vì đoạn này trong lời nói bao hàm tin tức lượng rất lớn. Về hỏa chủng công ty tin tức, hứa hiển sở rõ ràng cho thấy không biết, cũng chính là tại tin tức phương diện Dương Tiểu Cận muốn vượt qua hứa hiển sở tư nhân binh sĩ quân quá nhiều người. Hơn nữa Dương Tiểu Cận nói khả năng chỉ có hỏa chủng công ty hạch tâm nhân viên mới biết được bên trong có cái gì, vì cái gì xác định là hạch tâm nhân viên mà không phải tất cả hỏa chủng công ty cũng biết. Nhất định là Dương Tiểu Cận đi tìm hỏa chủng công ty thành viên tìm hiểu qua liên quan tin tức, nhưng không công mà lui. Nhâm Tiểu Túc cho rằng Dương Tiểu Cận một người là làm không được những cái này, liền giống với hắn liền nhân loại hiện giờ đến cùng kiến tạo bao nhiêu tòa tị nạn hàng rào cũng không biết, nghe qua lớn nhất danh sách cũng chính là 178 hiệu tị nạn hàng rào. Hắn không biết hỏa chủng công ty, cũng không biết có bao nhiêu cái tập đoàn, muốn tại cái này thông tin cũng không phát đạt thời đại trong rõ ràng thế giới toàn cảnh, sau lưng nhất định phải có một tổ chức. Cho nên, Dương Tiểu Cẩn nhất định thuộc sở hữu tại một cái tổ chức nào đó, về phần đến cùng thuộc sở hữu tại đâu, vậy không được biết. Nhâm Tiểu Túc là cái rất thích học tập cùng suy nghĩ người, lúc này dương tiểu cận thấy được nhâm tiểu túc vẻ mặt vẻ mặt trầm tư liền lập tức không nói thêm gì nữa dương tiểu cận cũng không ngu ngốc nàng ý thức được nhâm tiểu túc tại phân tích nàng vừa rồi kia đoạn trong lời nói bao hàm tin tức nhâm tiểu túc đột nhiên hỏi đã biết liền này hai cái địa phương sao dương tiểu cận liếc hắn một cái hội càng ngày càng nhiều buổi chiều thời điểm trừ nhâm tiểu túc bên ngoài tất cả mọi người hiển lộ ra vẻ mệt mỏi lưu bộ ba người bọn hắn người bình thường lòng bàn chân đều mài xuất phao nhưng là bọn hắn không dám tụt lại phía sau, cũng không dám hỏi có thể hay không nghỉ ngơi một chút. Nhâm tiểu túc uống hết một lọ nước, sau đó tại một cái nhẹ nhàng trong khe nước cầm cái chai lấy một lọ tân, những người khác không có vật chứa cũng chỉ có thể tìm to lớn lá cây bưng lấy. Phía trước hứa hiển sở có hành quân hũ, dương tiểu cận trên người cất giấu một lọ nước, cho nên nàng cũng có vật chứa, nhâm tiểu túc liền lại càng không cần phải nói, hắn không riêng có cái chai, từ trong nhà mang đến thiết chén cũng đều không có ném. Nhưng lạc khinh vũ, lưu bộ, vương lối không có A, à, vì vậy nhâm tiểu túc bọn họ ở phía trước vung tay đi tới, đằng sau lạc hình vũ ba người bọn hắn một người bưng lấy một cái lá cây, nhìn lên nhiều hơn chật vật liền có nhiều chật vật. Lấy nước thì nhâm tiểu túc chuyên môn nói rõ nói, ngàn vạn không nên tới gần nước sâu sông ngòi, hơn nữa tại nông suối lấy nước cũng phải mau rời khỏi. Bởi vì đương hứa hiển sở bọn họ nói hỏa chủng công ty khống chế địa phương xuất hiện tiền sử loài chim bay, hắn liền nhớ lại chính mình lúc trước đâm cá, tao ngộ trong sông bóng đen đó là ngay cả trong nước cái khác loài cá đều sợ hãi sinh vật, nhâm tiểu túc thậm chí có điểm tiếc nuối tại chưa thấy qua nó chân thật bộ dáng. Hoàng hôn thì nhâm tiểu túc bọn họ rốt cuộc tìm được một cái tân hang, bất quá lần này hang rất nhỏ, sáu người ngồi ở bên trong hiển lộ có chút chặt chẽ, thế nhưng không có biện pháp, ban đêm thụ lâm quá mức kinh khủng. Mọi người nhét chung một chỗ sưởi ấm thời điểm, mỗi người cũng khó khăn có có một chút cảm giác an toàn, có lẽ nhân loại tại thời khắc này mới có thể ý thức được đồng bạn tầm quan trọng. Nhâm tiểu túc đánh giá trong nham động, nghĩ phải tìm nhân loại lưu lại dấu vết, tỉ như tối hôm qua trong nham động đã có người khắc xuống văn tự. Bất quá tương đối tiếc núi là, nơi này cũng không có đầu mối mới. Hứa hiển sở nói rõ nói, nếu như muốn thuận tiện lời tốt nhất không nên vào nhập thụ lâm, để tránh ngoài ý muốn phát sinh, nữ hải nghĩ thuận tiện hơn lời chúng ta quay đầu không nhìn, có thể từ một cái nữ hải giám sát chúng ta, đây cũng là cho các người an toàn nghĩ. Một đám người nhai lấy vừa nấu xong cây tùng dễ cây, Lưu Bộ nhớ tới lúc trước giá chưa mùi thơm liền đối với Nhâm Tiểu Túc đùa cợt nói, nếu không ngươi lại hứa cái nguyện gì? Vạn nhất lại có cái gì động vật đụng tới thật tốt. Nhâm Tiểu Túc tức giận nói, ngươi như thế nào không cho phép nguyện đâu này? Hắn sẽ không hy sinh Nhan Lục Nguyên khỏe mạnh cho mình đổi đồ ăn. Này cây tùng dễ cây bắt đầu ăn giống như là rau cần, cũng không phải là đặc biệt khó có thể nuốt xuống. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đã vô cùng chú ý mình lời nói và việc làm, sợ cho nhà Nhan Lục Nguyên đưa tới tai họa. Lưu Bộ bị Nhâm Tiểu Túc đối một câu trên mặt có điểm không nhịn được đây không phải đùa giỡn với người đó sao ta muốn hứa nguyện có ích ta đã sớm hứa ta nói hiện tại có động vật đưa tới cửa cho chúng ta ăn sẽ có sao kết quả thời điểm này hang ngoài thụ lâm truyền đến kỳ quái tiếng vang tựa hồ vô cùng dày đặc nhâm tiểu túc bọn họ vô ý thức đều cầm lấy từng người súng ống sau một khắc lại ba đầu giã trư, hai con mèo hoang hai cái xà bảy con khỉ từ trong rừng cây chui đi ra giã chưa thể trạng cũng không cần nói này mèo hoang nhìn lên đều giống như học đường đồ trên sách con báo. Hầu tử cũng nhanh cùng nhân loại cao không sai biệt cho lắm, ngồi thẳng lên xem chừng có có 1m6. Nhâm tiểu túc rất khẳng định đây không phải nhan lục nguyên cho vận khí tăng thêm, muốn biết rõ những vật này tụ cùng một chỗ làm không tốt cũng có thể giết chết mấy người bọn hắn, này đặc biệt cũng không phải là may mắn. Nhâm tiểu túc kinh ngạc nhìn xem những cái này dã thú, lưu bộ, người đặc biệt đây là cái gì miệng a? Lưu bộ sắp khóc, ta liền tùy tiện nói một chút. Giã thú cùng nhân loại đều ở vào trạng thái rằng co, tựa hồ lũ giã thú cũng không nghĩ tới sẽ có người. Nhâm tiểu túc hạ giọng nói, lưu bộ người cùng chúng nói một chút, chúng ta hôm nay ăn chay là được, khiến chúng nó đi thôi. Lưu bộ lúc ấy sẽ khóc, hắn nhìn lấy hang bên ngoài một đàn dã thú nói, ta nói có tác dụng à. Cái kia, các ngươi đi thôi, nguyên bản nhâm tiểu túc chính là chỉ đùa một chút, chẳng qua là khi lưu bộ nói các ngươi đi thôi, những dã thú kia lại thực quay đầu hướng những phương hướng khác chạy trốn kỳ thật nhâm tiểu túc cũng không phải đánh không lại chúng súng lục tuy rất khó đối với mấy cái này động vật tạo thành tổn thương nhưng trung quy hắn còn có ảnh tử tối át chủ bài lớn nhưng nhâm tiểu túc này không phải là không muốn bại lộ mà cái đồ chơi này vừa xuất hiện hứa hiển sở bọn họ khẳng định biết mình có phục chế người khác năng lực phương pháp đến lúc đó hội có hậu quả gì không liền khó mà nói hơn nữa người phục chế nhân gia ảnh tử kết quả so với nhân gia ảnh tử lợi hại hơn nhân gia trên mặt cũng khó nhìn a à. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc quay đầu lại nhìn xem Lưu Bộ, chẳng lẽ thằng này cùng Nhan Lục Nguyên đồng dạng thức tỉnh may mắn? Không đúng, Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nhìn về phía kia mảnh thụ lâm, là có đồ vật gì đem những này giã thú khu chạy tới nơi này? Dã thú cùng giã thú giữa cũng không phải ở chung vô sự, chúng hai bên không công kích, cũng không công kích chúng ta, nói rõ còn có cái gì kinh khủng hơn bóng mở tại áp bách lấy chúng, chúng là tới hang tị nạn. Dường như thực là như thế này, hứa hiển sở gật gật đầu, bởi vì chúng ta chiếm hang, cho nên chúng liền đi nơi khác. Các người có nhớ không, ngày hôm qua trạng vạng tối thời điểm thụ lâm cũng là truyền đến dị độc, nhưng đối với phương không có xuất hiện liền rời xa, ta vẫn cho là là thanh âm kia chủ nhân chế tạo nguy cơ, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút vậy cũng có thể cũng là tìm hang tránh né động vật. Nhâm tiểu thúc hồi ức nói, này trong rừng cây đến cùng có cái gì, lại mang những cái này dân bản địa sinh vật đều phải xa cách lãnh địa mình, thậm chí bất đồng giống loài đều hòa bình ở chung. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện tiên hiệp audio, các bạn hãy like, Xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 76, dây xích sắt, nguyên bản mọi người tìm đến hang cắm trại thời điểm trả lại thả lỏng, kết quả chẳng ai ngờ rằng trong nháy mắt liền nghênh đón biến cố. Chúng ta có muốn hay không đổi cái địa phương trốn một chút? Có người nhỏ giọng hỏi, vạn nhất trong rừng rậm có đồ vật gì đuổi theo ra tới thế nào? Không cần thay đổi, nhầm tiểu túc lắc đầu, chúng rõ ràng cho thấy muốn trốn đến chúng ta nơi này, kết quả bị chúng ta trước chiếm vị trí, điểm này tối thiểu nói rõ chúng ta chỗ hang hẳn là đã đầy đủ an toàn chúng đến cùng tại trốn cái gì lưu bộ nghi ngờ nói thời điểm này hứa hiển sở nhìn về phía hang ngoài kia cánh rừng chúng có lẽ là tại tránh né cánh rừng rậm này hoặc là nói là ban đêm xâm lâm nhâm tiểu túc cũng gật gật đầu ta cũng là nghĩ như vậy động vật đối với nguy hiểm cảnh giác xa xa so với nhân loại càng mạnh bởi vì đó là chúng bản năng các ngươi có nhớ không chúng ta thông qua hạp cốc thời điểm thấy được bên trong có người loại hài cốt nằm ở nơi đó nhưng là chúng ta tiến nhập xâm lâm lại nhìn không đến bất kỳ động vật hải cốt đây là không bình thường chỉ cần là sinh vật vậy nhất định sẽ có sinh lão bệnh tử làm sao có thể liền một cỗ động vật hải cốt đều nhìn không đến nhâm tiểu túc tiếp tục nói lúc trước ta tại hạp quốc lấy nam trong rừng cây đã từng vứt bỏ qua xương cá thịt cá kết quả sáng ngày thứ hai đi xem xét thời điểm liền phát hiện không thấy chúng đã không thấy xung quanh một chút dấu vết đều không có cùng từ hạ thi thể mất đi phương thức giống như đúc mà những cái này mất tích hải cốt hoặc nhân đều có một cái điểm giống nhau đó chính là thân ở trong rừng cây đúng hứa hiển sở gật đầu hơn nữa những sinh vật này như thế e ngại thụ lâm này thụ lâm rõ ràng có vấn đề ăn thịt người thụ lâm những người khác đều nhìn qua bên ngoài thụ lâm có chút kinh nghi chẳng lẽ động vật tiến hóa liền thực vật đều phát sinh tiến hóa sao hứa hiển sở an ủi nhưng kỳ thật đây là chuyện tốt chúng ta nếu như phát hiện quy luật như vậy đều có thể sớm làm tốt đề phòng không biết sợ hãi biến thành đã biết sợ hãi thậm chí người rõ ràng nó là cái gì nguyên lý vì vậy cảm giác sợ hãi cảm giác liền có thể hơi hạ thấp một ít đúng vậy a à, mọi người chỉ cần không tại ban đêm tiến nhập thụ lâm chẳng phải được không nào nghĩ tới đây lúc trước tâm lý oán hận thậm chí còn xua tán một ít vương lối cười nói vậy chúng ta vào đêm lúc trước nhất định phải tìm đến xa cách rừng cây địa phương cắm trại nhâm tiểu túc lắc đầu không riêng gì ban đêm ban ngày cũng cần cẩn thận chúng ta cũng không biết những cái này động vật cùng thực vật đến cùng có hay không tiến hóa đến điểm kết thúc vạn nhất nó ban ngày cũng ăn thịt người đâu này vậy chúng ta liền theo lưng núi khe núi những cây đó mộc tương đối thưa thất địa phương đi hứa hiển sở làm ra cuối cùng quyết định mọi người một lần nữa nhai lên cây tùng dễ cây thời điểm này có người hỏi nhâm tiểu túc người làm thế nào phát hiện cây tùng cây có thể ăn không phải là ta phát hiện thị trấn trên có người nhắc tới qua nhâm tiểu túc bình tĩnh hướng đống lửa trong thêm một ít củi lưu bộ có tâm muốn hòa hoãn cùng nhâm tiểu túc quan hệ lúc này liền nhanh chóng nâng một câu, các người thị trấn thượng nhân đối với này hoang dã quá rõ ràng, đây đều là nhân loại trí tuệ A. À. Lưu bộ cũng không biết nên như thế nào thổi, cuối cùng chỉ có thể giới thổi. Nhưng mà nhâm tiểu túc cũng không quá chấp nhận hắn thuyết pháp, nhâm tiểu túc liếc hắn một cái nói, đây không phải trí tuệ, có thể ăn hảo ai nguyện ý ăn cây tùng cây. Thị trấn thượng nhân nói ăn cây tùng cây còn là sớm mấy năm sự tình, làm như ta nghe được chuyện này thời điểm ta cũng có thể tưởng tượng được, những cái kia năm đến cùng chết đói bao nhiêu người đối với lưu dân mà nói có hôm nay không có ngày mai thời đại trong tất cả mọi chuyện đều có xem sinh tồn vốn chính là giới thổi kết quả cái này lưu bộ càng xấu hổ thời điểm này lạc hinh vũ hòa hoãn không khí nói vì cái gì dã thú hình thể đều biến lớn chúng ta nhân loại lại không có a à. ngược lại là tiến hóa xuất hứa đội như vậy siêu phàm giả có thể là bởi vì vì nhân loại tiến hóa phương thức bất đồng hứa hiển sở nói từ xưa đến nay nhân loại tiến hóa vẫn luôn là trí nhớ Nhâm tiểu túc nói, ta nghe nói qua khác một cách nói, năm trước ta từ trong miệng sói chạy trốn, liền dẫn nghi hoặc hỏi học đường trương tiên sinh, hắn hỏi ta một vấn đề, trong thiên nhiên rộng lớn có chút sinh vật kỳ thật cũng không cần đại lượng vận động liền có thể sinh trưởng suốt cường tráng cơ bắp, hắn nói có một loại động vật kêu hắc tinh tinh, nhân loại từng bắt bọn nó nhốt ở trong lồng, chúng dù cho mỗi ngày chỉ là ăn ngủ ngủ ăn, cũng đồng dạng có thể dài suốt vượt xa nhân loại cơ bắp, mà nhân loại mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, cơ bắp lại hội héo rút dương tiểu cận mở miệng nói các ngươi học đường vị kia trương tiên sinh không phải là người bình thường nhâm tiểu túc cũng không biết dương tiểu cận là từ gì phán đoán trương cảnh lâm có phải hay không người bình thường hắn không biết nhưng hắn biết trương cảnh lâm là người tốt hắn tiếp tục nói trương tiên sinh nói kia là nhân loại trong thân thể có một mảnh gen hạn chế cơ bắp phát dục hơn nữa theo nhân loại càng ngày càng thông minh này gen cũng một mực ở tiến hóa hắn nói vậy kêu trí tuệ giá lớn mọi người hãm vào trầm tư dường như thật sự là có chuyện như vậy a à? hàng rào trong là có tầng trên nhân vật tập thể hình giảm béo tập thể hình giảm béo thậm chí là thượng lưu nhân vật một cái phong trào năm trước thời điểm trả lại đặc biệt lưu hành bao gồm lưu bộ cũng học đòi văn vẻ qua nhưng hắn tập thể hình về sau mới phát hiện muốn luyện được cơ bắp có nhiều khó chỉ là thời điểm này dương tiểu cận bỗng nhiên cho nhâm tiểu túc dội một chậu nước lạnh ta đã thấy tiến hóa thể trạng siêu phàm giả việc này như vậy là sao nhâm tiểu túc xứng sờ một chút hắn trầm tư nói hắn tổ tiên có phải hay không cùng dã thú phát sinh qua cái gì Sương Tiểu Cận, Hứa Hiển Sở, Lưu Bộ, tất cả mọi người không lời nhìn xem Nhâm Tiểu Túc, này đặc biệt đã thuộc về mắng chửi người A. Lạc Hình Vũ bỗng nhiên tới hứng thú, các người thị trấn học đường vị kia Trương Tiên Sinh rất đặc biệt A, hắn nhất định rất bác học A. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút trả lời, là rất bác học, bất quá đi học gặp được chính mình không hiểu cũng sẽ nói bừa. Hắn bình thường có phải hay không rảnh rỗi liền đọc sách cái gì, hàng rào trong cũng có như vậy người, Lạc Hình Vũ truy vấn, những người kia đều rất lợi hại, cũng không phải, nhâm tiểu túc lắc đầu, nhàn hạ thời điểm hắn đều trong sân trồng rau. lạc hình vũ không lời một hồi, như thế nào thị trấn thượng đại bộ phận sự tình đều cùng mình nghĩ không quá đồng dạng nha. bất quá nhâm tiểu túc cảm thấy trương cảnh lâm điểm này rất tốt, đọc sách cũng không đọc chết sách, dù cho rất có học vấn cũng đồng dạng có thể xoay người quốc. có thể liền vào lúc này, tất cả mọi người bỗng nhiên nghe thấy trong rừng cây truyền đến dây xích sắt tại mặt đất kéo đi thanh âm, rầm rầm, rầm rầm xích sắt kia từ cùng mặt đất sau khi va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang, thanh âm chủ nhân phảng phất đang bỏ sát tại trong rừng cây giò xét lãnh địa mình. Nhâm tiểu túc bọn họ mau cốt tủng nhiên, như thế nào trả lại có sinh vật có thể tại ban đêm ghé qua thụ lâm. Chẳng lẽ bọn họ lúc trước phán đoán đều là sai lầm sao? Những cái kia động vật chẳng lẽ không phải tránh né thụ lâm? Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện Tiên Hiệp Audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 77, Khánh Thị Tập Đoàn Vừa rồi mọi người có thể nhẹ nhóm nói chuyện phiếm, không cũng là bởi vì cảm thấy nắm giữ này tụ lâm bí mật à, chỉ cần xa cách rừng cây, buổi tối liền sẽ không còn có nguy hiểm. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra, xích sắt kia kéo đi thanh âm càng ngày càng gần, cái gì sinh vật hội kéo lấy khóa sắt, là có người đã từng cầm khóa sắt đem nó vây khốn, nhưng bây giờ khiến nó tránh thoát sao? Này cảnh sơn đến cùng là địa phương gì, tại sao lại giống như này quỷ dị sự tình? Kia kéo đi thanh âm tựa hồ bị trong nham động ánh lửa hấp dẫn từ từ đi đến thụ lâm biên giới. Nhâm tiểu túc, dương tiểu cận, hứa hiển sở nhau nhau đem chính mình súng ống bảo hiểm mở ra, thậm chí đã đối mặt với thanh âm lúc đến phương hướng làm tốt nhắm chúng động tác. Trong khoảnh khắc dương tiểu cận phát hiện, nhâm tiểu túc động tác vô cùng chuyên nghiệp, thậm chí còn có chút giống như đã từng quen biết. Loại này giống như đã từng quen biết cảm giác tới có chút mạc danh kỳ diệu, lại làm cho nàng cảm giác dị thường thoải mái. Loại này thoải mái giống như là bắt buộc chứng người bệnh rốt cuộc tới dọn xong trước mặt mình xếp gỗ đồng dạng, nhưng là bây giờ không được phép nàng muốn những thứ này, bởi vì xích sắt kia chủ nhân đã bỏ sát đến thụ lâm biên giới. Trong nham động người cố hết sức muốn xem thanh tới đến cùng là vật gì, nhưng vấn đề là đối phương ẩn nấp trong bóng đêm thủy chung đều không có hiện thân. Lạch cạch một tiếng từ trong rừng cây truyền tới, nhâm tiểu túc trong nội tâm nổi lên một hồi buồn nôn, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được kia là đối phương nước miếng rơi xuống trên mặt đất trên lá cây. Một khi nó hiện thân, lập tức nổ súng, Hứa hiền sở nói, người ta ba người hỏa đủ sức để trong thời gian ngắn phong tỏa sở hữu có thể phóng tới hang phương hướng, đến lúc đó ta có thể cho ta ảnh tử đi cùng nó dây dưa. Hảo, nhâm tiểu túc nhỏ giọng đáp ứng nói, lòng hắn nghĩ nếu như này sinh vật quá mức lợi hại, vậy hắn cũng bất chấp che giấu chính mình ảnh tử. Những cái kia giống như báo săn một cỡ mèo hoang cùng với tiểu sơn giống như dã chứ cũng không biết đã chạy trốn đi nơi nào, nhưng nhâm tiểu túc trong lòng biết có thể khiến bọn này hung mãnh dã thú chạy ra thụ lâm chỉ có thể là càng mạnh vượt qua không thể đối kháng nhâm tiểu túc hô hấp tần suất càng ngày càng dài tâm tình cũng càng ngày càng bình tĩnh hắn không được nghe chính mình tim đập cùng tiếng hít thở mà là chăm chú lắng nghe trong rừng cây gió thổi cỏ lay có lẽ sau một khắc này trong rừng cây bí mật muốn triển lộ chân thật vẻ mặt thế nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới là đương trong rừng cây lần nữa vang lên khóa sắt thanh âm dĩ nhiên là xích sắt kia chủ nhân đang tại đi xa Tình huống như thế nào, hứa hiển sở cau mày nói, chẳng lẽ nó không dám đi ra thụ lâm. Ba người như trước bảo trì súng ống nhắm chúng tư thế, sợ đối phương chỉ là cố bố nghi trận mà thôi, nhưng tiểu túc suy nghĩ một chút nói, rất có thể đối phương là không dám đi ra thụ lâm, bằng không thì này hang cách cách rừng cây bất quá hơn 10 mét, lúc trước giã thú cũng không cầm nơi này trở thành chỗ tránh nạn à. Khóa sắt kéo đi tại mặt đất thanh âm càng ngày càng xa, nhưng tiểu túc ba người bọn hắn rốt cuộc tới buông lỏng một chút, xem ra chúng ta còn là quá lạc quan, này cảnh sơn bí mật xa không phải chúng ta dựa vào suy đoán đều có thể dò xét. Thụ lâm nhất định cũng có vấn đề, có lẽ còn có cái khác kinh khủng tồn tại, nhâm tiểu túc nói, bằng không thì vô pháp giải thích từ hạ thi thể mất tích thì căn bản không có lưu lại dấu vết chuyện này. Các ngươi nghỉ ngơi đi, hứa hiển sở nói, đêm nay ta đứng đệ nhất ban cương vị, quá trưa đêm các ngươi tiếp nhận ta. Bất quá lời mặc dù là nói như vậy, nhưng nhâm tiểu túc cùng dương tiểu cận như cũ ăn ý lựa chọn một cái thủ đầu hôm, một cái thủ sau nửa đêm. Hứa hiển sở thấy thế liền trong nội tâm cười khổ, xem ra chính mình vẫn như cũ là không được tín nhiệm người A. À. Một đêm này không còn phát sinh sự tình khác, sáng sớm để một luồng dương quang từ thiên không thả xuống lúc đến sau, nhâm tiểu túc nghe được xa xa có dã thú tiếng bước chân quay về thụ lâm, những cái này dã thú xem ra cũng thói quen buổi tối tị nạn, ban ngày trở về, chẳng lẽ nói tối hôm qua cái kia mang dây xích sắt dã thú ban ngày sử dụng hãm vào ngủ say. Nhâm tiểu túc đứng dậy duỗi cái lưng mỏi, kết quả trả lại không có mở rộng ra đâu liền nghe được cảnh sơn chỗ sâu trong một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên lên một tiếng này tới quá đột ngột khiến cho nhâm tiểu túc đều đã giật mình trong nham động người nhao nhao đi ra tình huống như thế nào phát sinh cái gì có phải hay không cảnh sơn bên trong núi lửa phun trào có người hỏi nghe không hề giống là núi lửa hứa hiển sở lắc đầu càng giống là nhân loại chúng ta thuốc nổ âm thanh nếu như nói hứa hiển sở trả lại vô pháp xác định như vậy nhâm tiểu túc cùng dương tiểu cận liền phi thường khẳng định muốn biết rõ nhâm tiểu túc đã sớm từ dương tiểu cận chỗ đó phục khắc quá cao cấp chế tạo thuốc nổ kỹ năng trong đó trả lại bổ sung không biết bao nhiêu lần thí nghiệm bạo phá kinh nghiệm vừa rồi kia một tiếng nhâm tiểu túc đã phi thường khẳng định kia rõ ràng là hình mũi khoan thuốc phóng định hướng tiếng phá hủy âm loại này hình mũi khoan thuốc phóng tương tự đạn phá giáp dùng để tại cứng rắn mặt đất bạo lực khai mở xa hố nó lợi dụng măn hiệu ứng đem sóng xung động định hướng phát ra trên mặt đất có thể lái được suất hố lớn âm thanh này cùng tập đoàn thuốc phóng cùng trực liệt thuốc phóng thanh âm khác hẳn bất đồng cái gọi là tập đoàn thuốc phóng chính là như bao bọc thuốc nổ bao dùng để bạo phá một cái công sự che chắn hoặc là công trình kiến trúc uy lực to lớn cái gọi là trực liệt thuốc phóng thì là ngòi nổ một loại ngư lôi nhâm tiểu túc biết hắn có thể nghe được như vậy dương tiểu cận cũng nhất định có thể nghe được đây là có người tại trong núi sâu hướng phía dưới mặt đất mở động đó tại sao phải mở động chẳng lẽ này cảnh sơn chỗ sâu trong dưới mặt đất thực trôn giấu cự đại bí mật. Lúc trước ngươi nói còn có cái khác đội ngũ tới cảnh sơn. Nhâm tiểu túc quay đầu hỏi hứa hiển sở đạo. Vâng, đại khái tỷ lệ cũng hẳn là khánh thị tập đoàn người. Hứa hiển sở nói, trung quy số 112 hàng rào chân thực quyền quản lý cũng nắm giữ ở khánh thị tập đoàn trong tay. Tài đoàn khác rất khó vượt qua khánh thị tập đoàn tới cảnh sơn A. Nhâm tiểu túc vô ý thức nhìn dương tiểu cận nhất nhãn, cho nên dương tiểu cận điệu thấp đi tới đây, cũng là vì cảnh sơn trong bí mật. Cho đến ngày nay Nhâm Tiểu Túc cũng không biết Dương Tiểu Cận át chủ bài là cái gì, trừ hoàn mỹ cấp súng ống kỹ xảo bên ngoài, vị này mũ lưỡi chai cô nương tất nhiên còn có cái khác dựa vào. Đi, phải tăng thêm tốc độ, hứa hiển sở có phần không cam lòng, nghe động tính, Khánh thì tập đoàn hẳn là phái ra bọn họ tại số 112 hàng rào cường đại lực lượng vũ trang, chúng ta muốn đuổi tại bọn hắn lấy được bí mật lúc trước đuổi tới đó. Người không muốn sống sao, nhâm tiểu túc không lời nhìn xem hứa hiển sở biết khánh thì tập đoàn tăng số người nhân thủ còn dám hướng bên trong sông hứa hiển sở trầm mặc thật lâu tới đều nhâm tiểu túc cùng dương tiểu cận nhìn nhau không biết vì sao bốn chữ này dường như có ma lực giống như hơn nữa chúng ta có đường lui sao hứa hiển sở hỏi về là không thể quay về chỉ có thể tiến lên thực tới đó nếu như chúng ta thấy không cơ hội liền lách qua khánh thì tập đoàn từ bọn họ lúc đến phương hướng rời núi ta tin tưởng bọn họ chuyến qua đường nhất định so với trở về an toàn hơn như thế lời nói thật, mắt nhìn thấy đối phương liền thuốc nổ đều dùng tới, làm không tốt đi số 112 hàng rào đường cũng bị này khánh thị tập đoàn cho bình định. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện Tiên Hiệp Audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 78, không thể lui về phía sau, không thể lui về phía sau, vậy cũng chỉ có tiến lên. Nhâm tiểu túc, hứa hiển sở, dương tiểu cận ba người xem ra đều là đối với cảnh sơn bản thân bí mật cảm thấy hứng thú nhất, mà lạc hinh vũ, lưu bộ, Vương lỗi bọn họ bất đồng, bọn họ chỉ hy vọng nhanh chóng cùng Khánh thị tập đoàn người tụ hợp. Bí mật gì không nói trước, có người địa phương thì có hy vọng. Số 113 hàng rào trong Khánh thị tập đoàn tác chiến lữ bọn họ đều kiến thức qua, tuyệt đối không phải là tư nhân binh sĩ những cái này mèo ba chân có thể so sánh với, cho nên lưu bộ bọn họ cho rằng muốn tìm được Khánh thị tập đoàn, bọn họ liền an toàn. Hơn nữa bất kể là Lạc Hinh Vũ còn là lưu bộ, đều cùng Khánh thị tập đoàn có chút quan hệ, không nói đặc biệt quen thuộc a thế nhưng cùng số 113 hàng rào La lão bản vẫn có qua vài lần duyên phận. Cho nên đến lúc đó báo một chút La lão bản tính danh, lại báo mình một chút thân phận, chẳng phải là lập tức có thể trở về đến nhân loại văn minh thế giới trong. Này hoang dã tại bọn hắn xem ra, là dã thú thế giới. Hơn nữa còn có một chút, bọn họ đêm qua ở chỗ này thiếu chút tao ngộ trong rừng cây thần bí quái vật, cho nên cũng muốn thừa dịp ban ngày nhanh chóng rời đi nơi này. Ở vào đối với quái thú kia băn khoăn Nhâm Tiểu Túc đang chọn chọn đường kính thời điểm đều tận lực lựa chọn trụi lùi lưng núi khe núi mà không phải trong rừng cây. Quỷ mới biết kia đồ chơi ban ngày đến cùng hoạt động không hoạt động a. À. Nhân gia lại chính miệng không có báo cho người nhân gia ban ngày không ra khỏi cửa. Vạn nhất người ta trước kia là ưa thích thức đêm cũng không phải sợ hãi ban ngày đâu này. Vạn nhất hôm nay làm việc và nghỉ ngơi điên đảo thế nào. Này ai nói chuẩn a? À? bọn họ vị trí hang cự ly cảnh sơn trong tiếng phá hủy truyền đến địa phương đại khái còn có vài chục cây em bộ dáng đuổi tiến độ hoàn toàn có thể vào hôm nay trạng vạng tối đến đương nhiên nhâm tiểu túc cũng sợ ngoài ý muốn nổi lên hắn cùng hứa hiển sở còn có dương tiểu cận thương lượng nói trên núi đường không thể quang cân nhắc thẳng tắp cự ly đường núi là khúc chiết rất có thể chúng ta phán đoán vài chục cây em cần chúng ta đi đến vài ngày đều nói không chừng người ý tứ là hứa hiển sở hiếu kỳ nói nếu như hôm nay không thể đến liền tuyệt đối không nên mạo hiểm đi đường suốt đêm, nhâm tiểu túc kiên quyết nói, cho dù ngươi là nhóm nghĩ đi đường suốt đêm, ta cũng sẽ một mình tìm địa phương đợi đến Hưng đông. Hứa hiển sở suy nghĩ một chút nói, ta đồng ý, không đi đường suốt đêm. Hứa hiển sở cùng nhâm tiểu túc nhìn về phía dương tiểu cận, dương tiểu cận nói, ta đồng ý. Chỉ mong đường không có khó như vậy đi, nhâm tiểu túc nói. Hôm nay tiến lên thời điểm lạc hình vũ cùng lưu bộ không biết từ chỗ nào tới toàn thân khí lực, bọn họ đêm qua vừa mới cầm trên chân bong bóng khiêu phá, hôm nay loại cường độ này đi xuống, e rằng bàn chân đều muốn nát. Nhâm tiểu túc thấy thế liền trêu chọc bọn họ bảo hôm nay nghỉ một ngày a à. kết quả lưu bộ chính nghĩa ngôn từ nói mình không có việc gì. Có thể thấy được, bởi vì muốn sống dục vọng quan hệ, lưu bộ ba người bọn hắn người bình thường đã bộc phát ra chính mình lớn nhất tiềm năng. Đột nhiên hứa hiển sở nói, phía trước có chiếc nhân loại thi thể. Nhâm tiểu túc ngẩng đầu nhìn lại, rõ ràng thấy được khe núi bên trong một cỗ nhân loại thi thể lẳng lặng nằm ở đáy cốc, bất quá để cho hắn kinh ngạc là, này nhân loại hài cốt bên cạnh tàn mát lấy phá toái y phục, huyết dịch tại nham thạch trên mặt đất khô cạn thành màu tím sậm. Nhâm Tiểu Túc kinh nghi nói, sinh động, không có hư thối, đây là chết trả lại không bao lâu thi thể. Nơi này làm sao có thể đột nhiên xuất hiện vừa mới chết không lâu sau nhân loại thi thể đâu, có phải hay không là Khánh thị tập đoàn người? Không phải, Hứa Hiển sở lắc đầu, người xem hắn y phục, đây là tư nhân binh sĩ y phục tác chiến, tư nhân binh sĩ y phục tác chiến là thâm lam, mà khánh thì tập đoàn thì là hắc sắc. Tư nhân binh sĩ, cái nào tư nhân binh sĩ, số 112 hàng rào tư nhân binh sĩ cũng như vậy mà không. Nhâm tiểu túc nghi ngờ nói, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần, hơn nữa trong nội tâm nổi lên không rõ dự cảm, thời điểm này hứa hiển sở thấy được một khối tiểu tiểu minh bài, kia nguyên bản nên là rát ở thi thể trên cổ đánh dấu, như vậy bỏ mình về sau mọi người liền biết thi thể là ai thế nhưng là hắn nhặt lên kia khối minh bài sửng sốt từ hạ điều này sao có thể là từ hạ nhâm tiểu túc trong nội tâm một mảnh băng lãnh xác nhận là từ hạ sao Người xem này minh bài sẽ không sai a à? hứa hiển sở nói trong khi nói chuyện hắn công kích súng trường một mực rơi lên sợ bên cạnh lao ra cái gì đáng sợ đồ vật nhâm tiểu túc hướng phía minh bài nhìn lên đi thật đúng là từ hạ hắn thi thể tại sao lại ở chỗ này a à? muốn biết rõ từ hạ thi thể tại bọn hắn tiến nhập hạp cốc trước mất đi hai ngày này bọn họ đi ít nhất cũng có gần trăm cây em a từ hạ thi thể làm sao có thể chính mình chạy đến nơi đây nha là vật gì cầm từ hạ thi thể cho mang tới đều dương tiểu cận cùng hứa hiển sở cũng bắt đầu rơi súng giới nghiêm thời điểm nhâm tiểu túc ngồi sổ người xuống đánh giá thi thể lạc hinh vũ cùng lưu bộ đã sớm nhả nhả nửa ngày lạc hinh vũ hỏi người không sợ sao nhâm tiểu túc thần sắc một chút biến hóa đều không có so với đây càng xấu xí ta đều gặp không đúng thi thể này thường vết thương có vấn đề quái vật kia ăn tươi hắn nội tạng nhưng các người nhìn xem phần bụng biên giới miệng vết thương dấu vết cái gì dã thú có thể cắn ra như thế chỉnh tề liệt ngân ta là chưa thấy qua loại này tuổi dã thú nghe được nhâm tiểu túc nói như vậy liền ngay cả dương tiểu cận cùng hứa hiển sở cũng nhịn không được nữa nhìn qua bọn họ rất rõ ràng nhâm tiểu túc đối với hoang dã đến cỡ nào rõ ràng nếu như nhâm tiểu túc nói chưa thấy qua vậy thật không là tầm thường dã thú chỉ là này vừa nhìn không quan trọng hứa hiển sở lập tức nhíu mày thảo này mẹ nó là người giấu răng tựa hồ là bởi vì loại nào đó tầng sâu sợ hãi dẫn đến hứa hiển sở liền thô tục đều mắng xuất ra không riêng gì hứa hiển sở liền ngay cả nhâm tiểu túc cùng dương tiểu cận bọn họ có cảm giác toàn thân băng lãnh nhâm tiểu túc ngẩng đầu hỏi ngươi xác định sao rất xác định hứa hiển sở nói ta đến trường thời điểm nói yêu thương chia tay thời điểm bị mối tình đầu tại trên cánh tay cắn một cái nhâm tiểu túc tức giận nói ta đều đặc biệt nhanh hù chết ngươi cây chúng ta nói vậy cái nói thật nhâm tiểu túc hiện tại thực rất sợ hãi a à. Lúc này hứa hiển sở cũng hiểu được có chút sợ hãi, trên thi thể tại sao lại có người loại giấu răng A. À. Các người nói, nhâm tiểu túc hỏi, có không có khả năng đêm qua kéo lấy khóa sắt. Là một người, nhanh chóng rời đi nơi này, Dương Tiểu Cận nói, ba người chiến thuật đội hình, để ngừa có vật gì đánh lén. Kia đồ chơi có thể lặng yên không một tiếng động mang đi thi thể, liền có thể lặng yên không một tiếng động tới gần chúng ta. Nhâm Tiểu Túc khẩn trương nói, cái gì là chiến thuật đội hình, hắn không phải cố ý nói chêm chọc cười, hắn là thật không biết người đi ở ta bên trái dương tiểu cận không có giải thích quá nhiều mỗi người đều quản lý chính mình hình qua tầm mắt có kỳ quái sinh vật tới gần trực tiếp nổ súng đột nhiên dương tiểu cận dường như rất là chuyện phải làm tiếp quản quyền chỉ huy mà nhâm tiểu túc cùng hứa hiển sở ai cũng không nói gì giờ khác này tất cả mọi người minh bạch bọn họ đây là đi ở dây cáp hơi bất lưu thần liền có thể vạn kiếp bất phục mỗi người đều muốn sống sót nhâm tiểu túc nhất là nghĩ bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện Tiên Hiệp Audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 79, mỗi một mảnh bông tuyết cũng không phải vô tội. Có lẽ là bởi vì ban ngày duyên cớ, cho nên nhâm tiểu thúc bọn họ thật không có gặp lại cái gì có thể uy hiếp được bọn họ nguy hiểm. Trên đường đụng phải một cái trước mặt đánh tới mèo hoang, kết quả mèo hoang cũng cũng không có công kích bọn họ, mà là trực tiếp chạy trốn, Nhâm tiểu túc bọn họ đội ngũ càng ngày càng tiếp cận khánh thì tập đoàn vị trí tồn tại, bọn họ cũng càng ngày càng cẩn thận. Dựa theo tác chiến lữ thói quen, bọn họ đang tiến hành khảo sát bạo phá thời điểm nhất định có lính trinh sát ở ngoại vi bố trí chạm gác ngầm, hứa hiển sở nói cho nên chúng ta tiếp cận sau nhất định phải tận lực cẩn thận. Như vậy chuyên nghiệp mà, còn có chạm gác ngầm, nhâm tiểu túc nói, bất quá không riêng gì chạm gác ngầm A, chung quanh bọn họ khu vực E rằng cũng đã bị vũ lực bình định, người xem vừa rồi đầu kia mèo hoang rõ ràng chính là chấn kinh dọa qua. nhâm tiểu túc rất rõ ràng động vật tập tính, mèo loại sinh vật này tại giã ngoài một lần nữa trở về giã tính là phi thường lãnh tính. cẩn thận một loại động vật, chúng sẽ rất ít như vừa rồi như vậy xuất hiện thất kinh hành vi. quả nhiên tại bọn hắn lần nữa chậm chạp tiếp cận thời điểm liền có thể mơ hồ trong đó nghe được giày đặc tiếng súng. nhâm tiểu túc suy nghĩ này tập đoàn lực lượng vũ trang xác thực cảm giác so với tư nhân binh sĩ mạnh mẽ rất nhiều a. À? tư nhân binh sĩ cảm giác chính là bị phái đi tìm cái chết, mà tập đoàn bên này quả thực là cầm cảnh sơn trong giã thú treo ngược lên đánh A. Hắn chợt nhớ tới Trương Cảnh Lâm nói chuyện nhiều, nhân loại vũ khí nóng xa nếu so với các ngươi trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Nhâm Tiểu Túc có cao cấp súng ống kỹ năng, cho nên hắn hiện tại sâu sắc minh bạch Trương Cảnh Lâm nói vậy lời tính chính xác. Thời điểm này một đầu bị thương dã chư hướng phía Nhâm Tiểu Túc bọn họ bên này chạy tới, hứa hiển sở thấp giọng nói tránh ra nó, không cần nổ súng. Này đầu giã trư trưởng so với bọn hắn lúc trước gặp qua đều muốn to lớn lớn một chút, nhưng mà nó đầu bộ cùng phần bụng đều đang điên cuồng đổ máu, thế cho nên giã trư cũng điên cuồng. Hứa hiển sở bọn họ nhao nhao tránh ra giã chư va chạm đường nhỏ, không phải là bọn họ đánh không lại này giã trư, mà là. Nếu như bọn họ có thể nghe được tập đoàn lực lượng vũ trang tiếng súng, vậy chứng minh tập đoàn cũng có thể nghe được bọn họ. Mà nhâm tiểu túc bọn họ lo lắng nhất chính là, sớm bị tập đoàn phát hiện. Lưu Bộ nhìn xem, giá chưa nói, đem nó cản lại nướng ăn cũng được a. À, chúng ta đều không sai biệt lắm một ngày không có ăn cái gì. Nhâm Tiểu Túc cảm khái trên thế giới này thật sự có như vậy một đám người, bọn họ tồn tại giá trị chính là vì tôn lên người khác. Hắn đối với Lưu Bộ nói, thực hâm mộ ngươi a. À, tiến hóa suất chỉ số thông minh lại không cần, nhìn lên vô cùng tiêu sái. Lưu Bộ bị nghẹn nửa ngày nói không ra lời, hứa hiển sở giải thích nói, người ở nơi này giấy lên minh hỏa, không phải là báo cho Khánh Thị tập đoàn người ở nơi này sao? Vương lỗi nhìn xem đã cùng bọn họ gặp thoáng qua dã chưa nghi ngờ nói, chúng ta cùng Khánh thị tập đoàn đều là nhân loại, hiện tại không nên nhanh chóng đi qua đến cậy nhờ bọn họ mà, tại sao phải lo lắng bị bọn họ phát hiện. Vương lỗi, lưu bộ, lạc hình vũ hiện tại hận không thể hiện tại để cho Khánh thị tập đoàn qua cứu bọn họ. Thời điểm này Dương Tiểu Cận nói, hỏa trùng công ty sở khống chế thần bí chi địa, đã từng có nhiều phương tập đoàn phái ra lực lượng vũ trang đi điều tra, nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều bị hỏa trùng công ty diệt khẩu, cho nên ngươi cảm thấy nếu như Khánh thì tập đoàn phát hiện ngươi cũng ở trong đây, bọn họ hội sành ăn nuôi ngươi, gồm ngươi đưa về hàng rào sao? Đây cũng là số 113 hàng rào phái ra tư nhân binh sĩ đều cần đập vào dàn nhà cờ hiệu duyên cớ, tuy làm như vậy cùng biệt tai mà đi trộm chuông không có gì khác nhau, lừa mình dối người a. Đối với tập đoàn mà nói, nơi này bí mật so với nhân mạng đáng giá. Các ngươi lại sẽ cảm thấy tập đoàn như vậy tồn tại, hội cứu các ngươi, hứa hiển sở thở dài nói bắt đầu vốn định nương nhờ tập đoàn lưu bộ, lạc hình vũ, vương lỗi ba người nghe nói như thế như cha mẹ chết, nói thật bọn họ sở tiếp xúc đến thế giới đối với tập đoàn mà nói vẫn như cũ là tầng dưới cùng, cho nên bọn họ căn bản không biết tập đoàn nghĩ thế nào, được bảo hộ của bọn hắn cũng không biết thế giới này đến cỡ nào tàn khốc. Tại hàng rào trong, bọn họ mỗi ngày chỉ cần làm việc cho giỏi liền có thể có ăn có uống, không có dã thú, không có đói bụng. Tập đoàn nói cho bọn hắn biết, bên ngoài thế giới rất an toàn, giã thú đã bị tiêu diệt toàn bộ đến hàng rào ngoài vòng tròn, cho nên bọn họ sẽ tin, hàng rào trong nhất phái ca múa mừng cảnh Thái Bình. Vậy chúng ta trả lại đi qua làm gì vậy? Đương lưu bộ ý thức được chính mình nếu như bị phát hiện liền sẽ bị diệt khẩu thời điểm, hắn liền mất đi ngày hôm nay trèo chống tinh thần hắn trụ cột, hướng khánh thì tập đoàn tìm xin giúp đỡ nguyện vọng cơ hồ là hắn cuối cùng một cây cây cỏ cứu mạng. Lưu bộ xa suốt tinh thần ngồi dưới đất, các người đi thôi, ta không đi. Nhâm tiểu túc bọn họ lý cũng không có lý lưu bộ liền tiếp tục đi tới, đối với nhâm tiểu túc bọn họ mà nói lưu bộ chết sống thật sự là một chút cũng không trọng yếu nói thật nhâm tiểu túc càng hy vọng lưu bộ có thể lưu ở chỗ này thế nhưng là không đợi nhâm tiểu túc bọn họ đi thật xa đâu lưu bộ nghe xung quanh trong rừng cây rất nhỏ tiếng gió càng nghĩ càng sợ hãi hắn lúc này từ trên mặt đất đứng lên đợi một chút ta thời điểm này nhâm tiểu túc hỏi nếu như chúng ta cùng khánh thì tập đoàn tác chiến binh sĩ tao ngộ thế nào hứa hiển sở suy nghĩ một chút ưu tiên sau này phương lui lại a à bọn họ hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất định là khai thác tai biến tiền văn minh, mà không phải đuổi giết chúng ta. Các người đánh giá thấp tập đoàn phong tỏa tin tức quyết tâm, Dương Tiểu Cẩn lắc đầu nói, bọn họ một khi phát hiện chúng ta liền nhất định sẽ là không chết không thôi cục diệt, hơn nữa bọn họ trong nón an toàn liền có vô tuyến hệ thống truyền tin, nếu như phát hiện vô pháp lập tức mà sát ta nhóm, vậy bọn họ liền nhất định sẽ gọi trợ giúp, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ cảm thấy, ngươi còn là càng muốn cùng mặt người chung ở chung. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, này Khánh thì tập đoàn hung hãn như vậy sao? Hắn hiếu kỳ nói, người đối với mấy cái này tập đoàn tác chiến binh sĩ dường như rất rõ ràng. Dương Tiểu Cận liếc nhìn hắn một cái, nhưng cũng không trả lời vấn đề này, một khi tao ngộ muốn lập tức giết chết hết thảy có thể thấy mục tiêu, ngàn vạn không muốn hạ thủ lưu tình, bởi vì đối phương sẽ không hạ thủ lưu tình. Tập đoàn quân nhân cũng có nhi có mẫu A, à, vương lỗi trần chờ nói, như vậy có thể hay không quá tàn nhẫn. Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói, tuyết lở, không có một mảnh bông tuyết là vô tội vô luận là tự phát, vẫn bị lôi cuốn, trong chiến tranh mỗi người đều là bi kịch, đồng thời cũng ở chế tạo người khác bi kịch. Đi thôi, hứa hiển sở nhìn qua phía trước xâm lâm. Cái kia cảnh sơn trong bí mật tại dụ hoặc lấy bọn họ, nếu như tập đoàn đối với cái này vứt bỏ như tệ lý, vậy bọn họ khả năng cũng sẽ đối với cái này mất đi hứng thú, nhưng bí mật này liền tập đoàn cũng như này trân trọng, như vậy nhất định nhưng có kia chân quý địa phương. Quay đầu lại là chết, tiến lên mới có thể sống sót hứa hiển sở bọn họ tỉ mỉ phân biệt rõ lấy tiếng súng tới, tận lực tránh cùng tập đoàn tác chiến binh sĩ gặp nhau, nhâm tiểu túc trong nội tâm có chừng cái dự đoán, có lẽ một giờ sau bọn họ liền có thể biết này cảnh sơn bên trong đến cùng cất giấu vật gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện Tiên Hiệp Audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.